ông thầy cũng chưa có chưa có đưa cái micro. Hello. Bơm hoài quý vị ơi. Hello mấy chị đẹp gái. Xanh em yêu. Xanh đẹp quá ha, cái mặt khó cẩm đẹp quá. Hello mọi người. Chia sẻ like chia hộ em mấy phục vàng ơi. Nguyễn nói ok chị hai. Chị cái dạng này nó rộng gì đó chị Như Khanh ơi. Chị Như Khanh đi giấu của em ơi, cái điện thoại kia đâu anh này. Sạc không? Ờ sạc đi. Hello Phương Linh. Nghe rõ không Phương Linh? Sớm giờ em lên chở ai cũng nhắn tin em hết trơn. Hello chị Hương Trần mấy chị. Mọi người ơi, lại là một ngày xả bơm, mấy chị đợi xíu nghe, trời bơm bơm vô cái mấy chị coi nè. Đó mọi người thấy bơm không? Thấy bơm mấy chị. Ok, đầu gọn nhanh gọn lẹ chị chịu đó nghe Linh ơi. Cảm ơn baby. Rồi, hello mọi người. Hello, hello. Nghe rõ hả? Cảm ơn. Đợi xíu truyền bơm vô mấy chị nghe, truyền bơm vô. Vô, vô, vô. Rồi mấy chị, nó thả cho nó gọn mấy chị ơi, chứ nhỉ trơn. Cái này nó dòm lâu ngày. Đồ đang mặc là 7 manh gòn nghe chị Nghi Đình ơi. Không, nó không có không có cái size mà nhỏ nữa cục vàng ơi. Nó cánh dơ vậy nè chị. À hình như là nó có kiểu như mà không có cái kiểu này nhỏ. Ngắn rồi. À nhắn vô đây nè anh hẹn, chuyện đây anh hẹn cho anh Thi nó coi tên rồi coi nắng ấy nó kích bơm mấy nữa nó khui cho em. Rồi mọi người nha mấy chị nè. Ngày hôm qua không đủ mọi người nha, đây à. Rồi cục vàng chốt mã đùi, 65 này vừa đùi đẹp mấy chị, 60 ngàn. Nhanh tay từ lụm mấy chị ơi, 60 ngàn đồng. Bên hớp lờ luôn, à, nói chung là em không sao mọi người ơi, em không sao. Em không sao chị Mỹ Hạnh nha. Rồi cái bộ đùi đẹp cực kỳ mấy chị nghe chốt không đủ. Ai không nghe máy vậy. 60 ngàn. Một bộ cuối cùng bán em cái rầm cũng không có ra bộ thứ hai. Rồi ra bộ thứ hai mấy bà đừng chửi em nha. Rồi mấy chị. Trời ơi. Lấy cái kéo kia đi, kéo xanh kìa cho nó ấy. Áo phát ngày hôm qua có ren, áo phát ngày hôm qua có ren. Áo phát gì có ren chị? Áo phát gì kệ cái dưới đầu kìa. Áo phát gì đâu có ghen. Đùi mấy chị ơi. Ừ, để cho nên nó kiểm tra mà người nghe làm không kịp. Bữa nay con lính mới mà người nó vừa lúc đầu tối nó bị công an bắt bây giờ nó chạy hết luôn cái gì rồi. Rồi, ok, bộ đùi 60 ngàn nè, cho chị Hiền Nguyễn nè. Đẹp cực kỳ nè. Chị Hương Trần ơi, em nói chị nghe nè. Đồ đang mặc 65 này vừa. Em nói chị nghe nè, chị không phải là bị tam tay đâu cục vàng ơi. Em nói chị nghe nè, sống trên cuộc đời mình sống phải mình gặp phải, mình sống trái thì mình gặp trái. Nhưng mà bán hàng online bơm là chuyện bình thường. Cái này nó dồn lâu ngày á chị, hiểu không? Đùi đó em hết rồi chị ơi, có một bộ chị gì lấy rồi. Chị ơi, hôm qua em mới nhận nhưng hai bộ không vừa đấy nữa gì đổi lại nghe chị yêu ơi.
Là mấy chị biết sao không? Tại vì nói chung là nó vậy đó. Nói chung là nó vậy đó mấy chị. Trời ơi, không sao mọi người hiểu không? Vậy đó. Vậy đó, chuyện bình thường, không phải tam tai tam ơi gì đâu chị. Em tin vào Phật pháp với mọi người nha, em tin vào Phật pháp nữa. Rồi mấy chị nghe, bộ đẹp đó chị, bộ sữa. Cái bộ này là dạng satin cánh dơ nó mới cục vàng nha. Rồi bộ này em share cho mọi người 100 ngàn. Đẹp lắm, chắc latin đẹp cực kỳ. Đồ 39 ngàn hả chị? Chị coi có ai chia lại được không chị? Không ai chia lại được nữa em đổi đây cho. Rồi mấy chị nghe, chắc bà mạng mạng mờ không ta? Rồi để tắt bớt wifi một cái coi ta. Ơi mà coi con heo kia không thiện tắt wifi chưa? Hàng đi chưa? Nhỏ đi rồi đó nghe chị Diễm ơi. Chắc bữa nay chị nhận quá. Con tắt con heo kia wifi chưa? Rồi ai lấy bộ này cho em 100 ngàn, mấy chị gái nghe 100 ngàn. Chắc bả Latin bữa chị nào mua không có bây giờ nè. Hello chị Thảo Linh. Rồi mọi người yêu thương chia sẻ livestream mỗi mưa nghe mọi người nha. Rồi mấy chị, cho em mấy chị sửa giùm em 100 ngàn mã sửa. Ở đây mạng nó hơi lắc lắc mọi người nha. À. Hả? Rồi đưa đây chị. Rồi sao mời với dị hương em cũng không biết nữa nè, sửa giùm em 100 ngàn. Sửa 100 ngàn nha. Tắt máy wifi kia đi này. Rồi đưa chị cái cà bên đó. Đồ em đi chưa? Đi rồi. Rồi mọi người nghe mấy chị nè, mấy chị gói xe thịt mọi người nha, 175 ngàn. À lấy chó em mọi người nha, gói xe thịt 175. Trời ơi mấy chị cảm ơn, bữa không đủ bán. Cảm ơn bơm 30 ngàn. À lấy comment cảm ơn bơm. Cảm ơn bơm 30 ngàn mấy cục vàng nha. À lấy comment bơm cảm ơn. Cảm ơn bơm gọi gọi là ăn gan chưa gỡ đồ mà nói ăn gan chưa gỡ được, đúng rồi. Chị Bùi Kim Hiền, sữa là dài. Chị Yến Thanh ơi, sữa là dài nè chị, cái này giữ đơn nè. Ai à? Sao hả? Ơi. Cái bên Phúc Tăng mà cũng bơm là chết cha nhỏ rồi mấy chị. Rồi dắt cam bơm. Ok, cảm ơn bơm 30 ngàn cho chị nhân viên nè. Dạ đổi lại thì chị gói lại cái đầu phí ship về là mình chịu nghe chị gái nghe. Rồi mấy chị nói gì chị nhân viên hướng dẫn đổi cho nha. Rồi mấy cục vàng quên cảm ơn bơm cho chị nhân viên nè. Rồi dắt cam bơm 30 luôn mọi người nha. Dắt cam bơm 30 kế bên nhà mà cũng không bơm nữa cha ơi. Rồi có áo rước lên đi chị, có áo rước là cái gì ta? Áo rước là áo gì em không biết nè. Rồi khăn cũng bơm mọi người nghe, khăn bơm 15 ngàn. Khăn bơm 15 ngàn. Ủa cái này đằng sau hả? Chị này ừ điện chỉ coi, để qua bên chỉ coi đơn chị này, để qua bên đi đi này, đợi gì tí vậy quen nè, bộ đăng mặt hả chị Lan? Lan Nguyễn sao không vừa quá. Ok chị chào Lộc, cảm ơn bơm hết, cảm ơn bơm dắt cam bơm 30 ngàn cho chị Phương Anh nè. Ok Phương Anh dâu của chị, dâu của chị Trung Thủy nè. Rồi khăn bơm 15 ngàn. Hello chị Xuân Lan. Cánh tiên đăng có được không chị? Tôi đăng cánh tiên gì tôi quên luôn cha mẹ ơi. Rồi khăn bơm. Ok khăn bơm 15 ngàn cho chị Gia Khánh nè. Rồi mọi người nghe, sữa bơm 100 ngàn. 100 ngàn. Lấy comment mấy chị ơi, sữa bơm giùm em nè. Mấy chị nó Latin đẹp cực kỳ luôn. Rồi sữa bơm 100. Rồi ơi mấy chị, hai cây lau nhà 75 ngàn mọi người nghe, lấy cây lau nhà, chút cây lau nhà 75 ngàn, cây lau nhà băng vệ sinh một cục cũng vậy 115 ngàn. Rồi sửa giùm em mấy chị, khi nào không lấy sửa thì thôi. Trời ơi cái gì đây ai vậy? Ngọc Giang có đâu, cách bơm cho Thi, mấy cái này cách bơm mới Thi ơi. Ok sửa bơm 100 ngàn cho chị Nguyễn Tiền, khăn bơm hết nha chị Quỳ Quanh ơi, em hết khăn bơm mà chị. Rồi sữa bơm hết rồi mấy chị ơi, sữa 100 hết rồi. Rồi mấy chị 65 67 là vừa mấy chị gái nha. Bộ này quần chín tấc mọi người nha. Trời ơi đẹp quá nè. Nó lòng nào bơm em sao nó nhận đồ đẹp lắm.
Nhận đồ đẹp lắm mà sao giờ đồ nó quay lại em vậy ta? Rồi ai lấy chốt mọi người nha. Rồi cho em mấy chị cái này comment em là chữ bơm. Chữ bơm mọi người nghe đây mấy chị. Rồi ai lấy bộ này cho em mã chữ bơm 90 ngàn. 115 ngàn chữ bơm 90. Chữ bơm 90 giùm em nè. Sao la đồ nhận đẹp rồi sao giờ nó nằm đây ta? Rồi riêu bơm mấy chị ơi, riêu bơm 90 luôn size bự nha. 65, 67 lại vừa. Rồi ok, bơm chữ 90 cho chị Phan Thúy Minh nè. Đẹp lắm chị. Rồi riêu bơm 90 giùm em. Đó. Dạo này toàn bán bơm. Khỏe không bạn? Ở đâu ạ? Có bàn ủi đồ không chị? Không. Rồi chữ bơm em hết nha. Rồi riêu bơm em mấy chị. Riêu bơm 90 ngàn. Dạo này bán bơm không hả? Ờ thì nó bơm thì mình bán bơm nè mấy chị nè. Lên em đang khui nè mấy chị nè. Đó, đây mọi người. Không, cũng không nhiều mấy chị nghe. Thấy vậy chứ cũng có sạch à. Thấy vậy chứ cũng hết sạch nha. Lụa manh gồ luôn chị ơi. Riêu lụa manh bồ. Rất là lộn rủa manh rộ. Em bán 115 ngàn mọi người nghe. Rồi mấy chị riêu bơm em 90 luôn. Bây giờ có tay mà chứ không phải lỗi. Rồi vàng bơm tàu. Ô mấy chị nghe lụa manh gồ đẹp nè. À, rồi ok. Riêu bơm cho chị Minh Đạt. Riêu bơm nè. Đẹp không? À, riêu à, à, hết riêu rồi. Ràng bơm mấy chị ơi. Vàng bơm em đi. Vàng bơm. Ừ. Rồi ai lấy cho Minh vàng bơm mấy chị gái nha. Vàng bơi em mấy chị 90 ngàn. Ồ mấy chị nhớ xe lê chim hôn em nghe. Trời ơi cái manh gồ đẹp thấy ghê. Xe đại nha. 65, 67 lại vừa mọi người nghe. Chứ em mã vàng bơm 90 mấy chị ơi. Vàng bơm 90 giùm em. Chứ không phải xe nhỏ mấy chị nha. Bộ này nằm đâu đây? Ủa? Bộ này ai ship gì kì vậy trời? Rồi mấy cục vàng nha. 6 mua đấu lại vừa mọi người nha. Manh gồ 130. Ừ. Rồi sao? Sao con thấy nó sao sai đồ em mặc đứng lên chị xem. Ok. Rồi mấy chị lụa manh gồ 130 nè. Ê chị bỏ mặt nè. Em hiện tại 53 kg. Mà em bạn vẫn đẹp tuyệt vời. Mà sao chị ruột kia bá nói rộng. Đâu có thấy rộng gì đâu mấy chị. Em thấy bạn đẹp mà. Đây mấy chị lụa manh gồ cánh vô là mình bạn này đẹp cực kỳ nè mấy chị. Ừ. Siêu đẹp mấy chị nghe. Lụa manh gồ. Rồi mọi người thấy em không mấy chị? Chấm bài em cái coi mấy chị. Rồi à, ok vàng bơm. Chị Nguyên Nguyễn nè. Nguyên Nguyễn cho số điện thoại em nha. Rồi mấy chị manh gồ lửng nha mấy chị. Bộ này là Nguyên 130. À lấy bộ này cho má xanh 130 mấy chị. Ừ. Rồi đây mấy chị nha. 50-60 kg bằng vừa mấy chị ơi. Đẹp quá nè. Cái này lụa manh gồ mấy chị. Ồ cái mông bả sao vừa cái này. Rồi 50-60 kg bằng vừa ngồi nghe. Cái mã nhí bơm giùm em nè. Lửng mấy chị nha. Nhí bơm lửng nha mấy chị. 75 ngàn nhí bơm lửng. Rồi bi bơm giùm em luôn. 50-60 kg bằng được. Đẹp mấy chị ơi. Bi bơm em 75 luôn. Bi bơm 75 ngàn. Mã bi bơm mấy cục vàng nha. Nhí bơm bi bơm. Ai mà nhét nhầu thấy ghê vậy cha. Rồi đó. Rồi nhí bơm lửng ok. 75 ngàn. Nguyễn Duyên. Chạy lên đồ bé. Chạy lên đồ bé là chạy đi đâu? Chạy đâu chị? Em đang ngồi lại em đâu có chạy đâu được chị. Với lại giờ đi đâu khơ khơ là công an bắt chị ơi. Đi đâu chạy đâu giờ chị? Em đây chị kêu em chạy đâu giờ? Em biết chạy đâu nữa mà. Chạy đâu giờ chị? Ừ? Bà kêu tôi chạy đâu đi chạy đâu giờ? Rồi mọi người nghe pyjama nè. Trời ơi. Đó. Thử đồ không nhận mà liên lại gì tùm lum tùm la thấy ghê vậy trời cơ nè. Rồi mấy chị, bọn này nghe.
40 đổ lên, 55, 56 lại vừa mấy chị gái nha. Cái mã đổi bơm cho mấy chị 80 ngàn luôn. Đổi bơm 80 ngàn, ai lấy comment mã đổi bơm mới chơi. Đổi bơm 80 ngàn, sao mạng gì kỳ ta? Mạng gì thấy nó đứng sững sưng, mọi người có thấy không? Mặt kia đứng sững hả? Ok, Đăng Hồng cảm ơn chị yêu nha. Rồi, ờ có nghe. Ok, bảo đăng mặt cho chị Ngọc Hương. Có cánh dơ lửng này chị Lâm Sương ơi. Ok chị Hương nghe, đợi xíu em lên em làm đọc ra. Bảo đăng mặt 125. Áo phát sọc nhiêu cái cho 95 ngàn. Ừ, 95 ngàn. Chị có mango lửng dây không? Mango mà lửng dây hả? Em không biết nữa. Rồi mấy chị nghe, bộ đùi nè 50-60kg bằng vừa. Mọi người nghe nhớ em nè, đùi ví dụ như mình bận hơi gọng gọng mấy chị thì mình bận ngủ mà mọi người nghe mấy chị bận rồi bận như mai sao được đúng không? Rồi đùi bơm 50 ngàn. Đùi bơm 50 ngàn. À, áo khoác hả chị? Áo khoác ra size của nó dạng phơm ôm nha. Vậy hả? Trời ơi tôi tưởng đâu bà kêu tôi chạy. Bà kêu tôi chạy lên đi. Lựa đội em bé tôi nó ủa chạy đâu mà lựa đội em bé trời. Bây giờ tôi không biết. Áo khoác có không? Có chị. Áo khoác đó hả? Hay là chị mua khoác gì? Đùi bơm 50 ngàn. 50-60kg bằng vừa người nghe. Đùi bơm em 50 ngàn mã đùi bơm. Rồi bi bơm 50. Cái gì mà tiếp vô rồi môi ra bọc rách hết trơn trời. Mấy chị một cái áo sơ mi. Trời ơi. Đó. Đây mọi người nghe áo sơ mi nè. Đây là dạng von mấy chị nha. Áo sơ mi dạng von. Đó. Nhưng mà mọi người em thấy cũng đâu có mỏng gì mấy đâu mấy chị nè. Đâu có thấy cái vú đâu đúng không? Không hề thấy cái vú mấy chị thấy. Rồi áo sơ mi bơm 50 ngàn. Ờ bởi vậy từ từ chị. Từ từ ta ta. Rồi mấy chị ơi lại là cà mên bơm. Trời ơi cái gì đây. Cà mên bơm 30. Cà mên bơm 30. Ai lấy cà mên mấy chị ơi cà mên bơm. Mấy bà bơm cà mên là mấy bà đói le lử nghe không. Ủa ai à tên gì đây. Cà mên bơm ai bảo ai bơm cà mên à. Rồi cà mên bơm 30 ngàn. Cà mên bơm 30 ngàn mà ngồi nghe mấy chị. Mấy người cho em chia sẻ coi. Đồ em mắc bao nhiêu. Đồ em mắc bao nhiêu. À đổi mặt hả chị 125 ngàn. Cánh dơ manh gồ chị ơi. Rồi ok đùi bơm 50 cho chị Ngọc Trăng nè. Rồi áo sơ mi nè. Áo sơ mi bơm 50 ngàn. Quách Tiền Thanh. Quách Tiền Thanh bơm hàng sao bơm hàng nữa. Quách Tiền Thanh sao đưa vô bơm hàng nữa nè. Cà mên bơm 30 ngàn cho chị Hoa Trần. Đơn của chị Trần Hào hả? Đây rồi. Đây rồi chị Hào ơi. Áo sơ mi bơm 50. Áo sơ mi bơm 50 nha. Lấy comment bơm áo. Áo bơm. Em nhận chứ không bơm hàng chị nữa đâu. Em không nhận chứ không bơm hàng chị nữa đâu. Em không em nhận chứ không bơm. Không bơm thì mua cạc nạp vô đi rồi mình nói chuyện. Sơ mi hả chị? Sơ mi 50-65. Gì? Phải lên lưu luôn đi cân bơm hàng toàn đồ đẹp không? Ừ. Áo sơ mi bơm cho chị Phan Thế Minh. Ok. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m56. Rồi mấy chị bi bơm 75 ngàn. Lấy comment mã bi bơm. Bi bơm 75 ngàn mọi người nghe. Nó đồ bơm đồ đẹp không mấy chị ơi. Mà tại vì mọi người thích bơm thì bơm. Đó. Thì bây giờ chị không bơm nữa thì chị mua cài chị cọc đi. Lỡ mà chị có bơm em có tiền muốn hút. Đúng không? Vậy đó chị em mình chơi lại với nhau nha. Mình chơi lại với nhau chị. Chị mua cái cạc Vina 50 cọc đi rồi cái đầu chị mua cái em trừ cạc nha. Chứ em không lấy cạc của chị đảm gì. Comment bơm em hết rồi. Rồi bộ đỏ này ha, bộ đỏ này sale cho 10-70 ngàn đi luôn mấy chị ơi. À, 40 đổ lên nha. 55-56 lại vừa cổ sen màu đỏ. Rồi cháu em đỏ bơm 50 ngàn. Lộn 70 ngàn cha ơi. Còn nghe Ngọc Trần biết rồi. Rồi đỏ bơm giùm em 70 ngàn đi. Đỏ bơm 70. Trời ơi sáng cái con gì nó cắn ngay cái giò. Ồ phải rồi. Hôm giờ ngủ nó cắn nghe cái giò lông không mà nó cũng kiếm nó cắn nữa. Đỏ bơm 70. Này gì đây. Rồi mọi người nghe gấm. Rồi mấy chị ơi gấm này là size 60kg là vừa giùm em nha. Nè tại xưởng nó đưa lên tàu lao nè mấy chị. Đó. Mình đặt xe đại đưa xe chung.
Rồi gắm bơm em 100.000. 50 60 cái bằng dừa gắm bơm 100.000. Nghe cờ bơm hàng cờ cờ men cái một cái hương cà lâm. Rồi ở đây mình gắm bơm 100.000. Gắm bơm 100.000 mấy chị ơi. Trời đi mấy chị, ai bơm mọi người nha. Em lấy một cái khăn 25.000, cảm ơn Ngọc Trần. Em đang hối chị, thì chị Hân Ngọc ơi, chị yên tâm đi, em đang hối hàng đó. Thành phố Hồ Chí Minh nè. Em đang hối hàng đó đó chị, để em kiểm tra đi chị, em kiểm tra đơn chị nha. Còn nếu mà chị thấy không ổn, chị có thể không nhận đơn đi chị, đặt sau. Thì với chị có cái vấn đề gì, cái việc điện bên nhà em giải quyết cho mọi người ha. Rồi mình không nhận, lần sau mình mua nữa nha. Có size 70kg không hả? 70kg chị em mua gì chị? Rồi mấy chị nghe, trời ơi, cái bộ đuổi này bữa về. Sao mở hàng ngon quá mà sao bơm tội nghiệp nhỏ thế ghê. Bộ đang mặc hả chị, còn mẫu khác. Chị Hân Ngọc ơi, em nói chị nghe nè, bây giờ hàng tới ấy đi nghe chị. Nè. Dài hả? Ok. Chỉ đèn à. Rồi ok. Ok, chị cà rốt nè. Chị cà rốt ơi, em đưa chị vô dự bị nha. Tại chị kia cũng khách mới đó. Nãy chị không nghe máy, em ưu tiên cho chị nha. Rồi, bộ đùi bơm mấy chị. Ồ, đẹp mấy chị coi nè. Ôi ôi, mấy chị nghe bộ đùi này nó đẹp dữ lắm luôn. Em thật sự mà ngồi nghe. Mà cái bộ này mấy chị. Trời ơi. Tao nhớ rồi. Cái bà bơm hai bộ đùi này là bà khách mới đó nè. Bữa mua hai bộ đùi dành với bà kia nè thi. Trời ơi, cái gì đây. Rồi mọi người nghe, 65 đổ lại mấy chị bằng đẹp em, mấy chị gái nghe, đùi đẹp cực kỳ luôn. Rồi cùng vàng lấy comment mấy chị gái nghe, đùi bơm giùm em mấy chị, 65.000. Đuổi nha mọi người nghe, đuổi đẹp cực kỳ luôn mọi người nghe, 65 lại vừa nè, chị này bố mua 2 bộ, bố bơm em 2 bộ. Rồi ôi mấy chị nghe nó đẹp dữ lắm luôn. Ai? Ai? Vậy hả? Bộ đang cầm là 65kg nè chị Phương Thạch ơi. 65kg chị, bộ này 65 nha. Nó cái này em có size nhỏ đó mọi người nghe này mấy chị. Rồi cho em mã đuổi bơm 65.000 bộ mọi người nghe, cái này là chất đuổi đẹp lắm. Đẹp mê ly luôn, 65.000. Rồi màu hồng, màu xanh đen ai xem em này, bơm hồng 65, bơm xanh đen 65.000. Chị nào lấy chốt em bơm. Ok chị Hân Ngọc. Rồi chị Hân Ngọc nè, hối hàng nha thầy, để chữ hối hàng chị Hân Ngọc. Rồi. Đùi bơm hồng cho chị Tiết Nương. Lộn, chị Tiết Hương. Rồi cái đùi xanh đen cho chị là giỏ đi ha. Đùi xanh đen chị là giỏ này, chị 65.000 đẹp lắm. Rồi cái đó em hết rồi. Bộ đồ áo sọc quần thun mịn có không em? Có. Có nghe cục vàng ơi, có chị. Rồi. Đùi hôm qua em mua 2 bộ đẹp lắm luôn đó. Đúng rồi. Đúng rồi, hôm bữa chị mua 2 bộ trời ơi đẹp đúng không? Em nói đẹp là đẹp mà. Em nó đẹp là đẹp nghe chị gái nha. Rồi. Hello chị hello Duyên nè. Bộ đó cái bộ đùi đó em hết xe bự rồi mấy chị nghe, em còn xe nhỏ. Chị nào mua em lấy xe nhỏ cho em theo cho mọi người luôn. Bộ đùi đó. Rồi mấy chị 60 đó lại đẹp giùm em nè mấy chị gái nghe ngố nè. Trời ơi. 50 60 cái bằng vừa mấy chị gái nghe ngố đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi ngố bơm em mấy chị gái nghe 60.000. Ngố bơm 60.000. Rồi ai lấy comment ngố bơm 60.000 mấy chị nghe. Ngố bơm 60.000. Bộ bi này là chị Minh Thiên Nguyễn Hổng Dừa. Bộ bi này có khoảng 57kg đổ lại thôi mấy chị ơi. 40 đổ lên 57 lề dừa. Ở sale luôn với mấy chị 60.000. Em bán cho nó mau nè. Rồi 40 đổ lên 56kg nè mấy chị, 56 đổ lại thôi. 56 lại vừa cái mã bi hồng giùm em. Bi hồng 60.000, comment giá tiền mọi người nha. Ủa nữa hả? Ngó bơm cho hồng trăm. Chị Trâm nhớ cho em cái số tiền chứ nghe chị. Ngó bơm nhiêu tiền quên rồi đó, ghi số tiền giùm em chứ nghe. Ủa chị này rất quen mà sao mà cũng bơm nữa ta. Rồi bi hồng 60.000, comment giá tiền giùm em nha chị. Bi hồng 60.000 chị Phương Anh nè, bộ ngố bơm đó là 60.000 không Thi ơi. Chị cà rốt ơi, em đưa chị vô dự bị nha, tại chị kia bắt khách mới á, nhiều khi khách mới chị không nghe máy, em để qua cho chị ruột nè. Rồi bộ này mấy chị gái nghe, trời ơi mấy chị. Em thật sự mọi người nghe cái bộ này hình như em bị bơm lần này nó hình như là lần thứ 3, thứ 4 gì không biết. Bộ đang mặc 125.000.
ngố bơm hết mọi người nghe mấy chị. Cái bộ này đẹp lắm nha, này là dạng cánh dơi như cái bộ em Hương đang mặc nè, đúng không? Rồi cà mên bơm, chị nào nãy cà mên bơm, bơm lại cà mên giùm em, cà mên bơm, bơm lại giùm em. Đầu sáng đi rồi, bi 60.000 hết trơn rồi, hết trơn. Cà mên bơm, ai bơm không được thì bơm, bơm lại giùm em. Ừ, bởi vậy mình đâu có dám trách khách hàng đâu. Con thấy chị khi nào trách khách hàng đâu. Em chưa lấy là gì? Chị Minh Thủy Nguyên à, đồ sáng đi chưa chị, em chưa lấy là sao? Mập sớm giảm giờ không chị, mập không chị vô mới hàng chị. Còn nha. Rồi. Ừ. Cảm ơn bơm cho chị Chi Kim. Ok. Rồi mọi người nghe mấy chị. Đây nghe giùm em rồi hả? Hãy comment nha. Nó tay cánh dơ như em Hương. Nhưng mà cái bộ này nó bự hơn cái bộ em mặc dữ lắm mọi người nha. Bộ này là 65, 67 đó lại mấy chị bạn đẹp giùm em nha. Rồi ngày mai ngày 16 rồi đó. Ờ. Rồi mấy cục vàng ơi, ai lấy giới em mấy chị gái nha. Comment giùm em mã tặng vàng. Em tặng luôn cho mọi người. Rồi nè mấy chị nè. Kem body em không đủ bán. Ờ, có màu sáng không? Cái gì màu sáng với chị nè. Chị này để ba hũ kem các em lên căng không đúng ký gửi không lấy. Mà trong cái đó em bán hũ kem có 250 gram mà mấy chị bán nói em là like tới nửa ký lô, em đâu có bán kem ký đâu mà nửa ký lô. Em bán kem là kem công ty mọi người nha. Rồi mấy chị, trời ơi, quá trời luôn mấy chị nghe. Anh ơi, coi coi anh ơi. Anh ra con cái trắng hả? Vậy là mắc hai chai. Mắc hai chai cái trắng rồi anh ơi. Rồi nó ăn cắp hai chai cái trắng của mình rồi anh ơi. Rồi luôn, lâu luôn, lâu luôn. Lâu luôn, lâu luôn, lâu luôn. Lâu luôn, lâu luôn. Lâu luôn, nó coi xong lấy hai chai cái trắng của mình luôn rồi Thi ơi. À, kiểm tra hàng xong rồi ăn cắp hai chai cái trắng luôn rồi. Rồi lâu luôn. Lâu luôn. Ok. Đâu khoan để em kéo lên tặng vàng cho chị nào nghe. Đâu bà nào tặng vàng coi. Ok tặng vàng cho chịu hai chặng nè. Chịu hai chặng comment trước mọi người nha. Rồi luôn em lâu luôn mấy chị ơi. Trời ơi em mất cười quá mọi người ha. Kiểm tra hàng rồi ơi. Vậy là em biết lý do sao mà không lấy hàng của em. Thì ra là ăn cắp hai cây cách trắng nè mấy chị. Trời ơi làm gì chết luôn rồi. Ba hũ body, ba chai cách trắng, hàng về còn ba hũ body, mất hai chai cách trắng. Rồi bà con cô bác ơi, có ai thấy thục quanh của em ở đâu không? Cho nhân viên nay hỏi ăn cơm chị. Ừ. Rồi gặp thứ dữ. Ừ. Đồ chị đợi em gửi tới chưa? Vậy hả? Mi Quỳnh từ từ tới, tặng vàng cho ai rồi mấy chị ơi? Mập hả? Mập kệ, mập nó cho nhân viên hỏi ăn cơm kìa. Rồi, vốn mưa đổ lên mấy chị ơi, năm lắm lại vừa mọi người nha. Ồ ôi mấy chị, lụm anh gò bữa bán 115.000 mấy chị nha. Rồi, cho em mã pyjama bơm 80. Không, thật sự luôn mấy chị nghe, trong đơn gõ gàng luôn. Là ba chai kích trắng. Đây mọi người, em còn thấy lõm nè, y chang không thiện nè. Cái lõm bự mọi người ha, mà em rút ra có một chai là em biết mắc hai chai liền. Em biết mắc hai chai liền, tại chỉ mua ba chai kích trắng, ba hũ kem. Rồi chỉ lúc mà điện kiểm tra hàng phải không, chỉ kêu shipper điện cho em nói là bây giờ á, kem body á, là nói là một hũ nửa ký lô. Mà bây giờ bà để lên cây căng, bà căng không đủ nửa ký bà không lấy. Mọi người nghe gõ khúc này nha. Căng không đủ nửa ký nên không lấy. Đó. Rồi ok, bơm 80 cho chị My Anh nè. Rồi bây giờ thành ra là cái lúc shipper điện cho em đó mấy chị là chỉ rút hai chai cái trắng ra rồi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Đây mọi người nghe cái chỗ này nó trống nè. Mấy chị là ba chai cái trắng trong đây mà nãy em lỏng le là em nghi rồi. Bởi vì mới kêu chồng em coi lại thì mất hai chai. Thôi kệ đi mấy chị. 70.000. Mình làm phước chút xíu cũng hết, mà mình ăn cũng hết, đúng không? Rồi mấy chị, ai lấy chốt mọi người nghe kem body. Kem body mọi người nghe. Bây giờ là hình như là em không có còn cái trắng nhiều nghe, em còn 2 3 chai thôi. Em còn 2 3 chai. Vui vẻ quá. Rồi, chị nào lấy chốt nha, bán tặng cho mấy chị. Để em coi coi còn mấy chai cái trắng. Ừ, em nói ừ chị, mà tại đi cởi đi chị, đây nè. Đây. Bây giờ em Hương hết kích trắng rồi thôi nghe mọi người nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chai kích trắng. Vậy là em có 9 combo. Em tặng cho mấy chị trong cái livestream này. Chị nào chốt comment là combo kem 100 ngàn. Có nghĩa là một hũ kem tặng kèm cho mấy chị kích trắng. Và em có 9 combo thôi. Chị yêu nào
Đó, may mắn ngày hôm nay lượm nghe tại hũ kem Liễm Hương bán 95 ngàn, kích trắng 35 lạng 130. Tặng cho quý vị 9 combo kem, 100 ngàn một combo, ai lấy chốt em. Ê, uống nước miếng rồi. Bà bán dễ dãi nên mắc đồ riết. Ừ. Mẹ. Ừ. Uống nước miếng. Dạ thôi mẹ uống nước miếng hồi mắc đái nữa. Rồi em nói shipper hai chai kích trắng đó mang tiếng vậy kêu bả kiếm chị tiền bán kem ký mà mua rồi bởi vậy rồi ok nè, một combo cho chị Nguyễn Mỹ Anh, tặng cho chị một combo 100 ngàn, em Hương chơi lớn luôn, bữa nay chị ngày gầm tháng 10 combo cho bạn Loan Vàng, rồi đó combo cho chị Ngọc Thái, cảm ơn chị yêu luôn, combo cho chị Hoa Trần, combo chị Minh Đạt. Mấy chị móc ra là em biết liền, em nói thật sự người móc ra là em biết liền rồi. Ok chị Nguyễn Ba, một combo vậy là có combo bữa nay là em nha, lặng lại chị cái tiếp đó con nữ tặc nào bảo hỏng em cũng bị làng rồi. Ok Thí An một combo, chị Hải Liên mấy chị nghe nhớ lẹ nghe, hết kem lên là hết nha. Rồi mấy rồi Thí ơi? 8 rồi hả? Rồi ok nè, vậy cho chị Trung Nguyễn An một combo nghe. Chị May May. Chị May May là bắt đầu là dự bị đó. Rồi mấy chị nghe, là em hết rồi mấy chị nghe. Hết hết kích trắng. Hết kích trắng là hết nha mọi người nha. Rồi. Hết kích trắng rồi mấy chị ơi. Em hết kích trắng luôn rồi đó. Kích trắng nó chưa có dài lại đó. Hết kích trắng mấy chị nghe. Rồi tiếp tục. Sao mà dự bị cho cô thêm 2-3 người nữa đi. Vậy dự bị thêm 2-3 người hả? Vậy là vậy có là thủ đơn là em để cho mấy chị kế sau. Chị Bảo Quy em dự bị. Rồi tiếp tục chương trình bơ mọi người nghe, mấy chị mua sao mà hết khúc này giùm em coi. Trời ơi làm gì chi hàng chi, điện kia shipper điện quyết liệt nghe, shipper nói giờ chỉ cần ký không có đủ nên chị không lấy nghe mấy chị gái nha. Bảo đòi là phải đúng nửa cái lô là ba hũ kem này phải ký gửi nè, mà căng có 700 giữ giam không lấy. Chị Hello Duyên như có không thầy? Chị Hello Duyên có. Rồi chị Nguyễn Bo có nha, là em hết mấy chị hết rồi, hết trơn kính trắng mọi người nha. Rồi mấy chị rồi. Rồi chị coi đạp được không? Được em bù cho. Rồi mấy chị nghe, cái này là xe nhỏ giùm em nha, 40 đổ lên mấy chị, 55 lại vừa. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Combo 2 bộ em mấy chị 85 ngàn. Mấy chị cho em mã combo 40 đổ lên nha, 55 lại vừa, 2 bộ em mấy chị, 2 bộ 85 ngàn. Chị Hoa dạy hả chị? Tới là chị hết trơn rồi. Quần đùa nam hả? Ít bữa nó về tới ngày cục vàng ngay, ít bữa nó đi đó, cái đó là mình phải đợi nó sale, hàng xịn mà, hàng xịn. Ok chị Dư Khanh. Rồi mấy chị 40 đổ lên, 55 lại vừa, 2 bộ này 85 ngàn. Ok chị Phương Anh 2 bộ 85. Mấy chị. Rồi 2 bộ đem hết mọi người nha. Rồi mấy chị lượm anh gồ. Ông mẹ đưa đây bộ đồ con bán rẻ luôn cho khách đi. Bự không chị cho em mặc ngủ, trời ơi má ơi sao vừa. Liều hả? Liều 165. Vậy hả? Ồ đẹp phải không? Đúng không? Bụng nó đẹp cực kỳ. Rồi mấy chị nè. Cái đó còn mấy tuổi bạn à? Bộ này là lớn mẹ ơi. 40 đổ lên 55 56 lại. Bà này không biết sao bà làm nhân đùm mua đồ em về tới nhà kỳ quá mọi người ha. Rồi cho em mã bơm đỏ mấy chị gái nghe, bơm đỏ mấy chị 60 ngàn luôn. Bơm đỏ 60 ngàn, chị May May đưa chị vô anh dự bị nha. Chị đưa là dòng dự bị. Rồi bộ này cho em mấy chị bơm 60 ngàn đi, cho đi luôn. Bơm 60 ngàn bơm, bà nào lấy bơm mình bơm 60. Rồi nhận đồ đẹp lắm, cảm ơn chị Yến Nhi nha. Chị ngon muốn cá không, đi đánh xin đi con ăn đi. Bơm đỏ 60, chị Phan Thế Minh, cảm ơn chị yêu. Dạ em cũng mong vậy nhưng mà đồ dài dây hả? Ok Thi ơi cho chị cây mà cái con bò dây dây á Thi, tao theo tặng cho mấy chị luôn coi. Quần đẹp ổng khoái, ổng chảy nước miếng, chảy nước miếng phải không? Rồi bộ đùi bơm mấy chị ơi đẹp ha, 65 lại vừa, đùi bơm 30. Đùi bơm 30, ai lấy mà nó đùi bơm 30. Dạ tao. Trời ơi mẹ bạn nữa hả? Rộng đó nghe, nội bạn rộng lắm đó. 30 ngàn. 65 ký lận đó. Rồi mấy chị ơi, ok, đùi bơm 30 ngàn, chúc chị Ngọc Hương mấy chị nhớ comment giá tiền em nhớ nghe. Trời ơi em nhớ tiền nhớ mấy chị, rồi giấy nè. Ồ mấy chị ơi giấy đẹp không? Rồi bộ giấy này chị nhà chị đại tìm không chị Hương, dễ tìm không hả? Cũng dễ tìm chị, em ở ngoài mặt đường. Rồi mấy chị giấy bơm
đó, 55-60 cái bạn đẹp mọi người nghe chị, đẹp quá ha. Giấy bơm 80, giấy bơm em 80 nha, 55-60 cái bạn đẹp mọi người nghe, giấy bơm em 80, quần chính tắc nha. Cái quần là cô tông mịn nè, áo là bằng giấy nghe mấy chị nghe, 80.000. Chế thuốc chị hơi nách không, chế cho em coi, không có thuốc có kem. Chị Ngọc Nương hả? Ngọc Nương có bọc độ còn kìa. Đâu phải, cái đó là Nguyễn Nương. Rồi, chị Dâm Tato là ai ta? Quên rồi. Đâu? Giấy bơm 80.000, Dâm Tato là ai, quên rồi. Dâm Tato phải con Nguyên Trần không? Rồi, ok. Đúng rồi. Bà biết rửa quá không? Rồi, 30.000 em hết rồi mấy chị ơi. À cái này. Ủa? Ủa chị này bắt đầu hoài luôn nè Thi, mà sao hoàng vậy ta? Chị Việt Kiều đi qua bắt cục nói rồi Thi. Nằm đâu à? Sóc Trăng, vậy là Sóc Trăng để đi giao không được rồi. Phải không? Giấy bơm em hết giấy bơm mọi người nghe. Trời ơi mấy chị bị beo đẹp nè. Beo này 65 này vừa mọi người nghe. Trời ơi xuất sắc bộ beo nè mấy chị nghe. Rồi beo. Beo này mấy chị, beo này phẩm bán nhiêu quên rồi. Rồi beo bơm 70.000 đi. Beo bơm 70.000. Anh ơi đây cho em hộp quần lót anh. Ở đây như có đây phải không? Nè. Rồi dịch bộn chở chị ổn nha. Beo bơm 70. Ok, beo bơm 70 cho Dũng Phương. Rồi mấy chị quần lót nè, 5 cái 95.000, quần bạn im lắm, mấy chị không im em không hoàn tiền. Chị Minh Nguyễn Thiên ơi, chị đi cúng bà là chị đi đường kia. Chị đường ở bên Bắc Nân Gù chạy lên luôn hiểu không? Từ Long Xuyên cho thẳng lên Bắc Nân Gù. Còn chị muốn qua nhà em Hương, chị phải qua đò Bắc Nân Gù nghe chị gái nha, mới gặp em. Beo bơm em hết. Rồi bộ này lộn quần này lấy chó em mấy chị nghe, 5 cái quần 95.000. 5 cái quần 95.000. Rồi lấy chớ em nè. Ờ mà bữa nay em vui. Bây giờ chơi gì mấy chị nha. Hôm nay chị nào mua em bán gì nè. 5 cái quần 95 em tặng mấy chị thêm một cái. Đó. Chị nào mua 5 cái quần tặng thêm với mấy chị thêm một cái là 6 cái nè. Đây để vô. Đó. Người nào mua phải không mấy chị, em chiết ra em sẽ tặng cho chị thêm một cái, có nghĩa là mấy chị mua 5 cái là em tặng một ấy đó mấy chị hiểu không? Rồi, beo bơm còn đâu nữa hai bộ trời. Còn em là chị lấy không? Còn tôi nào bà lấy không? Rồi beo bơm em hết nha. Hôm nay chị nào mua combo. Ờ tự nhiên vui quá ha. 5 cái quần tặng thêm một cái quần là 6 cái quần. Tính tiền 5 cái quần 95.000 5 cái quần. Chỉ duy nhất ngày hôm nay mọi người nha. Ngày mai là không bán. Rồi chưa? Rồi ok Yến Nhi nè, 5 quần tặng một quần. Áo dây phải không? Rồi mấy bà áo dây bán tặng luôn. Ok và Ngọc Thái. Em Hương là thật sự mới tặng nó chị là chị bình thường. Ok giùm Tato Tateo nè. Chưa có xe bơm hết nữa nghe, từ từ nghe mấy chị nghe. Rồi mấy chị nè, giấy mà bò luôn nè, không bán nhiều không nhớ luôn nghe mấy chị, lụa satin đẹp lắm nha. Đây mấy chị quần nó gì nè nghe. Đó quần nó cũng phải là dài thè lừ thè lè mọi người hiểu không? Đó mấy chị thích thì em tặng luôn cho mọi người nha. Rồi bà ở không xa lắm. Từ em xuống bà rất là ngủ tới mấy chục cây lận chị nha. Ok Chúc Ly Trương. Ok chị Hà Nguyễn, câu ok tặng mấy cục vàng đó cho, mua đi mấy chị, mua đi. Quần này mấy chị đem về bạn không im em Hương trả tiền lại cho. Thiệt. Rồi mẫu đó mẹ em chịu vậy hả? Trời ơi mà hết rồi. Rồi bộ dây này mấy chị nghe, dây này không bán nhiều không nhớ đúng không thôi. Ok Mi Quỳnh, hai combo, hai combo là được tặng hai cái quần. Một combo được tặng một cái quần, hai combo được tặng hai cái quần. 5 combo được tặng 5 cái quần, là mấy chị mua 5 hộp được tặng 1 hộp. Ghê chưa? Mọi người mua 5 hộp quần được tặng 1 hộp quần. Rồi. Chị thấy có kiểu khác mà, có kiểu cái hả chị? 4 cái đâu rồi? Mấy cái 4 cái đâu rồi? Rồi bọn này em xe cho mọi người 75.000 luôn. Em không nhớ bao nhiêu nè mấy chị nghe, Latin đẹp. Rồi mấy chị. 40 đổ lên, 58 nó lại mấy chị bạn đẹp em mấy chị gái nghe. Nói chị nào cao cao 60. Rồi. Ok, chị Ngọc Anh 5 cái quần. Đầu là phố Nam đang mua 5 quần nữa. Còn nghe nút sau lưng còn. Không mua có tặng không? Không. 5 cái quần chị Hiền Nguyễn. Áo ngực em còn size 32 với 34 mà chị mua em lem lên cho. Rồi nè mấy chị. Rồi. Rồi 4 cái quần lót mọi người nghe đẹp cực kỳ. 4 quần lót 85.000, chị nào mua cái này em cũng tặng cho mấy chị thêm cái luôn, chơi luôn, 4 cái tặng cái là 5 cái. Đó. Rồi dây 75.000 chị Ngô Kim Phụng nè. Ok. Đó. Đây buồn thiệt mua. Chị Hoa Dạy em giấu ơi, của chị ở khúc sau. Bây giờ em hết cái trắng rồi, để hồi em kiếm coi, em kiếm coi của em hết trơn rồi chứ.
Rồi ok nè, tím 75 nè, cho chị Hà Tiên Nguyễn nè. Ok chị Nguyễn Lài. Chị Hoa dạy dấu dấu ơi, chị thông cảm, chị nằm ở sau lưng á, hiểu không? Chị nằm ở xa quá luôn. Thiệt. Để ngồi em nghe mà mấy chừng nào nó về cái trắng nữa. Rồi, chị yêu, dặn em gì dặn chị, cục vàng ơi, cục vàng. Em gặp chị lụm lụm liền. Rồi tím em hết nha, nói chuyện em còn đỏ nè. Đỏ nghe, 36 em hết rồi. Rồi em còn đỏ. Hồng. Màu bò, mấy chị nghe cái này là đúng là con bò luôn mọi người nha. Rồi mấy chị, đỏ, hồng, bò. Đỏ, hồng, bò mọi người nghe, lấy cho em mấy chị 75 ngàn. Comment giá tiền giùm em nha. Chăn Phương Phương, cho số điện thoại đi Chăn Phương Phương ơi. 75 ngàn chắc Latin đẹp một cái nhức nhối luôn mọi người nghe, thiệt nhức lắm. Rồi. Bốn cái quần đó thì cũng 65 nấu lại nha chị, 50-65 là vừa em đó. Chị nào mua bữa nay đâu nghe. Chỉ duy nhất cái livestream ngày hôm nay là em Hương là mua quần tặng quần nha mọi người nghe. Ngày mai là không có tặng nữa nghe, em nói trước nha. Xuống là em cũng tặng luôn. Rồi em cảm ơn chị Ngọc Thái nghe. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, ok chị Ngô Kim Hụng có bỏ mấy chị comment nhắc tiền cho em với chị 75 ngàn. Ok Hồng 75 cho chị Liến Quỳnh. Rồi đỏ cho chị ok. Đỏ cho chị Nhung Nguyễn đỏ. Bốn quần ok chị Vi to. Chị Trăng Phương Phương, chị Trăng Phương Phương là lấy cái gì ta? Trăng Phương Phương lấy đỏ. Rồi em hai bộ con bò. Hồng 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 cho em hai bộ. Hồng bò ok, hồng với bò hai bộ Trang Nguyễn Thị Ngọc. Đơn em đi chưa? Đi rồi. Đi rồi nghe, ok chị Út Ly Chương một cây lau nhà. Mới mua hôm qua. Trời ơi, cái này tại vì mấy chị biết không, mỗi ngày nó phải đổi đổi khác mới chịu không? Mình thu hút khách hàng là phải mỗi ngày phải đổi mới nghe chị Nguyễn Boy, thông cảm chị đã nói với chị à. Duy nhất ngày hôm nay mấy chị tắt live không có không tặng nghe, nói trước nha mọi người nghe. Chỉ trên cái livestream này mọi người có chốt nghe mọi người nghe là có tặng. Xuống live mọi người em Hương không tặng nữa nghe mọi người nghe. Kết thúc livestream này là em Hương không bán quần tặng quần nữa mọi người nha. Giờ phút này đang vui, mua. Mua liền cho em liền. Rồi. Ok, bò cho chị Hà Tiêu Nguyễn hết rồi, quần lam hết rồi. Ok, chị Ngọc Thái yêu dấu nè. Rồi, ai lấy chó mọi người nghe, còn bộ bò cuối cùng mấy chị nghe đó. Em thương chị Hà Tiêu Nguyễn mà em sale có 75 ngàn luôn nè. Em nhập cái này là 8 mấy ngàn 10 nha. Cây lau nhà còn không? Còn. Còn nghe hết đỏ rồi. Hết đỏ rồi, còn bò Nhi Nguyễn ơi, bà giờ ở đâu rồi? Còn bò nghe mấy chị 75 ngàn. Không, chị Lê Khanh ơi, cái đó nó giả nhiều lắm chị ơi, với lại em thấy xài không im nên không có bán, thiệt. Rồi, ai lấy chốt người nghe mấy chị. Nè, bộ đẹp cực kỳ. Rồi ok, chị Lo Nguyễn bốn cái quần nhớ tặng cái là 5 cái nè thi. Móc qua. Rồi cậy cái bữa nay duy nhất livestream này thôi. Bốn cái quần này tặng một cái quần. Năm cái quần được tặng cái quần, nhớ đòi nhân viên nha mấy chị nghe. Tặng chị nè cân, tặng tao nè, còn tao này mày lấy đi chậm ra khỏi xài. Nghe. Mày lấy đi chậm ra khỏi xài nè. Rồi bộ này mấy chị 50-60 cái bằng vừa, mấy chị nghe một đuổi đen là trời, sao đuổi đen này bơm quậy cha. Rồi màu đang mặc quần dài hả? Dài. Dài chị 65 cái vừa mà bộ đang mặc còn như ai chốt mà. Rồi bộ này trên 60 ngàn. Ok cho hai dạy. Ok chị hạnh phúc nha. Ok chị Trang Nguyễn Thị Ngọc hai cao nhà nè. Rồi bộ đồ này sale mọi người 60 ngàn. 60 ngàn comment em giá tiền với nghe chị Trăng Phương Phương nè. Bộ đang mặc có bán chị nghe, chút xíu em bên em bán cho. Rồi cái này cái quần đây rồi cáo ở đâu rồi? À, mua quần áo tặng vàng đi. Cái bụng bộ đen 60 ngàn nghe chứ không phải 50 nghe, bộ đen 60 ngàn. Rồi ôi mấy chị bộ này đẹp cực kỳ luôn nè mấy chị. 60-65 cái bằng vừa mọi người nghe. Đen hết rồi. Bộ bò đó em sale 75 ngàn mà hết rồi. Bộ này 60-65 cái bằng vừa mọi người nghe, gấm nè. Sắc nách nha mấy chị nghe, thun gấm Nhật. Thun gấm Nhật mọi người nghe, lấy cho mấy chị bơm xanh 75 ngàn. Bơm xanh 75 ngàn, lấy cho mấy chị gái nha. Bơm xanh 75. Ok, hộp quần 5 cái chị Thiên Nghĩa Dương. Rồi quýnh bà Đặng Khoa Nam văn rít bà nghe. Rồi có bán dầu nước vàng không hết. Đi gọi nghe Nhung Lê, có trả lời gọi nghe Nhung Lê nha. Đơn em đi rồi. Trời ơi sao bộ này sao bơm quậy thi. Bữa nay chắc hết bơm. Rồi 55-62 cái bằng vừa ngồi nghe, cái mã xanh đen. Đẹp quá. Xanh đen bơm mấy chị, xanh đen bơm mấy chị ơi, quà dễ thương không. Xanh đen bơm này sale mấy chị 60 ngàn luôn. Có chị bộ đông mặt còn nhiều màu lắm.
bà lon vàng đâu chị, nó lon vàng nằm đó đó. Đen như bộ đen nó 60 ngàn. Bộ được khoai à? Rồi à. Có bộ đó có người ở đây rồi. Bộ không ra hả đi? Cái bộ bò cuối cùng nhớ không có biêu, nhớ kêu chị thi. Vậy là nó không ra rồi đó. Bò của chị Hà Tiêu Nguyễn thì không ra phải không? À, không có. Ừ. Rồi, ok. Chị Thấm Ngô nè, bơm xanh nè, 80 ngàn. Đâu rồi? Ờ, à, bơm xanh nó 80. Ở xanh 75 hả? Ờ, à, xanh 75, 75 thi rồi. Rồi, có quần bó đen không? Có nghe, còn bộ này chứ mã xanh đen 60 ngàn. Xanh đen 60, mọi người nghe lấy comment mã xanh đen 60. Ok, cho Nguyễn Thanh. Mọi người nhớ comment nhớ tiền với em với mấy chị. Ê, chết mẹ ơi, Thi ơi. Ôi, Thi ơi, Thi. Mày coi cái này quá ấy này nè, cái đơn này để cỡ giao hàng không được nè, để giao lợ. Trời ơi, chết tao Thi ơi. Má khách ruột, khách ruột. Rồi, xanh đen bơm. À, ai lấy với mã xanh bơm, comment nhớ tiền của chị nha, 60 ngàn. Comment nhớ tiền cho dùm em. Rồi mấy chị ơi nè, 50-60kg mặn đẹp nè mấy chị ơi. Bộ đang mặc có 75kg nha. Rồi xanh đem bơm 61 cho chị Văn Lê. Rồi ơi mấy chị, gắm bơm. Gắm bơm này xem 100 ngàn luôn. 50-60kg mặn đẹp mọi người nha. Gắm bơm em 100 ngàn mã gắm bơm. Gắm bơm 100 ngàn. Mấy chị phải comment giá tiền vô. Chị nào em sẽ ưu tiên mấy chị comment giá tiền nha. Để lộn. Xanh đen bơm hết rồi. Rồi mấy chị, trời ơi, ngố bơm 50-60kg bằng đẹp mấy chị gái nha. Trời ơi mấy chị quá đẹp luôn. Rồi ngố bơm 60 ngàn luôn. Xanh ok, gắm bơm cho mấy chị Ngọc Nương nè. Ngọc Nương ơi, chị nhớ nghe máy nghe, em nhớ đơn của chị Ngọc Nương còn đâu đây nè. Ở vậy này, này Ngọc Nương à. Phải không? Chị Ngọc Nương Bình Dương nè. Còn một bọc cô Nguyễn Ngọc Nương điện không được nè. Điện không nghe máy đó mà, hay là bữa chị đi lại đâu đó. Màu trắng bị lem màu hả? Chị muốn đổi lại hay là em bù tiền? Rồi ngó bơm 60 cho chị Vi to nè. Rồi ơi đâu rồi? Ơi đâu rồi đâu rồi? À, để này để đây nữa nữa để cho con Nguyên cần. Rồi pyjama 75kg hả? Trời ơi chị, em mới vừa để chứ sẵn tính để cho nhỏ sĩ em nè. Bà lấy không? Gắm bơm 100. Coi giống cây này còn không, không biết còn gắm bơm không nè, để mình móc từ từ ra coi. Nè chị, Bima 75kg nè chị, em còn hai bộ nè. Em tính để cho ông sĩ em. Ok không? Khoái em, giờ lấy không? Không lấy chị bán nè. Nguyên lấy không? Không lấy chị bán cho chị kia nè. Đó, combo bơm nè, hai bộ có 205 ngàn nè. Đó 205 ngàn hai bộ nha chị gái nha. Lụa này nhận không đẹp chặn chặn tiền nè. Ok, đổi lại ok chị, đổi lại nữa vậy chị mua khác lựa đi, rồi xong rồi nữa em kêu nhân viên em nó đổi lại cho chị. Ok, để cho nó đi. Rồi mấy chị nghe satin bơm nè. Trời ơi mấy chị bộ này đẹp cực kỳ luôn. Bộ này 60-65 cái bằng vừa mọi người nghe, cái này là chắc phải latin xịn luôn, latin xịn màu. Rồi ai lấy chối em mấy chị ơi, quá đẹp, 100 ngàn. Chị nào lấy chế mã hồng bơm 100. Hồng bơm 100 ngàn, cái này của hỏi em Hương bán 135 ngàn mọi người nha. Thiệt, tài sĩ 110 mấy ngàn rồi, chắc latin xịn luôn. Latin xịn luôn mọi người nha, chế mã hồng bơm 100 ngàn, hồng bơm. Chị nào lấy hồng bơm, bên hồng bơm em 100 ngàn. Pyjama 68kg cao nhiêu chị? Trời ơi mấy chị, nè, trái dâu, rồi số dâu này sao bơm vậy cha, trái dâu bơm 100 ngàn luôn. Tay cánh dơ mọi người nha. 62 đấu lại mấy chị gái nha, lấy dâu bơm, bên dâu bơm em. Dâu bơm 100 ngàn, mãi dâu bơm. Bơm dâu 100 ngàn. Trời ơi. Ok, hồng bơm 100 cho sống khác nè. Trời đẹp quá sống khác ơi. Gửi không cần điện thoại ha, ok. Rồi, dâu bơm 100 nè, ok nè. Dâu bơm 100 cho chị Trăng Phương Phương nè. Chị Nguyễn Hà ơi, 75kg hết rồi chị ơi. Hết rồi, cái đó trong nhà em hết trơn luôn rồi. Bơm em chưa thấy nữa nha. Rồi mấy chị gái nha. Ôi ôi cái này bữa cũng bán ấy nè. Rồi mấy chị xanh lạ bơm. Xanh lạ bơm em 100 ngàn luôn mấy chị. Satin luôn mấy, lộng latin nha. Latin mọi người ơi. 50-60, nói chung là bặn rộng rộng như em bặn nè mấy chị đúng không? Nó cái tay nó rộng vậy nè. Nó rộng dữ thương mọi người nha. Xanh lạ bơm 100. Xanh lạ bơm 100 ngàn. Ai lấy bên xanh lạ bơm 100.
quần lách ghim đâu có đâu lên. Quần lách ghim không có nghe Liên Bình ơi. Ok chị Liên Nguyễn nè, xanh lại bên cho chị Liên Nguyễn nè. Rồi mấy chị nghe tay dài 68 kg 51 hết luôn rồi chơi. Có khách hết lý hết trơn rồi chị. Lâu lâu mới có. Rồi bọn tay dài mấy chị gái nghe phơm này 60 kg quỳnh lại giùm em nha. 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe chứ. Mã đô đỏ bơm mấy chị, đỏ bơm 80. Đỏ bơm 80. Ok đợi em xíu đi chị. Xanh lạ bơm hả? Hết xanh lạ bơm rồi. Em thấy chị tinh toan nè. Ok chị Ngô Kim Phụng nha. Mấy chị đẹp không? 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe đồ ngủ. Lụa manh gồ mấy chị nghe chứ, mã đen bơm 85.000, cái này bán 100.000. Là có 10.000 bọt bạc mấy chị. Rồi. Có đồ nào 75 kg không hả? Hiếm lắm. Rồi mọi người nghe mấy chị 50-60 kg bằng vừa nè. Rồi chứ mã đen bơm đùi mấy chị nghe 85.000 đen bơm. Rồi đó đen bơm, em đen bơm em nè. Gỡ gòi rồi mắm ơi. Hồi sáng em ok là chị đi gọi, trời sao bộ này mắc cười nữa nè. Rồi mọi người nghe mấy chị đẹp không, này cánh dơ nghe mọi người nghe nè mấy chị nè. Rồi Bảo Huy 80, ok tay dài nè. Trời này bạn đã đó Bảo Huy ơi. Rồi tặng chữ mấy chị nghe, tặng luôn. Cái mẫu này giờ không bán nữa thiệt, bơm hoài. Rồi xanh lạ bơm hết rồi. Đỏ bơm 85, cái này đen. À đen bơm, đúng rồi đen bơm 85 cho chị Hoa Quy Võ. Đen bơm 85 cho Hoa Quy Võ, ok. Ok chị Ngọc Hằng. Rồi mấy chị gái nghe, ok nè. Tặng chữ nè, cho Phương Linh nè. Đó, em đi chó đi luôn, mấy chị nghe em hỏi có bán nữa. Để mất công nó bơm về nữa. Không lẽ hằng tặng mấy chị bơm em, đúng không? Trời bơm nữa là chết luôn. Bộ dây 55 kg vừa không em tàu ô chị. Bộ dây 55 kg mà bạn đẹp nó nhức nách luôn. Bà bạn đẹp rồi phải nói cái nách bà nhức nhức giật 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 luôn nha chị nghe. Thiệt, em cam đoan với chị nghe. Đó, đầu ô mấy chị nghe có bộ hoa nè. Đó, dễ thương mọi người nghe. Rồi bộ hoa này phơm mấy chị nghe. 57 kg lại giùm em mấy chị. Bộ này kiểu như mình mặn cái cổ mà nhọn nhọn mấy chị nghe, dễ thương không hoa nè. Rồi hoa bơm 75.000 luôn. Vậy là lấy cho em mấy chị gái nghe mã hoa bơm 75. Hoa bơm 75.000 mấy chị yêu nha. Rồi tặng em tặng ai rồi đó. Hoa bơm 75.000. Rồi dễ thương mọi người nghe. Rồi hoa bơm 75 chị Nhung Nguyễn nè. Nói mấy chị comment đúng gì là lụm. Đúng y chang cái mỏ em đọc. Em đọc sao mọi người comment y chang cái mỏ em đọc. Không có lộn đồ luôn. Ừ. Nó không có lộn đồ mọi người luôn. Rồi cái nách giật vậy. Rồi mấy chị ơi nè, mấy chị tiếp tục nè. Xanh hoa xanh. Thôi xanh bơm. Xanh bơm em 70 luôn. 6 mẫu lại vừa xanh bơm 70. Chị Gia Quy giỏi đi rồi chị. Rồi hôm qua đi rồi. Xanh bơm 70. Xanh bơm 70 nghe. Lấy comment mã xanh bơm 70.000 xanh bơm. Ok chị Như Thanh, từ từ chị. Em cho xả bơm vòng vòng đây cho nó hết chỗ này coi. Từ từ. Ôi ôi mấy chị nghe cái bộ nè. Ôi ôi mấy chị nghe nó cái màu này là mấy chị bận là nghe tao nói. Rồi hoa bơm. Cái kia hoa bơm là hết phải không? À cái này là xanh bơm. Ok xanh bơm chị Dung Nguyễn xanh bơm. Rồi bà Liên Bình ơi, bà đưa bà vô dự bị nha. Chị kia khách mới không nghe máy thì cho bà lên xe bà nè. Rồi mấy cục vàng nghe 6 mua đấu lại vừa. Ồ cái này 65 nè mấy chị ơi, cái này thấy bự quá. 65 đấu lại nha. 55-65 cái bằng vừa. Vậy hả chị? Rồi mấy chị cái mãi vàng bơm đùi mấy chị đẹp không? Vàng bơm đùi mấy chị nghe 55.000. Bơm đùi 55.000. À lấy mình mở bơm đùi 55. Bơm đùi 55 em mấy chị ơi. Xanh bơm hết rồi. Bơm đùi 55. Trời ơi mấy chị ơi, mèo đẹp cực kỳ. Cần nói trước còn màu hồng này không hết đi. Ở trên mẹ đùi. Đùi mấy chị ơi đẹp quá luôn. Chắc vải Latin nó thật sự mấy chị gái nghe. Latin này mấy chị bằng chỉ có phê thôi. Thiệt. Phê còn hơn là chữ E kéo dài mọi người nghe đẹp lắm. Ok nè, vàng bơm 55 tàu ô biển phạm mà bạn cái nghe mà đứng ở trời già Hương cho đây thấy bà luôn nè, ghê chưa? Đó. Rồi mọi người nghe mấy chị đùi nè. Rồi ơi mấy chị nghe Latin đẹp tới ghê luôn, rồi sale luôn cho mấy chị nè. Lấy chớ mọi người nghe. Hồng đùi 75.000. Hồng đùi 75.000 mọi người nghe, lấy chớ mã hồng đùi 75.000 em liền. Chắc vải Latin nó thật sự mọi người nó đẹp còn hơn là chữ A luôn mấy chị, đẹp lắm.
Nó khoảng 105 ngàn đó mọi người nghe em bán này mấy chị. Rồi đùi bơm 75. Đùi bơm 75 em. Cái đùi đó còn không đây? Ok chị Trăng Phương Vương. Ừ. Latin đẹp nhất cái nách mấy chị. Đẹp quá ha. Đẹp quá hay ha. Rồi ok chị May May hồng đùi nè. Bây giờ mấy chị nghe hồng đùi em chốt nha. Nghe gõ giùm em số ký nha. Chị Thu Lê ơi, cái đó là tầm mấy chị 60 kg lại nha. Ừ, 60 đâu lại vừa mấy chị. Để con thấy đem vô coi còn sẵn bán cho mấy chị bơm luôn. Đó, bộ đó chị Ngọc Hương chắc ôm quá mấy chị. Trời ô cáo sơ mi bữa bán đủ mấy chị nghe đẹp không. Ừ. Rồi, đợi thì nó ôm cái đùi đó vô có mấy chị còn thì em chốt cho mọi người nha. Còn không? Có phải đùi không? Này phải đùi không? Cái này đùi hả? Này giống không? Phải không? Ờ, chị Nguyễn ăn giờ này mới còn tặng chữ kìa. Rồi vậy là em bán cho mấy chị mỗi người một bộ nha. Nó cũng hồng tự tựa như cái đó vậy nghe mấy chị nghe ok ha. Rồi chị May May một bộ nè. Nha. Chị Khôi Quỷ Chú Quỳnh bấm chưa? Nè chị Khôi Quỷ Chú Quỳnh bộ nghe chị nghe 75 ngàn. Đẹp lắm. Chị Ngọc Hương chắc không vừa quá nè. Chị Thu chặn bộ nè. Đây. Chị Thu chặn bộ nghe. Rồi lấy chốt mọi người nghe hồng đùi 75 ngàn. Chắc phải Latin. Ừ, mấy chị nghe đẹp không? Đó, bạn Lon nghe nè. Trời ơi, mấy chị nghe Latin đẹp tới ghê mọi người nghe. Đó, 75 ngàn. Rồi, con gấu giùm em luôn nè. Trời ơi, mấy chị gấu 75 ngàn luôn. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi. Rồi, lấy comment gấu nè mấy chị. Gấu 75 ngàn giùm em nha. Ừ. Rồi, chị Ngọc Nương nè. Ok, chị Ngọc Nương nè. Gửi ly xe cho luôn nha. Ok, hồng đùi cho Hồng Kim. Mua cho con chị hả? Ok, đây đưa bộ hồng đùi đây chị đi. Đưa cái bộ kia là ờ. Rồi chị Thu Lê bộ là hết rồi đó nè mấy chị coi còn gấu. Còn gấu người ai lấy gấu nha. Ok, gấu 75 ngàn này cho chị là giỏ bà cho 75 kg luôn là 75 kg không có vừa nha chị nha. Chị mua cái bộ hồng mẹ đang xếp á. Không chứ là tình toàn có một bộ đó. Nghe hả? À. Chị Thu Lê ơi, chị lấy con gấu được không chị Thu Lê? Này là tay dài hay gì đây? Này quần dài hả? Rồi mấy chị còn con gấu mọi người nha, 75 ngàn. Đẹp quá. Ừ. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe gấu giùm em nè, gấu. Rồi cái áo sơ mi mấy chị nghe đẹp quá không? Áo sơ mi bơ mấy chị ơi đẹp. Áo sơ mi này bữa đó hình như là bà giỏi thì thấm comment không được nè. Ok Thu Lê gấu không? Ok. Rồi sơ mi sale bơm 70 ngàn. Bán 79 ngàn là được có 7 ngàn bạc à. Mà cũng bơm nữa nè. Rồi sơ mi bơm 70. Đùi 70 kg không vừa nghe chị Lê Nguyễn ơi. 65 67 là vừa sơ mi bơm 70. Ok, gấu chị Phi Hoàng. Rồi, có cái nách không? Vậy. Có sát nách không? Chị Ngọc Hương lấy cho con chị hả? Ô có còn văn để coi còn văn bộ nào không nha. Hàng Bích Hạnh đi rồi nha. Rồi mấy chị nghe, ôi ôi mấy chị đẹp nè. Rồi cái mã vàng bơm em 100 ngàn luôn mấy chị nghe Latin. Đó này 135 ngàn bơm tới bơm lui hoài sale mấy chị 100 ngàn luôn. Lỗ mười mấy ngàn bạc luôn mấy chị gái nghe đẹp nè. Rồi vàng bơm 100 ngàn. Vàng bơm 100 ngàn mấy chị áo sơ mi mấy chị 70 ngàn áo sơ mi đẹp cực kỳ luôn. Ừ, mấy chị nghe ngố bé. Đơn của Nana Nguyễn nè. Rồi để chị em kiểm tra đơn nghe chị Ngọc Ánh thôi. Rồi mấy chị ngố bé nha, bé này CL. Bé này mấy chị nghe giùm em mấy chị nha. Đó, 30 kg đổ lại dừa. 30 kg mà con của mấy chị nè. 4 năm hoặc là 6 tuổi thôi mọi người nha. 4 năm hoặc 6 tuổi giùm em ha. Ôi ôi mấy chị nghe đẹp chưa? Rồi ngố bé xe bơm 50 ngàn. Trời tôi quýnh mà chết nha bà Ngọc Nương nha. Giờ này mà chị kêu cho coi đơn cũ quýnh chị đó. Em quýnh chị thiệt. Rồi, hàng của chị đi rồi. Ngố bé 50 ngàn cho Phương Linh. Chị Vũ phu hô gì nè chị, nửa chiều nhớ cho địa chỉ chính xác nha. Tại vì á, đơn chị bảo hẩm này giao bưu điện nên nó đang chuyển quà qua nó hơi lâu nha. Hơi lâu. Nó hơi lâu quá chị. Rồi tiểu thơ, ai bơm hả? Lấy luôn nghe, lấy luôn rồi sao bơm luôn. Rồi mấy chị tiểu thơ nè. Ừ. Quá đẹp luôn, mi 70 là gì ta. Rồi bộ này mấy chị nghe 50 đổ lên. 62 lại mấy chị bạn đẹp, chị nào cao cao 65. Tiểu thơ bơm. Ồ mấy chị đẹp quá. Ôi ôi, tiểu thơ bơm 85 ngàn.
Tiểu Thơ bơm 85, à lấy của anh Tiểu Thơ bơm 85 giùm em. Rồi mấy chị, trời ơi đẹp nè, cũng 30 kéo đại dừa nè. Rồi, ngố, rồi mấy chị, mèo bơm 50 ngàn. Em bé nhỏ rồi mọi người nghe. Cái này là 3, 4, 5 tuổi rồi mấy chị, 3, 4, 5 tuổi giùm em. Ok, 85 ngàn cho full toto. Rồi, Tiểu Thư bơm, không biết còn mẫu nào không, để coi nha. Rồi mấy chị, mèo bơm 50 ngàn. Mèo bơm 50 cho Phương Linh. Ok, Phương Linh. Đi đi mà không điện thoại luôn, chị Thu chặn đi, không điện thoại luôn hết hay? Không luôn. Chết mẹ chị ơi, nó đi mà nó quên điện thoại chị luôn rồi. Em cho chị lên xe luôn. Ờ, chị ơi, em thôi đi, chị nghe, sơ mi bơm cho chị Thị Dương Thi ơi. Mấy bữa hổm em quên, ừ. Cô Ba chặn. Đúng rồi. Gọi, bữa nay em biết bà, không có gọi. Chị Thu chặn rồi, phải cô Ba chặn. Trời ơi. Chị Thu chặn thành phố Hồ Chí Minh thác nghe, cô Ba chặn là cô Ba chặn ở Sóc Trăng Bạc Liêu rồi đó bà ơi. Rồi, Tiểu Thư bơm nó hết rồi chị ơi, bà sorry bà nghe. Miễn ship luôn à, chị. Trời ơi, nó cho bà lên xe nó miễn ship bà luôn à. Còn không 3D. Ngố không em, để em coi coi còn em lấy cho nghe. Có sơ mi. Rồi mấy chị nè, dâu bơm. Rồi chiều đó chị cho mấy đứa lỡ nghe. Rồi mấy chị nè, dâu bơm 85 luôn mấy chị. Trời ơi đẹp quá nè, trời ơi này đẹp ghê luôn. 65 lại mấy chị bạn đẹp nè. Dâu bơm em 85 ngàn dâu bơm luôn. Ôi cho đau bụng quá vậy. Ôi dâu ơi đau bụng, đau bụng, đau bụng. Ôi cho uống miếng nước coi. Ừ. Ok dâu bơm 85 nè. Cô Út, cô Út nè. Cưng vô qua dự bị nghe full nó tô. Đọc nó giống như là đọc tên Nhật chứ trời. Ôi da đau bụng quá vậy ta. Ôi da đau bụng quá nè. Ê cái Tiểu Thơ đó còn thì coi còn nó xeo mẻ đi cho nó đứt lâu luôn. Rồi 60 kế lại giường người nghe mấy chị. Đùi bơm 50 ngàn. Đó 50-62 cái bằng đẹp người nghe mấy chị. Rồi cho em mã đùi bơm 50 ngàn đùi bơm. Cái gì? Rồi mấy chị ơi lập thể bé nè. Trời ơi mấy chị dễ thương không. Có dầu cù là không em? Có chị. Dâu bơm hả? Nó hết rồi, để coi Thi coi nó vô chổng nó coi coi còn cái chỗ nào không lấy cho mấy chị nè. Rồi mấy chị nghe. Ừ. Rồi mấy cục vàng ơi, cái bộ lọc thể bé nè. Bây giờ mấy chị. Ok, đùi bơm 50 ngàn, nhớ comment giá tiệm em với chị Khôi Quỷ Kiểu Quỳnh 50 ngàn. Là mấy chị yêu nha, cái lập thể bé nè. Bé này mấy chị gái nghe, là của nó là tầm 35kg đủ lợ. Mà nhớ giùm em nè, bé là nó 30, bây giờ là coi có bé là từ 10kg cho tới 30kg. Mà bé là mọi người nghe giùm em nha, 2 tuổi gử, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi. Mọi người nghe giùm em nha, 6 tuổi là bé mấy chị gọn gọn người nghe, là 30kg đủ lại mấy chị bận được, nghe giùm em, mọi người nghe không? Rồi, lập thể này em mấy chị nghe, em xả bơm cho mọi người luôn, ai lấy chó mọi người nghe. 35 ngàn. 35 ngàn, bộ đang mặc 125 ngàn. Rồi đùi bơm hết rồi chị hả, không biết là 2-3 bộ với chị ơi. Rồi đùi bơm em hết rồi mọi người nha. Rồi ai lấy bộ này chứ mọi người nghe, lập thể bơm em mấy chị gái nghe, 35 ngàn, không đẹp cực kỳ luôn đó. Lập thể bơm 35 nè cho Phương Linh, đẹp lắm, lập thể đẹp cực kỳ nghe Phương Linh nha. Rồi ok chị Ngọc Anh nè, lập đùi bơm hết rồi. Rồi mọi người nghe, cái bộ xanh đen này size nhiêu? Rồi mấy chị gái nghe, 65 đó lại giùm em mấy chị ơi. Ok. Rồi đồ bơm 50. Ok chị Hà Nguyễn, để chị vô chị bộ lọc thể tặng cho chị đó. Rồi bộ này mấy chị gái nghe, 60-65 cái bằng vừa cho mã xanh đen mấy chị nghe. Xanh đen 60 ngàn lẫn. Xanh đen 60 ngàn. Ok chị Ngọc Hương, một bộ lọc thể. Rồi mọi người nghe, 60 đó là đẹp giùm em nè. Ờ cái đó đưa quay con, mẹ ta dài đưa cho con, cái kia đâu quay bên kia. Rồi vậy hả, trời ơi nó tưởng là chị là cô Ba Trần. Rồi xanh đen bơm 60 nè cho chị Thu Lê. Nói mấy chị comment đúng với giá tiền lụm nha. Rồi hoa bơm 70, 60 nó lại vừa, hoa bơm 70. Hoa bơm 70 nghe, chị nào lấy comment hoa bơm 70.
Rồi xanh đen 60 hết nha. 55 62 cái bạn vừa mọi người nha. Xanh riêu mấy chị, xanh riêu bơm 90. Xanh riêu bơm 90. Rồi, cái bộ tay dài, ồ sao tay dài này bơm quậy trời. Hoa bơm 70 cho chị Linh Mai. Ok, chị Linh Mai có hoa bơm 70. Rồi mấy chị gái nha. Rồi tay dài 40 đổ lên, 55 lại vừa. Tay dài bơm, tay dài bơm 60. Tay dài bơm 60 mọi người nghe, lấy tay dài bơm, tay dài bơm 60. Hoa bơm hết rồi. Hết hoa bơm mọi người nha. Rồi xanh riêu bơm 90 cho chị Linh Mai, ok. Có gì đã lạ tặng cho chị với. Rồi mấy chị nghe bộ gấm nè. Bộ gấm này em bán mọi người size 62, 63 nha. 55 đủ lên, 62, 63 lệ vừa. Tại em sợ 65 nhầm chị không có quen lắm. Tay dài bơm 60 cho chị Nhung Nguyễn nè, ok. Rồi bộ gấm này bơm sale 100 ngàn luôn. Hai bơm hết nha. Rồi mấy chị gấm bơm 100 ngàn. 55 đủ lên, 62, 63 lệ vừa mọi người nha. Gấm bơm em 100 ngàn, gấm bơm. Gấm bơm 100 ngàn mấy chị gái nha. Mấy chị. Rồi gấm bơm 100 cho chị là giỏ nè. Rồi mấy chị gái nha. Mango, mango tay lỡ mọi người nha. Mấy chị mango tay lỡ thằng xịn luôn. Không có nghe, bà Bảo Quy đâu có hai combo với ngoài. Hai bơm hết rồi. Tại tôi hết kích trắng á, phải còn bán cho mấy bà. Đó mà hết kích trắng rồi. Để chiều ai, ai không nghe máy hay ai giữ đơn liền qua cho. Ôi da đau bụng. Rồi mọi người nghe tay lỡ bơm. Cái này là giải lụa mango, mấy chị nghe mango đẹp lắm. 65 đấu lại mấy chị bạn đẹp em mọi người nghe mấy chị. Cái mango này bạn đẹp cực kỳ luôn. 50-55 kg thích bạn gọng gãi thoải mái thì lụm nghe. Còn không thích bạn gọng gãi thì ấy em mấy chị nha. Rồi mango bơm 101. Mango 110 ngàn em mọi người nghe. Cái này đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Em ơn dĩ còn 115 ngàn đó. Rồi ok nè. Đâu mà gấm con còn bổ dưới đây nè. Gấm bơm nè cho chị Phi Hoàng gấm bơm nè. Mango bơm 101 nè cho chị Úc, cô Úc. Rồi chị Linh Mai em dự bị cho chị nha. Chiều chị kia không nghe máy em thảy qua cho chị. Trời ơi lại là mango bơm đó nè. Xanh bơm 101 hả? Đây đó giờ không thấy nằm đâu nè. Cái tay lỡ đó không thấy nằm đâu thôi. Thôi cái tay lỡ đó nằm đâu nè. Rồi chị Tư Hồ gì này vô tới chị Tư Hồ. Rồi mấy chị trắng bơm em nè. Trắng bơm em mấy chị gái nghe đẹp cực kỳ luôn. Cái này bán 115 nghìn nè. Rồi 60 đó lại vừa ngồi nghe trắng bơm 80. Cần cái đi trả bộ đồ. Cho bộ đồ. Rồi 60 lại vừa trắng bơm mấy chị. Trắng bơm 80. Rồi đó em hết rồi mấy chị ơi. Rồi này mấy chị. Cái cây này mấy người người nha. Đây. Rồi mango bơm chốt rồi đó chị. Đây mấy chị gái nghe, bây giờ cái này nó còn màu hồng không à. Ok, 8 trắng bơm nè, ok chị là giỏi trắng bơm 80 ngàn nè. Rồi mấy chị nghe cái bộ này, mấy chị nghe trái tim. Trái tim ngọc tù mấy chị, giải nó hơi bị đẹp luôn. Mấy chị nghe siêu cưng. Rồi em xả ai lấy chốt mọi người nha. Hồng bơm 90 ngàn. Rồi, comment hồng bơm em mấy chị. Hồng bơm 90. Hồng bơm 90 giùm em mọi người nha. Xanh hết. Rồi hồng bơm 90 mọi người nghe, xả cho nó lên xe bông về nhà chồng mọi người nghe, cái trắng hết trơn rồi. Không có bộ này có người nào mà hay giết không kịp. Bộ đó hả? Bộ đó dự bị chị Linh Mai. Rồi ok. Hồng bơm 90 chị Linh Nguyễn bộ nè. Chị Trăng Phương Phương bộ mọi người nghe đẹp quá mấy chị, 90 ngàn. Rồi ok chị cô Út nè 90 ngàn. Trắng bơm hết rồi chị ơi. Trắng bơm hết rồi. Trắng bơm 80. Này heo mố, heo mớm mặn dừa đó, heo mớm ơi. Đó, bán sao mà cái này nó đưa sao mấy chị nghe nè, cái này em sao lỗ luôn á. 90 ngàn là sao lỗ. Bị nhập trăm mấy rồi đó. Trắng bơm hết rồi nha. Rồi cái mã bi bơm 90 ngàn luôn mấy chị nha. 90 ngàn. Em bao mấy chị, siêu đẹp luôn. 90 ngàn bộ mọi người nha, chị nào lấy chốt này nha. 90 ngàn. Không đẹp hơn vàng tiền mọi nghe, chất lụa Latin. Đó heo mớm bạn này đẹp cực kỳ mớm ơi. Bộ này là 130 nữa mấy chị nha. 130, 140 mà không bán 130 hay gì á. Cái gì? 135. 135 ngàn mọi người nghe nó. Mà bơm tới bơm lui hoài mấy chị ơi. Nó bơm hoài.
Đúng rồi, trắng bơm là quần dài nghe chị Lài giỏi ơi. Rồi, bi bơm 90 nè, mấy chị comment đúng cú hám lụm nghe mấy chị nha. Bi bơm 90 ngàn, còn bơm mấy chị nghe, khui lên từ từ. Rồi, bi mấy chị ơi, 90 ngàn. Đẹp lắm. Đó, bán hết rồi mấy chị biết không, điện cái chốt đơn rồi người này xả qua xả lại cái nó dòm lại còn cái 2-3 bộ với mấy chị. Hồng, hết hồng rồi, còn bi được không? Rồi, lập thể 30 cho cháu ok. Ok, bi bơm 90 nè cho chị Liên Nguyễn. Bi bơm 90 chị Nhung Nguyễn. Rồi, chị gì nè. Chị Võ Thị Trà My cho số điện thoại đi, chị Võ Thị Trà My ơi. Rồi, bi bơm cho chị Cốt Nguyễn Tây nè. Rồi, cho số điện thoại em nè. Ok, chị Bích Phụ Nguyễn nha. Đây. Rồi, mấy chị gái nha. 62 đó lợi. Rồi mấy chị nghe thỏ bơm em 90 luôn mấy chị nghe Latin đẹp. Cái này hả 65kg mình cao mấy 6 là vừa. 65kg mình cao mấy 6 là vừa nghe chị Bích Bích ơi. Đó 65kg cao mấy 6 vừa mọi người nghe thỏ bơm. Bi hết bi rồi mấy chị ơi. Hết bi rồi. Trời ơi cái này bặn gọng như em nè mấy chị nè. Chị nào mớm bặn như em hương nè. Mấy chị nó như cái bộ đồ em đang mặc nè. Mà em bặn thì là lụa manh gồ. Còn cái này là Latin mấy chị hiểu không. Latin. Đó ok chào My nè. Chà My lấy bi đó nghe thấy ơi. Rồi con thỏ nè cho chị Trăng Phương Phương con thỏ nè. Bơm gì giờ chưa hết bơm. Từ từ nữa chị từ từ. Rồi em hết bi rồi chị Nhung Bình. Chị Nhung Bình như là có gọi với chị 60kg có gọi nghe chị ơi. Hết bi rồi. Em tới thỏ mà ngồi nghe hết bi rồi. Hết bi rồi thỏ 1m55 được không em được nghe chị Trần ơi. Rồi chị Trần thì thấy Diễm Thí xuống thoại lên. Diễm Thí nè, lấy con thỏ bơm 90 cho xuống thoại đi cục vàng ơi. Latin đẹp. Đó. Rồi, ai lấy chốt mấy chị chốt cái kèm xuống thoại em nè. Chị Nguyễn Trang hết bi bơm rồi qua cái thỏ được không chị? Qua thỏ được không chị nghe. Cái này là chị Lữ Cẩm Giang vừa nè. Ờ, vậy gì Trần Thị Thí, Diễm Thí nè. Chưa cho xuống thoại. Rồi, chị nào lấy thỏ, comment thỏ mọi người nghe mấy chị. Đó, thỏ có hai con thôi nè. Ống bự không chị, cũng không có bự gì mấy cưng. Đây nè Latin, đây nè, ống nó vậy nè. Đâu có bự gì quá đâu. Rồi ok, con thỏ cho chị Ti Chặn bộ nè. Thỏ cho chị Nguyễn Ngân bộ thỏ nè. Rồi thỏ hết, hết thỏ rồi mấy chị ơi. Ok, Trần thì Diễm thấy cho con thỏ nè. Rồi để mà dự bị vô nha. Đó. Rồi 70kg không vừa Yến Nhi ơi. Rồi mấy chị đám mây em còn bộ nghe ngồi nghe lấy cho em nó đám mây mấy chị nha. Đám mây 90 luôn. Rồi chị đi chẳng có số điện thoại em muốn xin nữa nghe. Chị nào không có số điện thoại mới xin. Rồi bi chị Hương chặn ơi em hết bi rồi. Lấy qua mấy cái màu khác đi chị. Này nè đẹp quá nè. Rồi cho em mã đám mây. Đám mây còn bộ mọi người nha. Ủa mấy chị. Đám mây một bộ. Ok đám mây cho chị mây mây đám mây nè. 90 ngàn mọi người nghe. Siêu rẻ. Rồi mấy chị tới mã hồng dâu nè. Hồng dâu em mấy chị, hồng dâu 90 nha. Hồng dâu 90, lấy hồng dâu bên hồng dâu. Đây mấy chị hồng dâu nè. Đó, dâu còn 4 bộ. Gấu, gấu là con gì? Không có gấu nha. Cho số điện thoại lên đi chị. Hết đám mây rồi mọi người nghe em còn hồng dâu. Đây mấy chị nè, hồng dâu nè. Ừ. Rồi ok, hồng dâu chị Liên Nguyễn bộ hồng dâu nè. Rồi ai lấy hồng dâu chứ hồng dâu mà ngồi ngay 90 ngàn. 90 ngàn mã hồng dâu mấy chị gái nghe này là Latin. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Đó, siêu sẻ. Hồng dâu gấu. Hồng dâu gấu là gì ta? Ok nè, hồng dâu nè cho chị Hoàng Kim Khánh nè. Rồi. Ok, hồng dâu cho Lữ Cẩm Giang nè. Cái con gấu đó cho chị Hoàng Kim Khánh nghe thay. Rồi, thỏ hết thỏ rồi. Thỏ hết thỏ mọi người, em còn hồng dâu nè. Hồng dâu. Em còn hồng dâu nha mọi người nghe mấy chị nè. Hồng dâu với nó cũng tự tựa nghe bà chị Yến Nhi nha. 65kg công nhiêu chị. Rồi mấy chị nghe trái dâu. Đây à. Rồi nè mấy chị. Dâu giùm em 100 ngàn nha mọi người nha. Dâu 100. Dâu 100 ngàn trái dâu. Ai lấy comment mã trái dâu. Cái này chị nào 65kg mình cao cao bạn được nha. Này là form nó bự mọi người nha. 65kg mà mình cao trên 1m55 là bạn được đó mấy chị. Dặn nó form rộng mà mấy chị nghe. Nhớ em là tay cánh dơ vậy nha.
tay cánh dơm mấy chị nghe, rồi trái dâu em chăm. Hồng dâu hết hồng dâu rồi, rồi còn trái dâu nè. Lụm trái dâu đi chị, nó trái dâu em 100.000 trái dâu, ra đau bụng quá. Trái dâu 100.000 trái dâu em. Chị nào lấy trái dâu comment mã trái dâu mấy chị yêu ơi. Trái dâu giùm em 100.000 trái dâu. Ok, trái dâu 100.000 nè. Cho chị Thu Lê trái dâu. Ừ. Rồi mấy chị nghe 50 60 cái bằng đẹp nè. Cho em mã đỏ mọi người nghe mấy chị. Comment em đỏ 70. 50 60 cái bằng vừa mọi người nghe. Đỏ bơm 70 giùm em. Trời ơi, bộ trắng này bữa bán cũng không đủ luôn nè. Rồi mấy chị lụm anh gồ. 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe. Trời ơi, cho em mã trắng mấy chị gái nha. Ôi trắng bơm em 85.000. Trắng bơm 85.000, ai lấy trắng bơm em trắng bơm mấy chị ơi. 65kg cầm mấy 6 vừa. Rồi đỏ bơm 70 cho chị Gia Quy giỏi nè. Rồi mấy chị em còn trái dâu nha mọi người nghe. Lấy trái dâu chút, trái dâu mà em có mấy chị. Trái dâu, trái dâu mọi người. Trời ơi mấy chị, trái dâu còn nghe. Đây nè. Trời ơi mấy chị ủng hộ trái dâu coi. Chị Liên Nguyễn không biết nữa. Rồi ok, trắng bơm nè. Cho Quyên Trần trắng bơm. Trái dâu chị Huy Hoàng trái dâu nè 100.000. Trắng bơm hết rồi. Rồi Doraemon. Rồi con Doraemon này 30kg lại vừa mọi người nghe. Mon bơm 50.000. Ngố mấy chị nghe đẹp quá. 30kg đủ lợi bé. 3-4 năm tuổi mọi người nghe. 3-4 năm tuổi mọi người nghe. 50.000 đó, 50.000 giùm em mấy chị gái nha. Rồi mọi người nhớ có đơn là bữa nay mua nha. 5 cái quần lót được tặng cái quần lót, không thôi ngày mai không có tặng nữa mấy chị gái nghe nói trước. Đây chị có xe thịt nè, em cũng đang sale 175.000 hàng Osaka của Nhật. Ok, mon bom 50.000 nè, cho chị Khôi Quỷ Kiểu Quỳnh. Mạng coi không được hả chị, thoát ra vô lại chị, bên thấy em thấy em thấy bên em bình thường. Rồi mấy chị xe thịt 175.000. Có đồ bé trai không? Bé trai mấy tuổi? Đỏ bơm hết rồi. Trời ơi mấy chị cái áo phớp bơm nè 100.000, khoảng bán 125.000, bây giờ nó dâng xuống còn rồi mấy chị. Ở đám mây còn bộ nè ta. Đám mây em còn bộ nè, à, hai bộ luôn nè. Ai mua đám mây chút đám mây giùm em mấy chị, đám mây 90.000 nè. Trời ơi đám mây nè, ai chốt không được à, chốt lại em coi. Đám mây 90.000. Bộ mi ma cổ sen không có nghe chị Phiến, Phiến Kim gì nè. Rồi mọi người nghe đám mây nè, đám mây 90. Bỏ bộ này hỏi bộ đồ gì là sao. Rồi T85 là gì thi? 85 là trắng 85 á, chắc là. Ok, đám mây nè cho chị Liên Nguyễn nè. 5 tuổi 30kg. Vừa đó mà bé ai lấy rồi? Đám mây 90. Ok, đám mây chị Tinh Trần đám mây nè. Đám mây còn không? Hết mây rồi. Có bự không có. Rồi phát be sắt xe phát bơm 100.000 mọi người nha. May phải không? Ok, Phan Thế Minh em đưa chị vô dự bị nha. Em ơi, không ai ấy thì em cho lên xe. Phát bơm hả? Quên đó, quên coi số ký. Phát bơm này bự. 55-62 chị, 50kg hơi rộng. Vi ma 85 có người chốt rồi. Rồi gắm bơm em 100 luôn á chị ơi, 50-60kg bằng vừa nè, gắm bơm 100. Gắm bơm 100 mọi người nha. Ai lấy gắm bơm mình gắm bơm. Rồi để coi có lòi ra không nha. Bộ đỏ trên đùi em lúc nãy nè. Sao em bán dễ quá mà bơm nhiều không chị? Cái này nó dồn lâu ngày. Có nghe chị TP Trần có. Rồi mấy chị có bự nha. Rồi mấy chị gắm em 100.000 nè. Áo phát 100.000 mấy chị. Không chị cũng như nó. À bộ trên đùi em á chị. Bộ trên đùi em là cái này nằm bên đây chị. Cái này không phải bên thằng bơm. Gắm bơm 100.000 chị Hồng Trâm nè. Bộ này tay dài chị. Nãy em gúp bên đây nè. 65-67 lại vừa, 65 nó lại vừa nè chị đẹp nha. Đó, cái có sự thịt hả chồng em mới đem qua ổng đâu rồi thi. Rồi chị cái bộ này tay dài này 130 chị ơi. 65 lại vừa 130, bộ này là chị yêu bạn vừa nè. Rồi tay dài 130.000 nha chị ơi, 65 lại vừa 130. Rồi chị Lê Như như cái gì đúng nội nha, bộ đang mặc trong người hả chị có. Có nè chị ơi, có đó. Rồi mọi người nghe quá chị gần hết rồi, đợi em xíu với chị nha. Rồi cổ sen mọi người nha. Ồ đẹp chưa. Rồi combo đi. Có chị, cái nãy là em tặng đó.
Có nghĩa là bình thường mọi người ha, mấy chị mua kem body là mấy chị 95.000 kích trắng 35 là 130 đúng không? Mà em lỡ xui rồi. Em xui em bị người ta ăn cắp hai cái chai kem chai kích trắng rồi nên em thả xui luôn. Là em còn 9 chai kích trắng em mới tặng cho mọi người là 9 bộ kem là với giá 100.000 là gồm một hũ kem và một kích trắng nha mọi người nha. Đó. Rồi. Ok nè, phát bơm chăm cho chị Lê Khanh nè. Rồi, cục vàng lấy chốt mọi nha. Có bự hả chị Phan, đợi em xíu chị, giờ phải hồi có người lấy mới được chị ơi. Tại vì nó nằm trong thùng. Rồi mọi người nghe mấy chị, chứ mã đỏ bơm chăm luôn mấy chị nha. 65 là vừa mấy chị, đỏ bơm 100.000 đỏ bơm. Đó. Ôi ơi mấy chị đẹp chưa, con bò nè, xuất sắc bò. Rồi. Đó. Diễm My ơi, hiện tại là kem body bây giờ em lấy là giá 95.000 bình thường nha. Nghe nghe mấy chị nha. Đó, kem body nè, Diễm My có mua không? Bây giờ là tại nãy là lúc nãy là chị xả bơm là có nghĩa là chị còn 9 chai kích trắng là tặng lúc đó mấy chị đúng không? Đỏ bơm chăm cho chị Võ Thị Trà My nè. Còn bây giờ là không còn tặng nữa mọi người nghe mấy chị hiểu không? Mấy chị nghe có nghe em nói không? Bây giờ mấy chị mua là kem body trở lại bình thường giá 95.000 em không bán hồi đó tới bây giờ. Ok không? Đó. Ok thì mình chốt nha. Cho chị hai body hai kích trắng em hết trơn rồi, nãy tặng hết trơn rồi. Lấy kích chế body không nghe, còn kích trắng để em đang đặt về chị. Qua nói lấy về mà quên rồi. Rồi mấy chị nghe, bòi mê mấy chị, bò bơm 85. 6 mua đổ lại vừa mọi người nha. 45 đổ lại mấy chị, 6 mua lại vừa. Rồi Diễm My ok lấy ngay baby nha. Rồi cho em mấy chị. Bò bơm 85.000 bò bơm. Lấy bò bơm chút bò bơm giùm em. Này gì đây. Rồi chị Trần Hồng Nhi cho số hỏi giùm em đi chị. Ok, bò bơm chị Ngọc Anh bò bơm. Bò đó hình như mình hết luôn phải không ta? Ồ ôi mấy chị áo sơ mi nè. Ok, vậy giờ nào kích trắng về lấy đi nghe cưng nha. Rồi mấy chị áo sơ mi nè. 65, 67 lại vừa mọi người nghe mấy chị. Ồ đẹp không? Sơ mi bơm 70.000. Sơ mi bơm 70.000 cái bộ bò đó nằm trong gạt đó vậy đi. Mời cây kệ cái bò đó ra coi. Rồi mấy chị cho em mã sơ mi bơm 70.000. Sơ mi bơm 70.000. Ai lấy cho em mã sơ mi bơm gần hết mọi người nghe mấy chị nè. Còn mấy cái này nè. Cho lên xe mấy chị ơi. Em có bệnh là sale tới nơi. Rồi mấy chị gái nghe, bọn bò nè. Nghe gõ số ký em mấy chị gái nghe. 30 ký đủ lại dừa. Bé 3, 4, 5 tuổi thôi mấy chị gái nghe. Nhớ em là 5 tuổi thôi nghe. Bò bé không à? Bò bên đâu? Bò mình gắt ở đâu mình kiếm bò coi. Rồi. Ừ. Rồi để coi coi chốt đơn khỏi điện ok chốt ly chương. Em coi thì nó coi coi cái bò nó đang chắc ở đâu. Rồi mấy chị. Ồ mấy chị dữ luôn á. Rồi mấy chị ai chốt mấy chị ha, con bò này em bò cam 35.000. Bò cam em mấy chị ơi, bơm cam 35.000 bơm cam. Rồi đập thổi mọi người nghe đẹp không? Rồi 25 kg lại vừa mọi người nghe nhận áo rồi Hương ok lắm, cảm ơn chị Nguyễn Phát ơi, Nguyễn Thịnh Phát ha. Rồi lập thể 35.000 luôn mấy chị ơi. Lập thể bơm 35.000, 25 kg lại vừa lập thể bơm 35.000 lập thể bơm. Mấy chị nhầm chị á. Bơm em là lý do mà ngồi biết sao không? Mấy bạn không chịu nghe số ký con vậy trơn. Ok, bò cam 35 chị Ngọc Anh nè. Đó. Bò cam hả chị? Em hết bò cam đó rồi. Mấy chị mới nghe độ tuổi của con mấy chị nữa, hàng tới mọi người kiểm tra nè, mấy chị không vừa nè, cái này là nói chung là không phải là bơm đó mà lo bé không vừa. Mấy chị không nghe số ký mà độ tuổi của con mấy chị dĩ trơn. Đó, rồi mọi người cứ nói là con mấy chị gòm anh em nó không vừa rồi, mấy chị hiểu không? Nó đã cái này em bán độ tuổi có bao nhiêu? 5 tuổi đổ lại mà tưởng đâu sao tới con mấy chị. 8 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi. Mà trong khi đó em không biết sao con có mọi người 8 tuổi mà có 20 ký. Bạn không vừa lý do mọi người biết sao không? Một cái em bé 9 tuổi và một em bé 5 tuổi, hai cái khung xương nó khác nhau. Mọi người hiểu không? Mấy chị hiểu ý em nói không? Đó, chứ không phải như người lớn mình độ tuổi thì nó chung chung với nhau rồi. Còn em bé mọi người nghe mỗi đứa nó sẽ khai khác nhau, mọi người hiểu không? Rồi mấy chị. 35 kg là vừa nè. Rồi, cái này là gì? Chị Phạm Thị Hoa lấy hộ này phải không? Ok, Phạm Thị Hoa nè, Hoa nè. Ok, vậy giao quy rõ nha. Rồi mấy chị chế mã con chuột 50.000. 35 kg lại dừa. Bé 4, 5, 6 tuổi mọi người nghe. 6 tuổi là cao nhất với chị hiểu không?
6 tuổi là cao nhất giùm em. Rồi mấy chị ơi, cái mã con chuột này, mấy chị chuột hồng 50.000 em nha. Chuột hồng 50.000, chuột hồng. Chuột hồng 50.000, bán loại bé là ít lắm mấy chị nha, nhưng mà tại ham, cực dữ lắm. Rồi mấy chị ơi, con mèo 50.000 mèo luôn nè. 35 kg đó lại mọi người nghe, bé nè. 3, 4, 5 tuổi. 3, 4, 5 tuổi đủ loại mọi người nghe, nó cỡ con em đó. Nói chung là cỡ Mina, Miju em đó mấy chị nha, đúng không? Nói mấy chị, mèo bơm 50.000 con mèo bơm. Rồi chị giỏi thì là mi nè, ok, chuột bơm 50.000. Vàng 35 là cái gì ta? Bộ là thể hả chị? Để em coi còn không. Rồi mấy chị gái nha, đẹp không? Mấy chị xanh mèo bơm 50.000 luôn. Đẹp lắm, con em bạn đẹp cực kỳ mọi người nghe, bạn nó sạch sẽ mà nó mát mẻ mọi người nghe. Ờ con đó đó mẹ. Ừ. Rồi xanh bơm 50.000, xanh bơm. Ừ. Rồi mấy chị nghe, bộ con đẹp tí ghê nè. Con này xanh nha. Chưa, con bò nó chưa bán. Cảm ơn chị Tinh Trần. Rồi mấy chị ơi, 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe. Con nhập giùm em mấy chị. Con này 85.000 nha. Chị nào lấy bộ này cho má ton giùm em, 85.000 mà nó ton. Con 85.000 mới cục vàng thôi. Ok, xanh 50.000 mẹ ship đó cho chị Phạm Thị Khoa. Rồi mấy chị gái nha, dập ly 60 đấu lại vừa mọi người nghe. Ai lấy comment mã dập ly giùm em nè. Dập ly 125.000. 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe mấy chị, đẹp không? Ok, con mèo bơm mấy chị Nguyễn Phương 50.000. Đồ con em nó khoái quá trời. Cảm ơn Yến Nhi nha. Con chị nó cũng bận hết vốn của chị luôn. Rồi 50-60 kg lại giờ mọi người nghe. Cho em mã số 8 mấy chị ơi, 125.000 nha. Dập ly mấy chị yêu nha. Dập ly mấy chị, 125.000 mã dập ly giùm em. Chị yêu lấy dập ly, comment dập ly. À quên nữa, lên bộ này mấy chị. Đâu rồi, bà Tư Hồ chắc đi ngủ rồi. Bà Tư Hồ bà ngủ rồi. Quần đen em đâu? Quần đen có quần ô mì á nghe cưng. Rồi mấy chị gái nha. Cái này là dãy lụa anh gồi em nè mấy chị. Ton 85 là chị Hương Khoan. Trời ơi, bộ ton nó đẹp dữ lắm nè chị Hương Khoan ơi. Rồi bộ này mấy chị nghe em xem mọi người là đeo theo bơm cái bộ nãy đó, 101 luôn mọi người nha, đẹp lắm. Bộ này em Hương bán 135.000 mấy chị nghe, tại em nhập là gần 120 á. Thiệt. Xem mọi người 101. Vậy là lấy bộ này cho mã xanh biển mọi người nha. 50 đổ lên mấy chị, 65 lại mấy chị bạn nè giùm em, mấy chị chắc lụa manh gồ. Nó tay vậy nè mấy chị, dễ thương vô lắm. Em bạn là mấy chị chảy nước miếng mọi người nha. Rồi, con 85.000 hết mọi người nha. Chị nào lấy chơi mấy chị xanh biển giùm em, 85.000 xanh biển. Rồi, xanh đậu giùm em mọi người nha. Xanh đậu giùm em, 85, à, lộn, mô phạt 101 mấy chị ơi. Em sorry mọi người nghe, bộ này 101 nha, bán 85.000 là chắc văng luôn quá mấy chị. Rồi xanh đậu em 110.000 mấy chị yêu nha. À lấy xanh đậu em nè. Đẹp dữ lắm mọi người nghe, siêu đẹp luôn mấy chị. Đó, xanh đậu em 101 xanh đậu. 50 đổ lên, 65 lại mấy chị bạn đẹp em nha. Rồi xanh đen em luôn. Trời ơi, cái lô này mà xem mọi người có 101 mấy chị, đẹp lắm luôn. Rồi lấy comment mango. Mango mấy chị gái nha. Kèm màu em nè. Xanh đen 110.000 mã xanh đen. À lấy xanh đen, cái xanh đen giùm em. Rồi trắng luôn mấy chị. Ôi ôi nó đẹp gì đâu luôn mọi người ơi, xuất sắc đẹp. Rồi ở quên nói chị nào kêu em lên đồ đăng mặc phải không? Còn nó không chấm bài đem lên cho. Rồi lấy comment mấy chị gái nghe. Trắng giùm em mấy chị, trắng đẹp cực kỳ. Trắng giùm em nghe. Pyjama sang ghép hả? Xanh biển 101 cho chị Linh Mai. Ok, đẹp lắm chị. Xanh biển 101. Ôi xin mời còn không? Ok. Xanh biển 101 chị Hiền Quỳnh cho số hỏi em đi chị. Hương Phan hả? Ok, đợi em xíu. Rồi cục vàng lấy chút màu mọi người nha. 110.000 mấy chị ơi, đẹp quá nè. Vàng luôn mấy chị. Chơi luôn, vàng 110.000 vàng. Ok chị, xíu em lên cho bộ đăng mạc đẹp lắm. Rồi vàng, lấy vàng comment vàng. Vàng 110.000 mã vàng mấy chị. Trời ơi, đem cái bộ này để của chị Hương Ngọc Hương nè. Em lột ra đi chút xíu trả cho chị Hương đi. Em bận bộ này lên cho mấy chị coi. Cho mấy bà chảy nước miếng nè. Bữa nay chơi mà ở trong là xanh đột chuối hy vọng nè. Hy vọng xả bơm cho nó hết, đừng gặp bơm nữa. Đây mọi người nghe em bận cho mấy chị coi nè. Rồi, đồ đăng lên bao nhiêu ký để em bận cho coi.
ở quần ra cái mấy bà ơi. Rồi đang mặc 65 nấu lại mấy chị bạn đẹp luôn á. Đây. Đây. Lộn anh gòn nha mọi người, cái mấy chị nè, form nè. Nhưng mà em bạn người thấy không? Không có gọng thề lè thờ lừ. Đây mấy chị yêu. Ở đây bạn dễ thương không? Ở trước cái đáy quần coi kỹ, bộ đang mặc lên không trước là sao? Là sao chị? Là sao cục vàng ơi? Là sao? Là sao? Rồi mấy chị ra lấy bộ đông mặt comment vàng giùm em nè. Rồi mấy chị nghe trắng trái tim 110.000 trắng. Trắng mọi người nghe. Đó mấy chị cái này là 65 nấu lại mấy chị thấy không? Em 53kg mặn vẫn được mọi người nghe. 53kg thì mặn vẫn phong rộng đó mấy chị hiểu không? Phong rộng nha mấy chị nghe. Ra lấy bộ chứ mã trái tim. Trái tim mọi người nghe. Trái tim ngục tù đó mấy cục vàng ơi. 101 nha mấy chị. Lụm anh gồ hồng giùm em nè. Chị nào thích màu hồng lụm màu hồng. Hồng giùm em mấy chị yêu nha, hồng. Rồi đỏ. Chị nào lấy đỏ chút đỏ giùm em mấy chị gái nha. 101 mấy chị yêu ơi, đỏ giùm em nè. Cục vàng lấy đỏ giùm em, đỏ mấy chị gái nha. Ủa mấy chị siêu đẹp luôn. Bạn nó mát chứ lắm mọi người nghe, bạn nói chung là nó thoải mái cực kỳ, em cũng có một bộ trống. Em cũng lấy một bộ trống mọi người, hai bộ luôn. Hình như là em lấy hai bộ tại em thích mấy cái kiểu gì nè mấy chị nghe, mà em thích bạn rộng, thích bạn rộng lắm, thích bạn ôm. Ok, đổi cho chị Trà My đỏ nè. Lấy mà không thấy bạc gì hết trơn, người ngang lính em nói gì đó. Rồi bộ gấm 62 lại mấy chị bạn đẹp, xe bơm 100.000 nè, tao nằm sau lưng nè. Rồi, gấm bơm 100.000, cái này bên cây nào nằm đây nữa chà. Bơm khui đấy hả? Rồi. Dạ chị Trong Đức từ từ tới. Rồi lấy chốt mọi người nghe mấy chị, gấm bơm em, 100.000 gấm bơm. Cái này có ai đây? Rồi mấy chị nghe bộ mịn. Bộ mịn mọi người nha. 40 đổ lên, 52 đổ lại mấy chị bạn đẹp em nè. Rồi mịn bơm sale luôn 100.000. Mịn bơm 100.000 mã mịn bơm mọi người nha. Vàng đang mặc ok cho chị Ngọc Hương vàng nè. Bên đó thôi. Đẹp lắm chị. Bộ này bạn dễ thương lắm. Chị Võ Trà My gấm bơm. Ok, gấm bơm 100 cho chị Trà My nè. Vô được rồi Hương ơi. Chị Dư Văn. Ok, chị Dư Văn. Chị Dư Văn vô gấm dự bị đi. Rồi mấy chị nghe tay dài mấy chị, 65 là vừa. Tay dài giùm em 130. 65kg là vừa mọi người nghe, tay dài 130. Bộ nãy giờ chị vô không được á chị. Rồi mấy chị 65kg là vừa, mấy chị nghe tay dài giùm em 130. Cúp điện hả? Mấy chị bộ bên gồ nè. Bộ quá trời người mua không được nữa mấy chị. Bộ này mấy chị em bán 150 mà em sale mọi người 130 thôi nè. 130 mọi người nghe, manh gồ quần dài. Form 60kg hoành lại mọi người nghe, mấy chị quần dài thế này nha. Ở đằng sau có cái dây chéo chéo mọi người nha. Rồi ai lấy màu này cái má trắng giùm em 130. Trắng 130.000 má trắng mấy chị ơi, trắng 130. Vàng 109 được không? Hết tiền rồi. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn chị, chơi luôn nghe cục vàng ơi. Rồi mấy chị, ồ mấy chị gấm đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi cái bộ gấm này size 3. Đẹp đó nha, 60, 65 cái bằng vừa. Ôi lộn, bộ tôn 105.000 mọi người nghe. 60, 65 cái bằng vừa chứ mã tôn, mấy chị nghe tôn cổ vuông nè. Rồi, 105.000, ai lấy comment mấy chị gái nghe, trời bộ trắng này đẹp lắm trời. Trắng 130, đây chị quần lót nè. Nhớ là trong cái live stream này mọi người nghe, mua 5 cái quần lót như thế này, em tặng mấy chị một cái quần. Là 6 cái 95.000, chỉ trong cái live stream này thôi mọi người nha. Tắt like là hết tặng mọi người nha, còn like là còn tặng, hết like là hết tặng nha mấy chị gái nha. Thì đưa chị cái kẹp thôi đi. Rồi ai lấy chốt mọi người nha. Đưa bịch kẹp lên xe thôi, tao nhớ tao sale hết rồi mà sao nằm nó quậy thi. Đưa nguyên bọc luôn, đưa nguyên bọc đây làm tao biết nè mấy chị nè. Chị nào nè mấy chị nghe có đơn, sẵn quăng vừa cho em Hương cho nó hết mọi người nghe mấy chị nè. Cái này là bữa em nhớ em chốt hết trơn rồi, mà đa số nha. Ok, quần lót chị Thu Trang vô chảy vô chị Thu Trang thôi, nó giờ quá trời luôn chị nè. Mọi người thấy không, một kiểu rất là im. 70kg có chị, 70kg bao nhiêu. Rồi mọi người nghe mấy chị hai kiểu. Mọi người nghe em sale ngày là cuối cùng luôn, không còn sale nữa rồi mấy chị nè. 3 kiểu 4 kiểu mọi người nghe, 5 kiểu. Ok, đợi em xíu chị. Rồi,
Chị yêu này có đơn nha mọi người, nghe có đơn em mới bấm yêu nè. Bán tặng với chị nè 15.000. Trời ơi không ai bán cái này mấy chị nghe. Đó em theo bơm tớ bơm lui gì mà nó còn đây mấy chị nghe. Rồi ai lấy cho em nè. Kẹp tặng 15. Còn em mã là kẹp 15. Kẹp 15 tô mì hết trơn. Ok chị Linh Mai quần lót. Quần hết trơn. Cho bộ kẹp coi. Như vậy. Rồi ok chị Linh Mai nha. Đó. Rồi ở lấy chốt mọi người nghe. Kẹp 15.000. Đó. Trời ơi mấy chị đừng có ấy nó ngay có đơn quăng vô nè. Ok chị. Đó. Thôi vậy khỏi giá đèn đó rồi. Ok kẹp 15 mi quỳnh ton 105 nè cho chị Nguyễn Bo. Rồi kẹp 15 cho chị Dũng Phương nè. Có đơn bỏ vô nè. Dũng Phương. Rồi chị Ngân Hoàng. Ngân Hoàng. Rồi quần lót 75kg không vừa. Ok chị lại giỏi có kẹp nè. Chị Thì Dương kẹp nè. Chị Gia Khánh kẹp nè. Rồi chị Trang Nguyễn Thị Ngọc kẹp nè. Ok chị Nguyễn Bo nha. Trung An Nguyễn kẹp nè. Cường Lê Tâm là ai ta. Kẹp nè. Rồi kẹp chị Dung Nguyễn kẹp nè. À, trắng mango, trắng mango 130. Trắng mango là gì ta? Ờ ok, chị Thu Lê 2 cây nè. Chị Lan Quỳnh. Rồi, sống khác. Rồi, chị nào có đơn là em bỏ vô nghe mấy chị không giữ đơn nha. Ok, chị Dư Văn nè. Rồi, chị Ngô Kim Phụng nè. Chị Nguyễn Bo, chị nào có quần áo là em bỏ vô mọi người nha. Rồi, chị Dương Hiếu. Ok Dương Hiếu nè. Rồi mọi người nghe em hết kẹp nha mấy chị nghe. Hết kẹp rồi đó. Hết chân đó mấy chị gái nha. Ừ. Rồi em hết kẹp mấy cục vàng nha. Cho lên xe bông hết nữa mấy chị nha. Đó, để cho nó trống luôn à quên nữa mấy chị nè. Rồi bây giờ nè mấy chị nghe. Tẩy lòng máy giặt em còn hết nè. Chị nào có đơn quăng vô luôn. Đây mấy chị. Không ai bán giá này hết trơn mọi người nha. 25.000. Kẹp gì 5 cây kẹp gì nè. Hết chân luôn rồi cưng ơi. Đây nè, 5 cây gì nè mấy chị nghe, có 15.000. Ờ à, mẹ, cây chưa tới được mấy ngàn đó. Ừ. Rồi mấy chị nghe, tẩy lòng mấy giặt mấy chị xem mọi người 25.000. Gì? Ừ. Tẩy lòng mấy giặt xem mọi người 25.000, tẩy lòng mấy giặt. Em muốn nước cái mấy chị. Rồi, ok, chị Nguyễn Ba nghe, rồi chị Thu Trang. Quần lót hả chị nè, chị còn quần lót bằng xu nè chị nghe, bữa nay nè, giờ này mấy chị mua nè. 4 cái tặng cái là 5 cái nè, 85.000. Đây. 4 cái tặng cái mấy chị gái nghe là 5 cái nè mấy chị gái nghe, quá đẹp luôn. Rồi mấy chị gái nè. Đây mấy chị nghe cái máy. Cái máy rửa mặt mà ngồi nghe siêu im nè em luôn. Em đá con mắt coi 2 4 6 còn 8 cái cái gì nè. Ừ. Vậy. Tẩy lòng máy giặt ok cho là giỏ. Rồi, chị tiếc nương, nói chung là chị nào có đơn quần áo mọi người nghe. Là em mới để kẹp nghe, còn chị nào không có đơn quần áo là không có để nha. Đó, ok chị Dương Hiếu nghe. Rồi, tẩy lòng máy giặt, ok chị Dung Nguyễn nè. Rồi mấy chị gái nè. Công dụng của thằng này mọi người nghe là rửa mặt. Còn công dụng của thằng này là kéo cái mặt mà nó nhận năng cơ nè, mấy chị rửa xong mấy chị năng cơ lên gì. Em không? Đây mấy chị. Rồi em còn mấy cái vừa bán vừa tặng luôn, ai lấy chốt 65.000. Em hết hàng là em không nhập nữa mà ngồi nghe, cái nào mà em mua sale rồi em sẽ bán hàng mới, em không bán nhập nữa nha. Không nghe, giờ này lên lấy đồ không được, Thí An, Kiều. 5 giờ lên cưng ơi. 5 giờ lên. Ok, chị Hoàng Ngân Hoàng. Rồi, rửa mặt cho Mi Quỳnh. Có quần đuổi ống rộng không? Có, để lên sale luôn. Quần đuổi ống rộng để em lên sale cho mọi người luôn. Quần còn ít quần. Đó. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Rửa mặt. Ok rửa mặt nè. Chị Trang Nguyễn Thị Trang. Rồi để chiều em coi coi chị nào mà đơn có đơn ấy thì em để kẹp cho mấy chị nha. Rồi rửa. Chị nào đi đơn là em gửi cho mọi người nghe. Còn chị nào gửi đơn là không có kẹp nghe em nói trước nữa chị nha. Ok 65 thì chị Trần Niệm 65 nè. Rồi chị nào lấy chó em mọi người nghe 65.000 mấy chị. Hết hàng đợt này là không có lấy nữa mọi người nha. Muốn mua không có. Mấy chị muốn mua em chỉ mọi người mua 135.000. Ok chị Nguyễn Thị Trà My nè.
mấy chị muốn mua là phải 100 mấy đó. Em Hương bán cho mọi người đó mấy chị, 65 ngàn là em cho nó chấm chấm cọi luôn mấy chị nha, chấm kệ luôn. Ừ, đây. Tải lòng mấy giặt cho chị Nguyễn Bo, tải lòng mấy giặt luôn nè. Ừ, mấy chị. Rồi, bộ pyjama. À, 40 đổ lên mọi người nha. 57 lại mấy chị bạn đẹp nè mấy chị, chứ em mã trắng sale 80 ngàn. 80 ngàn nha, em thấy đơn tới rồi đó chị Mỹ Ly ơi. Rồi, tải lòng mấy giặt chị Dư Văn ok. Không biết Thúy An không biết nữa nha, để chiều soạn mới biết nha coi bà nằm khúc nào. Rồi, bộ này 80 ngàn mọi người nha. Ok, Trang Nguyễn Ngọc gỡ đuôn khỏi gọi. Đồ em đi chưa, chắc đi rồi. Trắng 80 ngàn cho chị Như Khanh, nhớ comment giá tiền cục vàng ơi. Rồi mấy chị lập thể bơm nè, sao bơm bộ lập thể này hoài trời. Lập thể bơm 40 đổ lên, 55 lại vừa mọi người nghe, lập thể bơm 60 ngàn. Lập thể bơm ta 60 ngàn mấy chị, ô có bộ bi nữa. Bộ bi đây là còn đây bộ nè. Vậy hả, rồi đưa qua đi. Rồi trắng sai gì em, trắng sai chị bạn được đó chị, 57 đó lại là chị bạn được đó. 50-60 cái bằng giường rồi nghe, chứ mã vàng bơm 70 ngàn. Chị Mỹ Ly ơi, có đơn sao bà kêu gửi nhanh, em gửi bên thằng nhanh nha. Còn mấy đợt đơn đầu là gửi bưu điện không á nghe chị Mỹ Ly. Đó, mấy đơn đầu gửi bưu điện nha. Rồi trắng 80 em hết nha mấy chị nha. Tải lòng mấy giặt 25 ngàn cho chị Trần Niệm. Rồi cục vàng lấy chốt mọi người nghe, đẹp quá nè. Vàng 70 ngàn, đẹp quá. 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe. Vàng 70 mấy em, ai lấy vàng mấy em, vàng 70. Lập thể đùi 60. Vậy là lấy lập thể đùi của mình, lập thể đùi 60. Rồi vàng bơm 70 cho Liến Quỳnh. Vàng bơm hết trơn. Hết vàng bơm. Đâu có bộ con lửng đẹp nè. Rồi mấy chị nghe, 60 đổ lên nha, 65-67 lại dừa. Lập thể bơm 60, ok. Bé ngăn nè. Rồi mọi người nghe, 65-67 lại dừa. Mọi người nghe to nhập giùm em mấy chị. Bộ này 85 ngàn. 65-67 là vừa mọi người nghe, chứ mã to giùm em nè, 85 ngàn mã to. Vô lấy to gặp anh to mọi người nghe. To giùm em 85 ngàn to. To 85 ngàn mấy cục vàng thôi. Cắt bên kia đi. Chưa thấy ai gọi. Vậy hả? Rồi để nữa em kiểm tra cho. Rồi nghe gọi số, nghe số ký lụm chị yêu ơi. Chị hỏi là hết trơn rồi. Nghe số ký lụm nha. Rồi mấy chị 65 là vừa mọi người nghe, hoa đen giùm em nè. Con 85 thì chị Dư Văn, con đẹp lắm, con đẹp cực kỳ luôn. Rồi mấy chị ơi quá đẹp luôn, 65 lại vừa mấy chị gái nghe tiểu thơ, em bận vô mọi người chảy nước miếng liền. Rồi cho em mã hoa đen. Hoa đen vậy mấy chị gái nghe, hoa đen này xem mọi người 80 ngàn thôi. Con 65kg ha. Cái con đó đâu rồi. Rồi mấy chị yêu nha, đẹp nè. Gấm, cái lộn đùi. Ồ, đùi Quảng Châu mọi người nghe, 60 lại vừa. Con 85, hết rồi cục vàng ơi. Mấy chị 60 lại vừa mấy chị nha. Đùi thun, đùi thun xe cho mọi người luôn 60. Đùi thun 60 ngàn. Tên 85 hả. Hoa tay dài 80 ok Liến Bình. Rồi bộ to mấy chị ơi, to đẹp cực kỳ nữa nè. To này 50-60 kg bằng vừa. Mọi người nghe cái này to nhập không. Rồi có gì bà. Ok chị 70 kg cao nhiêu Nhi ơi, nói chung là độ em 70 kg cũng hiếm lắm nha. 50-60 kg bằng giờ mọi người nghe mấy chị. Tới mã ton hồng, ton hồng 85 ngàn mấy chị ơi, ton hồng 85 giùm em nè. Chị nào lấy ton hồng của em, ton hồng. Cái bộ hoa đẹp quá vậy. Rồi bộ hoa mấy chị gái nha, quần dài gỡ hàng chưa em. Rồi ok ton hồng 85 cho quanh yến nè. Rồi bộ này mấy chị nghe đẹp quá ha. 50 đổ lên, 57 đổ lại mấy chị bạn đẹp nè. Trời bông hoa này xuất sắc mọi người nha. Hoa này lụa mango, hoa này như bữa bán 115 cái gì không đây. Rồi xe bộ hoa này cho mấy chị là 95 ngàn. Quần dài luôn mọi người nghe, đẹp lắm. 56 lại vừa mọi người nghe, trái mã hoa. Cảm ơn giá tiền mọi người nghe. Kèm giá tiền em mấy chị 95 ngàn. Chị Vũ Tiết đi hàng rồi chị yêu ơi. Rồi chị lấy chốt bộ nó 95 ngàn giùm em. Rồi mấy chị ơi pyjama. Giờ không có rồi chị ơi. Rồi pyjama 65 nó lại vừa mấy chị nha. Đẹp không? Đùi. Rồi pyjama 65 cái lại vừa mấy chị yêu nha. Ai lấy bộ này chứ mắt. Xanh đùi. Xanh đùi sale cho mấy chị 75 ngàn xanh đùi. Đùi 75 ngàn mấy chị ha. Rồi bộ này sale nhỏ mọi người ơi. 40 đổ lên. 52, 53 lại mấy chị bạn đẹp em nè. Vàng.
Ồ, mấy chị đẹp vàng 95.000 vàng. Vàng 95.000 mọi người nha. 59 cao với 6 bơ. Không, bà bạn đẹp, bà bạn giãn nó không rộng rộng nghe, tôi bạn còn được. Tôi bạn còn được nó, nó. Rồi mấy chị, vàng 95 thì chị Thu Trang. Rồi 55 nó lại vừa mọi người, mấy chị đồng tiền. Ồ mấy chị chốt đẹp mấy chị thương. Rồi đồng tiền giùm em nè, tôn hồng hết rồi. Đồng tiền giùm em mấy chị 95.000 đồng tiền. Tôn hồng hết rồi chị Nguyễn ơi. Mấy chị dễ thương không cái bộ này. Đó, 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa. Gửi gọi nghe chị Vũ Tuyết ơi. Đồng tiền 95.000 cho chị Hoanh Niến. Ok, đồng tiền 95 cho chị Thu Trang, đồng tiền nó không còn. Xanh đùi cho chị Hoa Dại. Hoa nhớ chị Nguyễn Bo không vừa. Chị Nguyễn Bo không vừa. Em đọc có 56kg chị Nguyễn Bo ơi. Bởi mặt hả chị, 50 đổ lên, 65 đổ lại chị ơi. À, có đùi đó, có chị Hoa Dại. Rồi mọi người nghe đẹp không, mấy chị đẹp không? Hồng nghe mấy chị gái nha. Hồng này 101 mọi người nha. 65 là vừa, mọi người nghe hồng đậm 101 giùm em, lấy hồng đậm lên hồng đậm. Ồ, mấy chị đẹp quá. 55, 56 lại vừa. Lửng giùm em mọi người nghe đẹp quá. 40 đổ lên nha. 55 lại vừa mấy chị, chắc phải lửng vàng 95.000. Xem lại hoa ok, đưa 295 chị Quý Hằng coi. Xanh đùi em hết rồi chị Thu Minh rồi. Xanh đùi em hết rồi chị Trần ơi. Xanh đùi hết rồi cục vàng ơi. Cái đó mấy cái này kiểu như hàng bơm mấy chị. Bơm gọi em khui ra nó còn 1, 2 bộ vậy thôi chị, nó không có nhiều vậy đó. Rồi này chị bộ hoa nha, bộ hoa này 56kg thôi chị nha. 56, 57 lại nữa mấy chị bạn đẹp mấy chị nha, nó 95.000. Đẹp lắm, lụa này lụa manh gồ nghe chị Quý Hằng ơi. Lụa manh gồ giùm em chị. Trời ơi mấy chị bao đẹp ghê không. Rồi mấy chị 56 lại giùm em nè. Chế mã cốt sữa mọi người nghe cốt sữa. 45-56 cái bằng đẹp mọi người nghe cốt sữa em mấy chị. 95.000 cốt sữa đẹp quá. Hồng đậm 101 chị Linh Mai nè. Rồi cốt sữa 95.000 mấy chị gái nha. Đẹp quá. 295.000 chị Quý Hằng. Ok chị Quý Hằng. Đưa chị cây tôn coi thôi. Cho chị con tên đại đi. Ôi ôi bộ bi này sao mới dài bơm, bộ bi này hoài trời. Bộ bi này xui vậy ta. Cốt sữa 95 chị Thu Trang. Chị Trà My lấy 95 nào chị Trà My ơi. Mua cho mẹ em hoa giấy gì vậy hả? Rồi em bán cho ta, em tưởng là chị bạn không vừa. Cái đó 56kg đâu lợi à. Chị Quý Hằng vừa. Rồi bộ đồ này em xui quá mọi người nghe, xe bộ đồ này mấy chị 50.000 đi. Mọi người nhớ đi đi em luôn, đừng quay lợi nữa thiệt. Bộ đồ này bị bơm mấy bà làm gì. Bà nào bạn cuối cùng là chừng bị nổ nghe. Còn mấy xe thịt không còn. Mấy xe thịt lớn em xem 220 miễn ship mọi người nha. Còn mấy xe thịt nhỏ này 175. 175 chị ơi. Bên này chị tấm bé xài im lắm. Chị ơi cái tấm bé 85.000. Em thật sự mọi người nghe. Tóc con mọi người không có tóc gọi đi. Tóc phúng 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 luôn. Em cam đoan với chị là tóc phúng phúng nha. Tại vì con của em mấy chị nghe nó gọi. Nó coi hình nó hồi nhỏ, nó nói nè mẹ ơi bộ con hồi nhỏ là con trai hả, em mắc cười qua cái này mấy chị hoài mấy chị. Rồi ok đồ 50.000 chị Nhung Nguyễn, nhớ đừng bơm nữa nghe mấy chị nha. Nhớ đừng bơm nữa nghe mấy cục vàng ơi. Rồi chị Thu lên với chị dự bị nghe chị, hôm nay chị kia không nghe em qua đưa qua chị. Đây mấy chị nghe, xe thịt này là 175, còn xe thịt lớn là 220 miễn ship mà. Không biết chồng em để cái có xe thịt lớn ở đâu rồi nè. Ủa cái tôn đại đó là cái này hết đi. Ôi ơi mấy chị nè. Ở đây mọi người nghe cái bộ hoa sau lưng nữa mấy chị nghe, 65 đổ lại giùm em mấy chị nghe. Bộ này 130 nha, lụa manh gồ. Tấm gọi bé chị Quý Hoàng gọi đi chị im lắm. Ủa đùi xanh 50 em hết rồi chị Nhi Lan ơi. Rồi mấy chị 65 lại giờ mọi người nghe, sau lưng có hàng nút vậy nè. Rồi bộ này 130, lấy bộ này chứ mã đổi em 130 nghe, cái này có xe nhỏ mọi người ơi. Đổi 130. Trời ơi sao bộ này nó đi qua đây đợi đây đợi hoài vậy. Anh Thiện đâu thì lấy có lớn thì chị cái con thi ra. Rồi mấy chị 6 mỗi lại vừa. Tay dài mấy chị nghe, bơm 70.000 đi. Bữa bán 101, bơm tới bơm luôn qua bơm bán 80, giờ bán 70 luôn nè. Mấy chị mắc cười em không? Tay dài bơm 70.000. Dài bơm 70 lấy mình dài bơm 70 giùm em. Rồi mấy chị nghe con nè. Con này đẹp mọi người nghe. 65, 67 lại vừa. Đó, lên bộ vàng
lấy bộ vàng, bộ vàng ha, bộ vàng lửng nha. Ok, tôm bơm bị ế lộn, bộ tay dài bơm cho quanh yến 70.000. Rồi mấy chị, 65-67 là vừa đó chị nghe, chứ mã sọc này mấy chị, sọc tôm 85.000. Sọc tôm 85.000. Sọc tôm 85.000 mọi người nghe, dài bơm hết rồi mấy chị ơi, có một cái một mà đâu bơm hoài này ai nè. Trời ơi, bộ này ngày qua dành với ba này cha ơi, rồi không nghe máy mấy chị. Rồi bộ này mấy chị nghe, đằng sau có dây kéo mọi người nghe mấy chị dễ thương lắm. Đây mấy chị. À, 50-60 kg lại mấy chị bạn đẹp nghe mấy chị nghe, dễ thương không mấy chị, kiểu như công khở sở gì đó. Rồi 100.000. 100.000. Dây bò là gì vậy? Ok, chị Hiền Quỳnh lấy bộ đang mặc với xanh đậu. Ok, cục vàng. Rồi bộ này 100.000 mọi người nghe, lấy bộ này chứ mà rút 100.000 thiêu mấy chị đẹp không? Sao dây kéo mọi người nghe, rút 100.000 rút. Rồi ok, chị Nguyễn Thắm cho thịnh 175. Đúng rồi mẹ, chính xác. Ồ, công nhận già càng, càng già càng cay ha. Rồi giải ca cô lăng hả chị? Không, cái đó là nó dạng như mà giải quét á, đẹp hơn ca cô lăng nữa. Rồi cho em xem coi ha, để lính em đi lấy rồi. Rồi mấy chị nghe, Latin đùi nè, Latin đùi 70.000. Ôi ôi, dành chi mà không nghe máy cha. Nó bơm ngày qua mấy chị, bộ này mới bán 105 rồi nha, 70.000. Là của em ba bộ nha, chị Hiền Quỳnh là bán cái gì mà ba bộ? Xanh biển. À, nãy chị lấy xanh biển. Chị Hiền Quỳnh đã lấy xanh biển rồi, à rồi ok. Sọc con 85, chị Trúc Thanh cho số hội em nha. Rút bơm 100 ok, quanh yến. Rồi bộ này mấy chị 70.000 nè. 70.000 cho chị Khôi Quỷ Kiểu Quỳnh, ok chị yêu nè. Nào bán 9 nè. Nè. À, có đâu 70 đó cưng, bỏ đâu 70 à. Rồi mấy chị, có dây thịt 220 miễn ship nha. Chị nào lấy chó em mọi người nghe mấy chị, ở trên bằng inox hết cho mọi người nghe. Mấy chị có thấy người ta bán rẻ đó. Yeah. Là có loại khác đó mọi người nghe. Đó. Bộ này là của ai, Quỳnh Yến hả? Ờ, Quỳnh Yến 70.000. Ừ. Mẹ đưa cái bộ vàng đó cho mẹ. Rồi mấy chị, cái size là lớn nha, 220 miễn ship bằng inox đó chị ơi. Bằng inox giùm em nha, 220 miễn ship á. Có à, chị gì đó em bộ đang mặc với xanh đậu. Rồi chị gì nè, lấy cái bộ tôm 85 chút thanh cho số hỏi đi chị. Rồi lên đồ đăng hình ok, đây là chị 55-56 là vừa nghe mấy chị gái nha. Ở chục ngàn là này đúng không? Ừ. Ừ. Nhà bảo toàn nhà có người lấy không? Không thấy đi, không thấy đi bảo toàn nha. Chưa cho số ngợi. Ok, Trúc Thanh lấy cái này nè. Có bảo bình không là gì? Anh bắt địa chị khỏi gọi nha. Ok. Rồi mấy chị, ai lấy bộ này chốt mọi người nghe, đẹp quá nè. Đó, bộ này 95.000. Ừ. Rồi bộ heo mọi người nghe thương mấy chị. 50-60 kg bằng dừa, heo lửng mọi người nghe, heo lửng 85.000 heo. Heo 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 mọi người nghe. Chị Quang Lê cho coi cái thịt lớn hay nhỏ chị. Đây chị, nhỏ là 175. Đây cái này là 175. Còn lớn là 220 mọi người nha mấy chị. Em là miếng môi ga quá. Em là miếng môi ga quá, cục vàng đây nè. Đó mấy chị xài em nó bị nóc hết nha. Vàng 95 cho chị Dương Thị Hồng, lần sau khỏi cho số chị. Mua hàng hoài khỏi cho số nữa, đúng không? Mua hàng rồi khỏi cho số nữa. Rồi Tiểu Thư mấy chị gái nghe, Tiểu Thư này có sai nhiêu? 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa mấy chị gái nha. Ừ, mấy chị lửng luôn. Rồi xem bộ này cho mấy chị ai đó, cho nên là trắng. Trắng sọc 75.000. 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa mọi người nghe, trắng sọc 75.000 giùm em. À không chị, không có bảo hành nha chị ơi. Mình xài trong vòng tuần. Có hư hao gì bên em loại là cái mới mọi người nghe, em bao mấy chị. Khi mà em giao mọi người là em đã thử ở nhà hết trơn mọi người nghe. Hàng tới mấy chị vẫn thủ lợi. Mấy chị xài trong vòng một tuần đó. Nhớ giùm em là khi mà mình nhắn mấy chị nghe, mình nhắn một cái rồi mình ngưng, nhắn cái ngưng. Mọi người nghe, mấy thịt này không phải như cái máy xay sinh tố của người ta mà mấy chị xay hoài gì là không được. Mọi người nghe, nhắn 1-2-3 ngưng, 1-2-3 ngưng, 1-2-3 ngưng, đúng không? Rồi vàng ta chốt luôn rồi chị Nguyễn Boy. Rồi mấy chị nghe cánh dơ. Mấy chị cánh dơ đẹp lắm nè. Cánh dơ này mấy chị gái nghe. Đó đây, 50 đổ lên mấy chị. À, 62, 63 lại vừa nghe mấy chị nha.
Ờ chị nào mà cao 65kg mà cao mấy 6 mới vừa nè. Rồi bảo nãy lấy chỗ em xem 115.000. Xanh giùm em 115.000 xanh. Ok, tiểu thơ nó đọc nhiều quên. Không khác không cần mình giá tiền. Rồi từ từ chị, em sale cho nó hết khúc này đó chị ơi. Ồ ô này tiểu thơ này còn đẹp nữa nè. Rồi bộ này 65 lại vừa, tiểu thơ nó đọc nhiều quên rồi. Cần mình giá tiền nghe mấy cục vàng nha. Rồi xanh đen giùm em 95.000 nè. 65 nó lại vừa mấy chị ơi. Xanh đen em mấy chị 95 mấy chị ơi, em đọc em còn quên giá tiền nữa mà mọi người nghe nhớ comment giá tiền theo cái comment của mình. Rồi xanh đen em 95.000 nè. 65 cái lại vừa xanh đen 95.000 kiểu thơ quần lửng mọi người nha. Hàng bơm nhiều, từ từ lên. Rồi. Ok, xanh đen 95 nè. Cho chị giỏi thị Trà My nè. Rồi xanh 115 như chị TV Trần nè. Rồi mấy chị ơi đen đẹp nha mấy chị nha. Ôi 55 đổ lên 62 63 lại vừa. Mấy chị đẹp không? Rồi. Cho em mã đen mọi người nghe đen 75.000 đen nè. 55 đổ lên mọi người nghe 62 63 lại vừa mấy chị. Đen em 75.000. Đen 75.000. Rồi, xanh đen 95.000 hết rồi. Đâu đưa bộ xanh đây xem. Bộ xanh này nè. Rồi nè chị. Đây chị, xanh nè chị. Nè, bộ 115.000 nè chị. Xanh đen 95 hết rồi. Ngồi trước mình còn cái đó không thôi. Tiểu thơ em không nhớ, hình như đọc 75.000 đó Thi ơi. Ghi 75.000 vô Thi ơi. Nè chị, 115.000 là kiểu này nè. Đẹp lắm. Đó, cái này bởi em bán 135.000 nè. Ở đâu mà nằm trong bơm nè chị. Bơm khu ga này là chắc phải Latin nha, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Cái loại 95.000 đó Thi. Cái này là gì đây? Tàu ổ mấy chị, cái bộ đẹp lắm. Nó cái bill nè, bill trong mọc nè. Ôi ôi mấy chị nghe bộ dây nè. Mọi người bấy giờ comment giá tiền. Rồi bộ dây này 60kg lại vừa mọi người nghe, đẹp quá ha. Mấy chị cái mã beo 75.000. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe. Beo em 75.000 mã beo. Beo 75.000 beo em. Cái xanh, cái xanh đâu hương 115 đó, xanh đó chị. Xanh đó chị yêu. Rồi mọi người nghe 50-60kg bằng vừa. Ok, beo 75 nè, cho chị Văn Lê beo nè. Rồi mấy chị, 50-60kg bằng vừa, mọi người nghe ngố 70.000. Gì hả? Ở đâu? Rồi 50-60kg bằng vừa mọi người nghe. Ngố 70.000 em, ai lấy ngố comment ngố mọi người nghe. Cái này xe lớn không có gì thầy. Rồi mấy chị nghe tiểu thơ là đẹp lắm nè. 55-65 cái bằng vừa mọi người nghe, hồng 95.000 hồng giùm em nè. Đẹp lắm mấy chị. Ủa cái vải đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà dạng cái quần này không phải là quần ngắn quá mọi người nghe, mấy chị bận tới đây nè. Bởi vì nhìn dễ thương á. Rồi lấy hồng chút hồng mọi người nha. Hồng giùm em mấy chị. Hồng 95.000 mã hồng. Chị này lấy hồng comment hồng giùm em nè. Quần đùi áo dây ha, ok. Rồi chị Nguyễn Giỏi thì Trà My lấy màu gì chị, hồng hay gì? Này hình như là còn size bự không có gì á. Xanh 115 bộ đầu tiên nha, là sao chị? Chị chứ có bộ nãy giờ em like chỉ duy nhất có bộ đồ đó là 115.000 đó chị TV Trần ơi. Chị coi giùm em ơi chị gái nha. Nãy giờ đó có bộ nào xanh 115 đâu có một bộ mà. Không bộ mấy chị coi. Mấy chị Ngọc Anh nè, đưa lại cho chị coi coi chị. Nãy giờ duy nhất chỉ có bộ này là 115.000 à chị ơi. Em like có một bộ này à, nghe chị TP Trần nè, chị coi kỹ làm em nghe cục vàng ơi. Rồi mấy chị gái nghe, nói chị Trà My comment màu gì. Đây, nói em còn hồng nha. Hồng 95.000 mã hồng. Đỏ giùm em luôn mấy chị. Đó, hình như là cái này em không còn xe nhỏ hay còn xe bự cơ mà. 55-65 cái bằng dừa. Dừa nghe chị Hoàng Ngân Hoàng nè. Rồi đỏ em mấy chị ơi, 95.000 mã đỏ. Đẹp lắm mấy chị, tưởng hơn đẹp cực kỳ luôn. Rồi, xanh ngọc giùm em luôn mấy chị ha. 55 đổ lên, 65 đổ lại mấy chị bạn đẹp giùm em nè. 95.000 mã xanh ngọc. Ai lấy xanh ngọc, con xanh ngọc. Chị TV Trần ơi, em dạch lần này nó là 4 lần nha chị. Coi kỹ giùm em nha chị yêu nha. Hồng 95.000 nè, cho chị Như Nguyễn Trường Báo. Chị làm gì tội nghiệp em, hiểu không? Chị coi vậy là tội nghiệp em, mất thời gian của em á chị. Em dạch lần này nó là 4 lần rồi đó chị yêu ơi. Nè chị coi kỹ giùm em nghe cục vàng ơi.
Chị Nguyễn Thị Trà My hả? Em hết hồng rồi chị Trà My ơi, chị phải comment màu trước giùm em nghe chị Trà My ơi. Nè chị VV Trần ơi, coi kỹ giùm em cái cục vàng. Em giặt lần này nó 4 lần đó chị, tội nghiệp em. Nó làm gì cái chị mất thời gian, cái em bán được đó chị nghe, tội nghiệp em nha. Rồi nè chị, nãy giờ em với lên có một bộ này là 115 ngàn thôi chị ơi. Đâu có bộ nào 115 ngàn đâu mà chị comment bộ đầu tiên. Ừ, nãy giờ em la lên nhiêu là hết trơn nhiêu rồi. Rồi nè mẹ. Ok không chị? Ok thì em bỏ bill, không ấy thì em bỏ ra nha. Rồi mấy chị, xanh ngọc em 95 ngàn. Vậy là lá xanh ngọc, comment mã xanh ngọc. Hồng, đỏ, xanh ngọc 95 ngàn mấy chị nghe đẹp lắm. Rồi xanh biển. Ok, xanh ngọc cho sống khác xanh ngọc nè. Rồi mấy chị xanh biển giùm em nè. Trời ơi mấy chị biển đẹp ghê luôn. Rồi 65 cái là dùm rồi nha. Ai lấy comment xanh biển giùm em. Xanh biển mấy chị ơi. Đó, 95 ngàn nè mấy chị nghe, xanh biển. Cái này hình như xách xe nhỏ phải không thầy? Xe nhỏ chị coi bao bỏ ngoài coi còn mấy bự luôn, bự luôn. Chị thấy bự luôn à. Chị là cái này nó hết xe nhỏ rồi, cục vàng ơi còn bự không à. Ê cô có lấy bộ đồ nào? Dạ có lấy mẹ. Ok, xanh biển này cho chị Yến Nhi, xanh biển nè. Rồi mấy cục vàng ơi, sớm giờ lên ngố 3D chưa em? Nè chị ngố 3D mới cầm bộ nè, mẹ đưa bộ ngố cho chị coi mẹ. Nè chị vị trí nhân rõ ơi, bộ ngố là 70 ngàn nè chị. Lấy trước bộ này đi rồi từ từ em moi lên nữa. Đó chị, bộ ngố 3D được không chị? Lấy bộ này cho em 70 ngàn nè chị, 70 ngàn. Rồi mấy chị nghe đỏ tươi 55 đổ lên, 65 này vừa đỏ tư giùm em, 95 ngàn đỏ tư. Đỏ tư 95, đỏ đô 95 mọi người nha. Rồi xanh ngọc, xanh biển. Rồi em còn biển này mấy chị nghe, còn biển chữ nghe cho Hoài Nhi ơi, biển kia hết rồi. Rồi 55 đổ lên, 65 này vừa. Ok, ngó 70 ngàn nè cho chị quỵ chiến nhân võ nè. Rồi mấy chị ơi, biển chữ giùm em nha. 55 đổ lên mấy chị, 65 đổ lại vừa mấy chị yêu nghe chứ không phải biển chữ. Biển chữ giùm em mấy cục vàng ơi, biển chữ. Chín mươi lăm ngàn bộ ngọn nghe tuổi thơ. Chị Hà Châu, chị Hà Châu đợt này hả chị? Bưu điện, bưu điện nghe chị yêu ơi. Rồi cái mã vàng chữ luôn, 55-65 cái bằng giường ngọn nghe vàng chữ. 95 ngàn mã vàng chữ, lấy vàng chữ cho vàng chữ này nãy bán như 75 hả? Để chị xem chữ này luôn coi. Rồi mọi người nghe con nhập 65, 67 là vừa, sọc xanh 95 ngàn. Ok, nhường cái hồng cho chị gõ thì Trà My thi ơi. Của chị Như Nguyễn Nhân Bảo, bỏ qua chị Như Nguyễn Trà My, Nguyễn Trà Thị Trà My. Rồi sọc xanh giùm em mọi người nghe 95 ngàn. 65 là vừa người nghe, 55 đổ lên, 65 là vừa, sọc xanh giùm em. Con nhập chị gái nghe 95 ngàn, sọc xanh, sọc hồng, sọc đỏ, xanh hồng đỏ. Rồi mấy chị nha, cam dâu đó. Rồi lấy bên mấy chị ơi, ton giùm em nè, 95 ngàn kèm màu mọi người nghe. Ton này ton nhập á mấy chị nha đó, ton này có size mấy chị nha, bạn siêu im luôn. Rồi cục vàng lấy chút màu mọi người nghe, 95 ngàn. Ton có size 60 kg không hả chị, đem coi. Ủa gì kỳ vậy? Nè cái gì 60 kg hả chị? Em coi coi. Rồi như vậy là gì hả chị? Chị Văn Lê ơi, vậy là 60 kg em còn màu hồng nè. Em còn màu hồng chị, màu hồng với màu cam. Chị 60 kg là bạn size này là chị, màu hồng màu cam. 60 kg cao nhiêu? Chị Văn Lê 60 kg bên 58. Chị, coi lại cho bạn này được rồi. 62, 63 lại là cho bạn size này nè chị. 60 kg là bạn này nè chị, màu xanh nè. Màu đỏ, màu hồng. Xanh đỏ hồng giùm em nghe chị gái nha. Rồi lẫm liền cục vàng ơi, sau lưng lấy gì nữa nè. Đợi em đăng, đợi em bây giờ em lên cho mấy chị nè. Rồi em lên cái này coi sao tặng luôn nha mấy chị. Thụ hoa đẹp không mà thi vừa vừa chị yêu ơi. Rồi beo nè mấy chị nghe, cái beo này vải lụa đẹp lắm thiệt.
Em sao cho mọi người 75.000. Rồi beo đỏ em mấy chị gái nghe, 75.000 beo đỏ. Cái này là phải gọi là lụa mango luôn mấy chị nghe. 50 tới 60 cái mấy chị bạn đẹp. Beo đỏ. Rồi, lên màu tone lại hả? Ok, đưa cho chị hoa dài coi coi. Chị hoa dài. Dừa, đỏ, hồng, nãy chị hoa dài bữa có mua rồi. Rồi, cam dâu. Xanh. Còn 4 màu cho hoa dại ơi. Ừ. Cam ton coi lại đây chị, cam nè. Con này con nhập mấy chị bạn nó ít có giúp lắm. Đây mấy chị. Rồi cái này là 95.000 nha mấy chị yêu nha. 95.000 một bộ mấy mấy chị ơi. Xuất sắc, xuất sắc. Xung xăng, xung vẻ. Rồi, ok. Cam dâu chịu hai dại cam dâu. Trời ơi, mấy chị. Rồi, cam, em hết cam. Em hết cam. Đỏ này hả? Đỏ là 67kg cao nhiêu? Có cái bộ... Đỏ 67kg không vừa nghe chị Minh Đạt nha. Trời ơi mấy chị đẹp quá. Cái form này là siêu đẹp mọi người nha. Có đồ cánh tiên 65kg không? Lấy em 3 bộ 65kg và cao nhiêu? Chị Hoàng Nhi ơi 65kg và cao nhiêu? Rồi bộ này mấy chị nha. Cái bộ này chị nào mà 60kg á. Giữa anh không có cam. Chị ơi em còn hồng nè. Đỏ. Xanh. Tại này bữa em bán hết rồi chị. Còn rất là có mấy bộ rồi chị yêu ơi. Rồi bây giờ bộ này mấy chị gái nha. Đây. Vải là em bao mấy chị đẹp nha. Bạn không đẹp hơn trả tiền cho. Chị gửi chưa tính mua thêm là sao dài cho em không hiểu. Chị đơn mà bên em nè. Ví dụ như là khách kêu là gửi luôn khỏi gọi là bên em gửi rồi. Rồi kêu khỏi gọi là gửi rồi. Còn chị nào gọi rồi đã gửi rồi. Chị nào nhắn tin rồi đã gửi rồi nha mọi người nha. Vậy đó. Rồi mọi người nghe dây nè. Ok, Trúc Thanh nè, lấy cái tên xanh nè. Nguyễn Dung nha. Bình Dương phải không? Nguyễn Dung đó là đó, Đặng Dung đó. Phải không? Ngọc Dung hả? Ok, Nguyễn Dung hả? Ừ. Lên cây nhí quần dài hả? Em không biết nhí quần dài nằm đâu nè chị, để em coi coi. Rồi, bộ này sale nhanh sale lẹ cho mọi người nghe. Ai lấy chốt nha, bà nào mua được thì vô mánh mua không được thì thôi, nghe. 45 đủ lên mấy chị nha. 60 đủ lại mấy chị bạn đẹp nhé. Em là chị nào 60 là phải cam hết 6 nha. Không thì 58 lại mấy chị bạn vừa nha. Cái lụa này em bao mấy chị đẹp luôn. Rồi xe cho mọi người mấy chị 65.000. Ai lấy cho em nè. Hoa biển 65 hoa biển. Hoa đậu. Hoa biển hoa đậu mọi người nha. Đây mấy chị hoa đậu. Hoa hồng dâu. Hoa hồng đậm. Rồi bộ em cầm vừa không lấy cho em. Bạn như ký nghe số ký giùm em. Sale mọi người 65.000. Nhận gọi ghiền. Thiệt. Cái giải bảo đảm mọi người nghe đẹp. Đẹp văn khối luôn. Đẹp mà văn khối ra ngoài luôn mọi người biết khỏi nào không. Giải đẹp dữ lắm luôn mọi người nha. Đó, cầm mà nó mệnh mọi người coi nè. Không nhăn, không giúp, không đổ lông á chị gái nghe. Không xù lá, sale 65.000. Ừ, mấy chị. Rồi xanh đậu đậm. Xanh đậu đậm mọi người nghe. Đồ đang mặc 65kg đó chị. 60kg vừa, cho hoa dạy mình yên vừa. 50kg hơi rộng. Bộ này 50kg kiểu như bạn rộng rộng ở nhà đó chị. Gì nè. Rồi. Bông xanh một bộ. Hoa biển, hoa đậu. Đậu. Hoa biển, hoa đậu. Ok, hai bộ. Rồi, xanh đậu đậm nè. Cho chị Như Khanh. Rồi, lên lửng cánh tiên. Có lửng cánh tiên, đợi em xíu. Xanh đậu đậm 65.000 nè cho chị Vương Hiếu. Xanh đậu đậm 65 cho chị Mai Lê. Rồi hết xanh đậu đậm mọi người nha. Xanh lấy đậm chứ phải xanh đậu đậm chị ơi. Ai? Chị Mai Lê. Chị Mai Lê lấy hồng đậm hả? Ừ. Lấy hồng đậm đi xanh đậu đậm cho chị. Rồi xanh đậu đậm cho chị quý vị trí nhân giỏi luôn rồi kìa. Rồi
ai lấy mà nghe hồng dâu giùm em nè. Chị quà chứ thằng giỏi lấy đủ mà để dành bán cho chị giải đẹp lắm. Ai mà lỡ nhà là lụm liền. Điện mua máy xay chị Hài giỏ đi vô thi. Thi, chị Hài Châu mua máy xay tốn. Đi gọi luôn rồi chị Hài Châu ơi. Rồi mấy chị chứ mà đúng nào nghe hồng dâu. Bộ đầu tiên, ok, bộ đầu tiên là xanh biển nè. Chị Thu Trang đủ màu, chị Thu Trang nãy là màu gì vậy Thi? Chị Thu Trang chưa có màu gì hết trơn á. Đây. Rồi, hoa biển với hồng dâu. Ok. Đây, hoa biển hồng dâu hai bộ cho chị Thi Văn Lê. Rồi, chị Quế Chí. Không, hai bộ đó mẹ, hai bộ của chị Thi Văn Lê là hai bộ đó. Chị đủ màu ha, chị Quế Chí giỏ còn bộ vàng. Ở đây 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 nè, đây nè mẹ. Đây một bộ nè. Chị Quế Chí nhân giỏ nè. Rồi là còn bộ vàng. Bông xanh là gì? Bà comment đầu tiên hả? Không, khúc nào lấy cho em bông xanh nó vậy. Ừ, hả? Em rồi đó. Đó chị rồi. Rồi xanh biển hồng dâu hết rồi, giờ còn bộ vàng. Em còn bộ vàng cuối cùng mọi người nha. Ok, chị Nguyễn Bo. Rồi em còn bộ vàng nè mấy chị, với lại còn beo. Beo, chơi luôn cho mấy chị beo luôn nè. Beo đẹp cực kỳ luôn mấy chị nghe, rồi còn beo đỏ nè. Lấy chị vàng luôn. Ok, chị Thi Văn Lê vàng luôn nè. Rồi ai chịu beo lấy beo nè, beo đỏ beo vàng chơi luôn cho mọi người 65.000 coi rồi, lỡ rồi, lỡ chuyến tình ca mọi người nghe, lên xe bông rồi thì lên luôn chứ không còn đảo lợi nữa mọi người nghe. Trời ơi, bán một này 65.000 đẹp, giải nó đẹp gì đâu, xỉu qua xỉu lợi mấy chị nghe. Rồi cục vàng lấy chốt mọi người nghe mấy chị. Ok, beo vàng chị Mai Lê, beo vàng nè. Rồi chơi cậy lên, lỡ rồi cưng, lỡ lên xe bông rồi chơi luôn đi. Rồi vậy nào lấy hai cái chị Thu Trang nè, hai chị Sĩ nè, có lấy không, lấy beo không, đẹp lắm nha, em bảo đảm mấy chị đẹp cực kỳ. Ok, beo đỏ chị Như Khanh, beo đỏ nè, beo đỏ cho bà Mai Lê luôn nè. Rồi 65.000 màu ngói, màu ngói là cái này nè. Ok, chị Hương Trần nè, chị gì nè, chị Bích Phụng Nguyễn nè, nãy chị nói 50 ký em sợ không rộng đó, ấy là em sợ rộng, em nói chị hơi rộng đó, chị chịu không. Rồi, ok, em cảm ơn chị Hiếu Tuyết Mai. Rồi, bộ đùi ngày hôm qua còn rất là ăn bộ, mấy chị nghe 60.000. 60.000 mã đùi, mấy chị nghe 65 lại vừa đùi. Đùi 60.000 đùi mấy chị ơi. Beo vàng. Hết beo vàng mấy chị ơi. Rồi, đùi em mấy chị, đùi 60.000 đùi. Đùi 60.000, ai lấy đùi comment đùi mấy chị ơi. À, chị Mai Lê được 3 bộ nha. Mai Lê là được xanh đậu hồng đậm với lại gì đó, ba bộ luôn nghe Mai Lê nha. Beo hết beo không thi. Chị ơi vậy nè, Mai Lê được ba bộ nha. Đùi 60 nè, ok, đùi 60 cho chị Nguyễn Dung. Chị Hương Trần có beo rồi. Em coi trong cái đống xả này còn bộ đồ bộ nào đó không á chị, em coi coi. Rồi. Còn bộ nào ít lợn không thi? Ừ. Ok chị Mai Lê nè. Rồi mấy chị nghe, cái này là size nhỏ người nghe. 40 đổ lên mà ngồi nghe lửng. 52 đó lại đẹp mấy chị ơi, đẹp nha. Rồi cái mã đen, đen sale mà ngồi 75.000. Đen 75.000. Ừ. Đùi 60.000 em hết nha. Rồi mấy chị 50-60 cái bằng dừa. Bộ đùi 60.000 hết rồi. 50-60 cái bằng dừa hoa đỏ em nè. Hoa đỏ lửng 75.000 luôn, hoa đỏ lửng 75. Hoa đỏ lửng mọi người nghe, hoa đen nó xe nhỏ nghe chị Trà My nghe không? Hết beo mấy chị ơi, đẹp mà. Ừ. Rồi 50-60 cái bằng dừa mọi người nghe, chứ không phải hoa nâu. Hoa nâu 80.000. 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, hoa nâu em 80.000 hoa nâu. Chị Trà My nghe số ký thì chốt rồi chị nha. Rồi. Hoa đỏ lửng 75 nè cho chị Hoa Dạy Bình Yên. Lòng mớ bà đâu? Lòng mớ, lòng hả? Lòng có vụ lòng mớ lòng cũ nữa. Ê. Đóng cửa nhớ khoảng chuẩn nè. Ở đây ngồi đi con. Bà 41 ký hả? Dạ. Ok, bộ đen cho chị Giỏi Thị Cà My. Nào 80 cái chuyện Quý Hồng Đào. Nghe hả? Kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa.
Có 10 năm hai cái bằng giờ coi tao mệnh 100 ngàn. Năm mới chắc bánh cái nghe trời. Thôi nè bánh khờ. Có 10 năm hai cái bằng giờ mệnh 100 ngàn. Okay. Con đỏ đó xây mấy thì hai ít. Sao làm cái cao nhiêu chị bỏ đâu mặt 101. Bỏ đâu mặt 101 thì chị Thục Viên ơi. Mệnh 100 thì chị Trà My mệnh 100. 50 60 kg bằng vừa người mấy chị. Trái mã đỏ 70 nè. 50 60 kg bằng vừa nghe đỏ 70. Đỏ 70 mấy chị ơi lấy đỏ bên đỏ 70 nè. Ủa gì vậy? Đâu mà ở đây một vài cái này trời cái này nãy nãy này mua không đủ bây giờ nữa mấy chị đỏ nhí 70 luôn. 50 ờ chị nè, chị gì nè. Chị gì à? Không chị gì mà hôm nãy mà hỏi em nhí quần dài nè, 70 ngàn nè. 50 60 cái bằng vừa đỏ nhí mấy chị. 70 ngàn. Đỏ bông to 70. Con có ngủ chưa không? Rồi, ok, đỏ thì chị Nga Nga Ngô 70. Con có ngủ không? Bà nọc bà ngoại có đưa ngủ không? Bộ đăng mặt còn không hương, có còn đỏ không hương. Hình như còn đỏ. Ờ, à, coi còn màu đỏ không? Rồi đỏ nhí 70 mấy chị ơi. Ai à, lấy bộ đăng mặt chút, lộn ai lấy bộ này còn bên đỏ nhí 70 nè. Đẹp cực kỳ mấy chị nha, đỏ nhí 70. Đỏ nhí được không? Bà Ni Nguyễn ơi, được ok. Rồi, nó hồng quá Thi ơi. Rồi mấy chị bộ quần dài pyjama nha, 50-60 cái bằng vừa mấy chị ơi, đỏ gấu em 95 ngàn. Đỏ nhí 70 chị biết luôn. Rồi ở đấy chó mọi người nghe, đỏ gấu em 95 ngàn, đỏ gấu. Đỏ gấu 95. Ừ, mấy chị đùi nữa nè. Rồi 50-60 cái bằng vừa mọi người nghe, trời ơi cái đùi hoa nhí đẹp quá. Rồi đùi hoa nhí giùm em 60. 50 60 cái bằng giường rồi nha, hai nhí 60. Dạ. Bay giao đồ. Bay giao đồ cho mẹ rồi. Lúc nãy con ngủ á, nãy con ngủ á. Ờ con có ngủ không ạ? À? Phải ngủ chưa nha. Đùi 60 chị Quỳnh Phong. Cho coi bộ đang mặc màu phải không? Ok nè chị, em còn nè. Bộ đang mặc màu vàng 201. Cái này lụa mango mấy chị ơi, vải đẹp dữ lắm, em nói thiệt. Đó. Đuổi giấy xe lớn không hương, dạ không. Rồi nè mấy chị nè, cái này em còn nói chị nghe nè, đỏ nè. Đây, chị em còn đỏ này được không? Đưa màu con coi mẹ. Rồi lấy bộ này chấm mùi nha. Đây chị, màu đỏ nè chị, 101 nha, lụa mango. Mấy chị dễ thương lắm nè, em đứng lên cho mọi người coi. Quỳnh Hương nè. Mặn cũng được chứ đó. Đây mọi người, em mặn nè mấy chị nghe dễ thương lắm. Cực kỳ dễ thương nè. Đùi 60 có người chốt rồi. Rồi nè chị, màu đỏ nè. Em mặc màu vàng ha. Màu xanh đen. Màu xanh đen nha mấy chị ơi. Rồi. Đỏ giấy hả? Bà comment coi ở sao vậy á. Rồi trắng mọi người nghe, trắng giùm em nghe, 101 lượm anh gồ. Đó mấy chị, 50-65 cái bằng dừa. Trắng mọi người nghe, lấy trắng bên trắng giùm em nè. Trắng ngôi sao. Trắng ngôi sao, trắng trái tim mấy chị ơi. Đây, trắng ngôi sao, trắng trái tim em mấy chị nghe, 101. Đẹp lắm mấy chị, bận ngà dễ thương cực kỳ luôn. Rồi, ai lấy chút màu em nè, 100 ngàn. Lộn, 101 mẹ còn bộ xanh biển dưới đó kìa mà nói. Chị hả, chị chết hút người rồi. Chị chết người rồi con. Rồi mấy chị nghe, xanh đen 2. Sao con? Tại vì chị chết đúng người, chị mệt rồi, chị về nhà chị ngủ rồi. Chị bệnh rồi, mong chị xuống nha. Rồi xanh đen 2 giùm em mấy chị gái nha. Rồi xanh đậu nè mấy chị, xanh biển nè, 101. Ừ đúng rồi. Rồi mấy chị. Con chia tay chị luôn hả? Sao kỳ à? Rồi mấy chị nghe xanh biển giùm em nè. Rồi chị nào lấy chốt màu 101 mấy chị. Tối nay con về ngoại con ngủ nha. Phải không? Tối nay là về ngoại ngủ đúng không?
Chứ ngủ dài. Có nghe cho Lê tiền. Rồi tối nay chắc đi về ngoại ngủ rồi, tối nay về ngoại ngủ. Sợ quá. Chị Ngọc Hương lấy bộ đồ mặc hết đi. Chị đi Hương lấy cái nào chị đi Hương ơi. Liều 165. Rồi mấy chị nè, em lấy em qua xem tiếp nha. Sao con? Ok rồi, con ngủ với mẹ, ok. Đúng rồi, nhưng mà nó nghe là con ngủ với mẹ, cho mẹ bằng công chỉ nghe không? Mẹ không bán được bộ đồ nào luôn á. Khách người ta điện mua mẹ cũng không bán được nè, khách nhắn tin mua mẹ cũng không có bán được luôn. Giờ tới giờ vô phòng ngủ đi. Rồi. Ok. Ok chị nè, rồi ai cái bộ đang mặc mấy chị. Đó, rồi, xong em qua mẫu khác nha mọi người nghe, tiếp tục chương trình. Không, mọi người nhắn tin em không trả lời lý do tại con mắm đó, nó kêu tắt đèn cho nó đi ngủ. Đây chích ngừa đó hả? Sao chích hoài vậy bà? Ở đây nè. Rồi bộ tử thơ mọi người nghe, 50-60kg bằng vừa mọi người nghe. Chị nào lấy trái mấy chị, cam em 85.000. 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, cam em 85.000 mã cam. Chị nào lấy cam em, cam em nha. Cam 85.000. Trời ơi con bò vàng nào đâu đây, trời. Bữa khách nhắn tin nè. 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe. Trời ơi mấy chị bò vàng đẹp không? Bò vàng 65.000. Ok, xanh lá nè, cho nguyên chằn. Nguyên chằn nó đủ màu này bán đi cưng, đẹp lắm. Dễ bán, cái form này bán lắm. Ừ. Rồi mấy chị, con bò 65.000 bò nè. 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, con bò giùm em. Bò vàng 65.000 bò. Ok, cam 85 cho chị Mai Lê. Cho số điện thoại em đi chị Mai Lê ơi. 85.000 chị, đẹp lắm. Trời ơi, bộ này cho lên sao bông gì nhà chồng có gặp nó hoài vậy. 60-65kg bằng vừa mấy chị nghe, 60.000. 60-65kg bằng đẹp 60.000. Ok, chị Mai Lê, cam 85. Keo muối xém 10.000 cho chị Quý Hằng. Lên mẫu tay dơ 125. Ok, lên mẫu tay dơ 125 cho chị Huýt Phụng Nguyễn coi thi ơi. Rồi, vừa nghe chị Mai Lê, cao 1m55, nặng 59kg đó vừa. Rồi, 60-65kg bằng vừa. Cho em mấy chị. Thôi bộ này xe luôn 50.000 cho đi luôn đi. Chích muối hai bên nào chị? Chích nước nào? Giải lụa nghe chị Mai Lê ơi. Chị chích nước nào vậy chị? Bữa nay chắc trước Cuba quá hả? Cuba hay là Trung Quốc quá. Xanh 50.000. 60-65kg bằng vừa, xanh 50.000. Rồi áo sơ mi mọi người nghe mấy chị. Trời ơi mấy đẹp không? 60-65kg bằng vừa mọi người nghe. Xe áo sơ mi cho mấy chị 60.000. Áo sơ mi sao 60.000 luôn mấy chị ơi. 60-65kg bằng vừa, sơ mi 60.000. Rồi xanh 50.000 nè. Ok chị Thục Quyên xanh 50. Ê lộn ngay Thục Quyên sao? Trịnh Thị Mỹ Anh trước nha chị. Mỹ Anh trước nha, tại nó nhảy lên cái hai cái lượt. Rồi bộ xanh đen hai chị xanh đen hai này chị bận rộng lắm nghe chị My nè. Chị giỏi rồi My ơi, nãy giờ em thấy chị chốt lộn xộn sai bạn nhiêu ký cao nhiêu mấy con canh cho. Đúng rồi, biết rồi Quyên Trần ơi. Rồi áo sơ mi xem mấy chị 60.000. Đây mấy chị ở lên. Đang bặn 101 lụa anh gò. 55 đến 65 cái bằng vừa, chị nào 50 55 cái thích bằng rộng em hơn thì lụm nha. Chị Mai Lê vừa nghe chị Mai Lê ơi. Trung quần. Xanh đen 2 bá 41 kg này bạn không vừa đâu, đừng chốt cho chị Trà My. Ừ. Có đồ tử thơ không? Có. Rồi mấy chị nghe cái sơ mi sen này mấy chị 60.000 luôn. 60 65 cái bằng vừa. À, bảo cho chung quần luôn mới chịu nè, chứ Trung Quốc bảo không chịu bảo chung quần. Rồi mấy chị ơi, sơ mi sen giùm em. Đó, 60.000 sơ mi sen. Bộ cánh tiên. Đây chị, cánh tiên gì được không? Cánh tiên này mấy chị gái nha. 55 đủ lên, 63 đủ lại mấy chị bạn đẹp nè. Rồi chị, lửng đẹp cực kỳ nha, xe cho chị luôn 95.000. Lụa đẹp giùm em ha. 55 đủ lên, 63 lệ vừa chị nha. Trái mã xanh chữ 95.000, xanh chữ giùm em. Xanh chữ 95.
Rồi em, chị em nhận liều rồi, ok lắm, cảm ơn chị Trân. Thì em bao mấy chị mà liều, em thật sự mà ngồi nghe con em nó chơi gà con nít mấy chị biết rồi đó, đâu phải như người lớn mình mà chơi nhã nhặn bình thường đó mấy chị nghe, quăng giục ném đó, giải lụa nghe chị Mai Lê ơi, giải lụa chị. Rồi 55 đổ lên mấy chị, 62 63 lại mấy chị bạn vừa nè. Rồi chuột sale 60.000, chuột 60.000 em nha, 55 62 cái bạn vừa chuột sale xanh chữ 95 mấy chị Mai Lê. Ok đây anh gồ cánh dơ, từ từ tà tà lên mọi người nghe, em còn đồ độc view cờ bại lắm mấy chị ơi. Rồi manh gò cánh dơ 125. Nó cái form này mấy chị dễ bận lắm, 50 65 cái bằng dừa. Bộ xanh bỏ xanh chữ hả? Ok. Rồi chị Mai Lê lấy xanh, lấy chuột 60 bỏ xanh chữ. Rồi dự bị cho Mỹ Anh nghe, Mỹ Anh nghe. Về chị kiếm nghe máy đưa cho em nghe Mỹ Anh ơi. Rồi mấy chị nghe, đẹp quá nè. Rồi mấy chị nghe, 50 đổ lên, 65 lại vừa mấy chị yêu nha. 125.000. Rồi cục vàng lấy bộ này cho mấy chị gái nghe. Lá đỏ 125.000 mã lá đỏ mọi người nha. Ủa lá đỏ đẹp quá đây ha. Ê nãy như mình còn bộ màu đen lửng cái gì đây. Chốt rồi hết cái gì à? Không có. Đồ chữ thơ ha. Ok đợi em xíu nha. Rồi mọi người nghe, lấy bộ này cho em mã thổ cẩm. 50 đổ lên, 65 lại vừa, 125.000 mã thổ cẩm giùm em nè. Đẹp lắm mấy chị. Nói chung là phong cánh dơ này bạn siêu cưng luôn, nãy em bận mấy chị thấy không? Rồi cái mã thổ cẩm. Thổ cẩm giùm em. Rồi chị lấy cho mình mã lá xanh. Lá xanh mọi người nha. Ai lấy lá xanh? Đổi ý bất thường. Rồi lấy lá xanh, cho mình lá xanh mấy chị. 50 đổ lên, 65 đổ phải đâu là vừa mọi người nghe, lá xanh giùm em. Vậy là lá xanh, cho mình lá xanh. Ok, đợi em xíu nha. Thổ cẩm ok, giùm Mai Lê. Cái này 125.000 mẫu cánh dơ mọi người nha. Rồi lấy cho mình mấy chị ơi, con hạt. Con hạt giùm em mấy chị, ai lấy con hạt, chắc con hạt. 50 đổ lên, 65 đổ phải là vừa mọi người nghe, con hạt, đẹp quá. Cưng quá. 125.000 mấy chị yêu nha, mã con hạt. Chị nào lấy hạt, comment hạt giùm em mấy chị. Mã hạt, hạt. Nè, áo sơ mi nằm đây nè. Ok, lá xanh cho chị Mai Lê, lá xanh. Đó, 125.000 chị, manh gò nghe chị Mai Lê nha. Ừ, mấy chị, cái này là Latin nha, nó cũng là cánh dơ. Cũng form 65 đâu lại giùm em mấy chị. 55, 65 cái bằng dừa mọi người nha. Rồi bộ này mấy chị ai lấy chốt xe luôn, 125.000 luôn, chứ mã sữa. Chắc phải Latin mọi người nha. Đó, Latin em sữa, 60, 65 cái bằng dừa sữa, 125.000 mã sữa. Ok, đợi em xíu chị. Đợi em xíu nha, suy nghĩ kỹ chưa chị? Suy nghĩ kỹ chưa, chắc mua chưa? Rồi mấy chị, 65, 67 là vừa mọi người nghe, chứ mã xám. Đây mấy chị gái nha, nói chung là đồ như em, mấy chị em bao mọi người bận mà. Ai lấy xám chú xám mọi người nghe, xám 125.000 xám. Xám 125.000. Đỏ 65 cái bằng vừa mấy chị ơi, đỏ giùm em nè. Vậy là lấy đỏ, chút đỏ mọi người nghe. Đỏ giùm em mấy chị. Vàng hồng ta cánh dơ mọi người nghe, 125.000 bộ nha. Ai lấy chốt giùm em. Có nghe mấy chị gái nghe, bên em có coi kiểm tra hàng mấy chị gái nha. Rồi mấy chị, một cái áo khoác không nón, đỏ khoác đẹp. Kêu nợ mở giùm. Rồi áo khoác này mấy chị gái nghe, 55 56 lại vừa mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi xem áo khoác 115.000. 40 đổ lên mọi người nghe, 55 56 lại vừa mấy chị, phát 115.000 phát. Rồi ngồi xuống cái coi mọi chị, bỏ giò quá. Ôm nước nha. Coi nhiều quá là nó mỏi mắt. Mắt 115.000 nè, ok chậm mi. Rồi chị nào còn ở đó không, coi cánh dơ nó không, coi cánh dơ em xe lên hàng sale tiếp nha. Chị nào lên coi cánh dơ nè, nay em lên ngố rồi mọi người nha. Hello chị Thị Kim. Mấy chị nghe ngố hàng xịn, đẹp ghê không?
50 đổ lên mấy chị nha, 65, 67 là dừa. Ngốt 115 ngàn mấy chị gái nha, đẹp quá. Mấy mấy chị. Hàng đúng chất xịn luôn. Rồi chị lấy bộ này chắc mã 1. Mã số 1 mọi người nha, 115 ngàn mã số 1. Rồi chị lấy bộ này chắc mã 2 dùm em nè. Áo ngố là dạng phông rộng quần ôm mọi người nha, 50-65 kéo lại mấy chị lụm. Mã 2, quần đen nè, trời ơi phông đẹp. Cái quần gì mà nó đẹp một cái mọi người nha. Đẹp thấy ghê hết đi ha. Đúng hàng xịn luôn á. Nguyên chặn lên. Nguyên chặn lên. Nguyên chặn ơi, Thi nó kêu rồi cưng ơi. Rồi mã 2 mọi người nha, lấy 2 comment 2. Lẫn cánh tiên hả? Đâu coi nhớ coi cái nào lẫn cánh tiên mà size 65kg thi. Lẫn cánh tiên mà 65kg chị ơi, bây giờ là em có cái này được không? Nó như cái này nè được không chị? Ví dụ như vậy nè, một là em có nè, cái dây từng vậy nè, 65kg nè. Còn 65kg hả ta, cánh tiên. Bà 65kg cao như chị Hoài Nhi. Bộ này form, form này em có size mọi người nghe. Ví dụ như bộ này 60kg là vừa nè chị, 130. Lượm anh gồm 130 ngàn. Đó, mình còn cái nào cánh tiên mà size ấy không thi? Cái gì? À, mấy chị khách mới phải nghe máy mình em mới đi đơn nghe mấy chị gái nha. Đó. Nghe máy coi đúng số hay không mọi người nghe. Nhiều khi mấy chị cho số anh hàng xóm nha. Anh điện gặp anh hàng xóm hoài mấy chị ơi. Gặp thì thôi đi mấy chị nha, quay lại dê mấy nhỏ lính nó chịu không nổi luôn mấy chị nha. Chặn số này điện số khác mấy chị nha. Mà gặp con chủ không nói chuyện, gặp em mấy chị gái không nói chuyện. Đó, hỏi nhỏ lính không à, không biết kiếm nhỏ lính làm gì. Vậy đó. Rồi mấy chị gái nghe to nè, 60kg lại vừa mọi người nghe, 85 ngàn. Ồ đẹp chứ mấy chị. 50-60kg bằng vừa ngồi nghe chứ mã bi cam. Ton mấy chị, 85 ngàn mã ton cam. À lấy cam, anh cam em. 50-60kg bằng vừa cam. Ồ đẹp quá vậy. Ý gỡ đồ em mặc đúng rồi, nhưng mà mấy chị phải nghe máy. Gỡ thì gỡ mấy chị, gỡ hình gỡ, nhưng mà bên em điện mấy chị phải nghe máy nha. Rồi 50-60kg bằng vừa ngồi nghe chứ mã gấu nè. Gấu mọi người nghe, ai lấy gấu chút gấu mấy chị nghe, quá đẹp luôn nè. Rồi con gấu mấy chị ơi, 85 ngàn gấu nè. Ủa cây này nằm đâu đẹp với ta. 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, gấu giùm em. To quá trời đẹp mấy chị nghe. Đó, gấu màu. Gấu màu nghe mọi người nghe, 85 ngàn. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, gấu hồng. 85 ngàn mã gấu hồng mấy chị yêu nha. Ai lấy gấu hồng comment gấu hồng giùm em. Ok, ngố mã 1 cho chị Dương Hiếu. À, lên thôn Cô Tâm. Cô Tâm, chị em muốn mua tâm gì nói đi, em lên cho chị, giờ này cũng trống trống nè. À, đuổi ống gọng quá không? Rồi đợi em 50 giây đi chị. Rồi bi nè, em nói chị, đẹp quá ha. Sao to này mấy chị nghe đúng đẹp luôn. À, ok. Bộ 130 đó mẹ, bộ cho đó đó mẹ. Cho chị Dương Thị Hồng. Ừ. Ồ mấy chị ơi, cái cây to nữa đẹp dữ lắm luôn. Em không phát hiện luôn luôn, không biết nó nằm đâu nè, sao mấy già em thấy nó nè. Rồi bi vàng. Ok Thu Trang, trời ơi chị Thu Trang ơi, cái bi nữa đẹp giả mang luôn chị. Đẹp lắm. Trời ơi chị yêu ơi, cái nè. Ồ chị ơi con dịch xanh nè. Ôi ôi, to gì đẹp dữ giả mang luôn, dịch xanh dùm em. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, 85 ngàn bộ à. Đẹp lắm luôn. Ok, bi vàng chị Văn Lê có bộ bi vàng nè. Bi vàng có hai bộ nha. Đồ bé hả, chị Thiện Như Ký. Thiền Như Ký Thuyền ơi, trời ơi tôi nghe tin ở tiền hết trong cái thiền á, tính thiền người ta ca rồi đó. Rồi mấy chị ơi, cúc hồng giùm em nè. Ồ ồ mấy chị nghe, cái giải to này mấy chị biết sao mình cầm vô phải không, nó mềm mịn y chang là mấy chị cầm lụa vậy đó. Đó, nó mát như vậy luôn á mọi người nha. Rồi mấy chị nghe cúc hồng. Cúc hồng giùm em. Cái cây này có lớn không ta, hay là cái lớn mình bán hết ta? Hết rồi, cái đó em thấy hết rồi đó. Vậy hả? Rồi chị qua dạy ơi, chị ba cái thân bự hết rồi chị ơi, ai mua hết rồi ta? Nè chị, cái này bữa hổm nó có bự nữa, đẹp lắm. Chị qua dạy là phải bằng cái này số 4 mới vừa. Rồi cúc cam em mấy chị nghe, đẹp thấy ghê luôn. Chị qua dạy ơi, để ít bữa nó coi coi nó có xe em lấy liền. Đẹp lắm, cái to này mấy chị cầm lên mấy chị thấy không nội, em gỡ bộ đồ ra mọi người thấy không? Không có phải nhăn đùm, nhăn nhíu được kia mọi người ha. Nó cúc cam em nè. Rồi chị Thu Trang, đủ màu đi Thu Trang ơi. Đem này và đem lên khách lỡ đụng vô mua liền. Thiệt. Chị nào đụng vô cái to này là mua liền chứ khỏi có suy nghĩ suy ơ gì hết trơn. Tại đẹp quá trời mà. Mấy chị.
Rồi lấy cái này comment con hạt. Cái này là size có 60kg lại thôi Thắm ơi. 50-60kg bằng vườn rồi nghe, 85.000. Đẹp lắm. Đó. Rồi lấy cái này comment con hạt mọi người nghe. Em biết con này con gì. Con nận quá hả? Con nận quá, con qua nhà bà Năm con ngồi kêu bà Năm cho mượn một gió nha. Đi đi con. Con hạt chị Thu Trang. Chị Hương Trần hình như gì được. Chị Hương Trần được mấy bộ em cũng không biết nữa chị ơi. Cúc cam này 63kg không vừa. Cúc cam này 63kg không vừa nghe chị Phụng Bích Phụng Nguyễn ơi. Không vừa cũng vàng ơi. Form này có 50-60 thôi chị. Mẹ chị Hương vàng hả? Con cục vàng, con cục vàng. Rồi, ok nè. Cam nè, cho chị Thu Trang cam nè. Rồi hồng nữa chị nha. Xách ngố lên liền. Hồng. Ồ, mấy chị nghe đẹp không? Ồ, ô này mấy chị xanh lá nè. Ồ, nó đẹp. Xanh nè. Rồi mấy chị gái nghe. Này gì, gấu gấu hồng. Gấu hồng mọi người nghe. Lấy gấu hồng, quanh gấu hồng giùm em. Rồi gấu màu. Gấu màu nghe, lấy gấu màu, comment gấu màu mấy chị, gấu màu. Ồ, ồ mấy chị coi nè. Rồi mấy chị nghe, bi cam. Ờ, ngố này nguyên trần ơi. Rồi chị lấy chốt mọi người nghe đẹp quá nè. Gấu màu chị Thu Trang, gấu màu luôn nè. Trời ơi, kêu chị lấy hết đi, đẹp lắm chị. Ừ. Còn gấu hồng cho chị Minh Đạt, gấu hồng. Rồi nè. Tàu ô ngố chuột trồng rồi lên đùi. À ok chị đợi Ưng Thi nó ăn cái đi chị, nó ăn giờ này mấy chị biết sao, nó đau bao tử lắm mấy chị nha. Là nó phải ăn thêm một cữ nữa mọi người nha. Đó. Thấy tin nhắn của chị Mai Lê rồi, em thấy số điện thoại đó rồi chị. Rồi nè, Trần ơi, Quyên ơi, đây nè em chuột nè. Ok. Rồi lấy quanh chuột trắng mọi người nghe, chuột 115.000 mã chuột trắng mọi người nghe. Chuột trắng giùm em, ai lấy chuột trắng giúp chuột trắng. Đây, em muốn lên ngố, chị lên ngố cho. Quần ống rộng á cân, bây giờ con đem xuống đi một hồi chị sale cho đi luôn. Quần ống rộng một hồi em bán cho mấy chị là đẹp cực kỳ luôn. Dễ gợi luôn. Chị nào đợi thì mua. Nha. À Nguyên Trần nè, ngố giải đẹp lắm nghe, rồi quên nó lấy rồi, cần chị quảng cáo với nó chị lên lấy rồi. Ôi. Rồi mấy chị ơi, ngố này mấy chị gái nghe siêu đẹp em luôn nè. Trời ơi mấy chị nghe. Cái quần nó đẹp hơn cáo nữa mấy chị nè. 50 đổ lên, 65, 67 là vừa mấy chị nghe, chứ mà ngố cam. Ngố cam thì mấy chị yêu ơi, 115.000 bộ thôi nha. Hàng em siêu đỉnh đẹp, trời ơi. Lụa hả chị, trời ơi, lụa thì bây giờ em còn có khoảng 3-4.000 bộ á chị ơi. Từ từ lên nữa chị. Đó. Mới rang cho số lại gì đó không biết nữa. Rồi bò đò hương mặc có size nhỏ không? Không chị Phi Phú ơi, nó em mặn gì nè chị, mặn được không? Em mặn nó hơi gọng gọng nè chị Phú mặn được không? Còn size nhỏ để em lên cái cây khác cho chị. Rồi Quyên Trần ơi, chị Quyên Trần với chị gì nè, Nhi Lan nè. Rồi hồng mấy chị ơi, hồng hồng chữ thêm em nè. Thôi ơi, 50 đổ lên đó. Ok bò nè, cưng khỏi ghi tiền. Ok chị Như Khanh, đợi em xíu. Rồi hồng mọi người nghe đẹp, tàu ơi mấy chị nghe, ngố đẹp lung linh luôn. Hồng chữ. Bò đang mặc 70kg không có nghe chị yêu nghe, có 65 đấu lại thôi à. Rồi mấy chị ơi, xanh chữ giùm em là nam mô Phật à. Hồng chữ, xanh chữ. Ủa nó bạn bộ đồ này của Na hay vua của Na hay vậy ta? Rồi ôi mấy chị nghe lon màu luôn, thầu ôn. Ok xanh chữ nè, cho Quyên Trần xanh chữ nè. Rồi hồng nè Quyên Trần, thầu ôn. Em thật sự mọi người nghe, cái ngố này là phải nói thằng xịn siêu xịn luôn á, tại cái quần nó đẹp dữ lắm luôn. Rồi lon màu hồng, em mới lon màu. Lon màu em nè. 115.000 mấy cục vàng nha. 50-65kg bằng vừa nghe chị Trần Ngọc ơi. Tại vì ngố này là dạng ngố áo phông rộng đó chị, hiểu không? Rồi mấy chị ơi, cho em mã vàng. Vàng. Chị Thu Trần hả? Để em hỏi hàng nha.
Chị Thư dặn Bến Lức Long An, chị Long An mình bữa nay hàng hơi chậm lại, chị ơi hơi chậm một xíu. Hơi chậm một xíu em nha. Rồi chị Hương, nữa lấy xét ngó sơ mi em có đặt mà nó chưa có thấy nó sale mà chị. Rồi lấy mình trắng giùm em mấy chị ơi, trời ơi bộ trắng này đẹp gì đâu luôn rồi thôi. Ôi ôi giải đẹp gì cái mấy chị nghe nó thiệt. Nó đẹp mà gung ginh luôn. Rồi có bộ u mì không? Có. Lửng lụa có để em xíu. À, cho em coi cái áo phát 100 nãy đi chị, áo phát 100 nãy có ai chốt? Tôi chốt hết rồi chị Ngọc Bí ơi. Chốt hết rồi cục vàng ơi. Lửng lụa hả chị? Ơ cái lửng lụa mà ngày hôm qua mà chị sale 95.000 mà nó có cổ vuông vuông á đi. Cho chị Nhi Lan coi nè thôi. Rồi mấy chị nghe trắng ngố. Ừ. Rồi mấy chị nghe vàng ngố. Lon màu 115.000. 50 đổ lên mấy chị gái nghe, 65 nó lại mấy chị bạn đẹp, để em bạn vô cho mấy chị coi nè. Đó. Ngố 75 kg dừa. Trời ơi. Bà ơi. Bà bán lại nhà 75 kg được nghe. Bán ở đây 75 kg người ta trả hàng mà chết luôn đó nghe. Nguyên Trần ơi. Giống hình đăng nè. À. Giống hình đăng đó Thi ơi, giống hình đăng phải cái đó Thi biết gì không Thi? Cái sọc mà tay cánh dơ với lại con bò á Thi. Cái sọc tay cánh dơ á với con bò. Hết luôn hả chị? Trời ơi cái áo khoác nó bơm em hết trơn lâu rồi chị ơi, cái đó nó hết rồi. Hồi thâm thẩm chiều trôi lận chị nãy bơm ra đó. Bà nào bơm đó. Em mấy chị nghe cái quần nè. Nè em có cái này là có cái micro ở đây nghe mấy chị nghe ủa quần đó. Đó mấy chị nghe đẹp lắm. Đây ngố nè. Người mẫu đến từ ấp Ba Lít Tăng. Người mẫu đến từ thị trấn Chợ Dàm. Đây mọi người nghe. Mấy chị thấy em bận quần ngố lên cái nhìn thấy em trẻ liền hết mấy chị không? Không. Em bận quần rồi này thấy mấy chị thấy trẻ liền nữa không? Đây mọi người nghe không nè. Quần là mấy chị ốm thì nó hết ốm, bự thì nó hết ra bự vậy đó mấy chị đúng không? Rồi, lắm. Người nào bận ngố lên nó trẻ liền, 115.000. Giải đẹp. Chưa có chói hù quê cho còn tháng quê. Rồi lát mình hỏi trắng rồi lộn. Nè em gấu mình hỏi ra gấu. 50 đổ lên 65 67 là vừa mọi người nha. Chế mã cháu trắng gấu. Trắng gấu mọi người nghe lấy trắng gấu chút trắng gấu giùm em nè. À quên nói Nguyên Trần của nó con rút cái bộ đồ này rồi sao mà để luôn mày có lấy không? Nguyên Trần. Nó rút bộ này hình như quần dài của tôi cái gì nè. Tức quá xem không được sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy chị? Sao điện thoại em nó giờ coi bình thường nè. Chị Ngọc Hương ơi, chỗ chị sao vậy? Trời ơi, mấy chị nè, Nguyên Trần ngày qua con môi bộ này nè. Rồi mày có lấy không? Rồi sao mà để lại đây nè. Ok. Ngủ mà không có cho tôi ngủ gì hết trơn. Ok, ngủ, ngủ với mẹ. Tối nhớ ôm mẹ nghe. Ai, ôm ai? Con không cho ba ôm mẹ bây giờ, ba buồn rồi kìa. Chưa có ai hết trơn, ba buồn á, ba nói vui không cho ba ôm mẹ vui buồn, ba buồn rồi kìa. Em thi mẹ kìa. Rồi, ok, gấu đậu cho chị May May, gấu đậu nè. Con điện ba đi. Xanh nào á mấy chị ơi chị. Xanh đó hả? Xanh đó hả? Để coi xanh đó coi còn không. Nó rút ở đâu đây nè mấy chị, nó rút ở khúc này nè. Xanh nữa hả? Rồi em mấy bộ rồi. Ngấu đậu đó hả mấy chị? Cho coi cái bộ ngấu đậu đó còn không thứ bà. Còn mấy đậu dưới hả? Chị Mai Lê ha, 3-4 bộ dưới đó chị. Ngấu đậu còn. Không, nó hết màu đậu rồi mấy chị ơi. Đâu? Còn hả? Đây nè, ok nè, ngấu đậu cho chị Minh Đạt, con ngấu đậu đó nè. Rồi 115.000 rồi chị ơi, 115.000. Rồi mấy chị nè, em còn màu đỏ nha. Đây mấy chị em còn màu đỏ nè, mấy chị nghe lấy đỏ comment đỏ giùm em nè. 115.000 mã đỏ, Nguyên Trần nó môi ra đó mấy chị. Nó môi ra rồi nó đem đi
Nó quên em đi nè. Sọc caro cho em cho đủ đơn. Ok. Rồi mấy chị nghe. À đó chứ đen thì mấy chị nghe đen nè. Đen mấy chị yêu nha, đen. Đây. Mấy cái này 47kg rộng nha chị gì nè. Giỏi thì chào mi nè. Rồi ở đấy đen, comment đen mấy chị ơi, đen giùm em nè. Comment đen mấy chị gái nha, ai đấy đen comment đen. Đen. Rồi em còn đậu này nữa không? Nó chị. Rồi ai đấy comment đậu 2. Đó 50-65 cái bằng vườn rồi, ngang 115.000 mã đậu 2. Đậu 2 giùm em. Rồi mấy chị yêu ơi, cam nè. Chị lấy cam, bên cam em mấy chị nha. Không đẹp thấy ghê luôn mấy chị nha. Xuất sắc đẹp luôn. Rồi cục vàng lấy cam, bên cam. Cam, hồng, đỏ. Sữa đó mấy chị. Màu sữa đó nè, nó có màu sữa nè. Mấy chị màu sữa đẹp cực kỳ luôn. Rồi ngố đó già. Trời ơi chị già đâu mà già. Đen chị Lâm ngập bạn được. Chị Thu Trang ơi già đâu mà già à. Chị mà già gì. Chị, ôi ôi cái bộ sữa đẹp thay vô. Ồ, bộ sữa nó đẹp dung 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 mấy chị ơi. À, chiều á chị. 5 giờ là bắt đầu à, bên em điện chút đơn có 8 giờ. Rồi mấy chị nghe sáng thì 8 giờ sáng điện cho tới chiều. Con coi bà hai phải kiểu không? Chữ chữ chữ, đây đây con bán rẻ đi mẹ. Rồi đấy con bên sữa mọi người nghe, sữa đẹp quá nè. Rồi mấy chị nghe cái bộ này không phải lên, bộ này là biết gì không? Cái này người ta viết chữ lên cây vải, cái mã của cái cây vải mấy chị nghe, mà nó mai luôn. Nó mai luôn mọi người nha. Đây mấy chị nè, ở sau lưng. À mình bận gì nữa mấy chị gái nha, mình kêu người ta đừng dòm cái lưng mình, đúng không? Đó mấy chị, đừng dòm cái lưng. Ok, đen cho chị Lâm Ngọc. Rồi ai lấy chốt mọi người mấy chị nghe, chứ em mã là dính mực. Dính mực này mấy chị nghe, bán tặng cho mọi người 80.000. Gì? Ừ, dính mực. Không có lỗi gì hết trơn mọi người nghe, mấy chị này vậy nè, nhìn như kiểu thôi mọi người nghe. Rồi dính mực 80. Vậy hả? Ủa sao kỳ á, má chị bị gì vậy chị? Rồi lấy bộ này cho mã tím mọi người nha, tím em nè. Màu tím đẹp cực kỳ mọi người nha. 50 đổ lên, 65 cái bằng vừa mã tím. Rồi bây giờ làm gì nữa mấy chị? Đây. Ok, dính mực 80 cho chị Lam Ngọc, có đó không bị gì hết trơn, chứ có là viết hàng lên cái giải mấy chị. Rồi. Cái gì tự nhiên cất thật lần chui ra để gì trời. Rồi mọi người nghe, con bò nó gửi cho em bây giờ lỡ là màu hồng không à. Tặng luôn, cởi đi, em cũng bán phụ luôn mấy chị gái nha, nó bị tồn học. Trời ơi mấy chị. Em ở chợ Giàm Phú Tăng Giang, ship toàn quốc 25.000 đơn nha chị Mỹ Thanh Lê. Lụa manh gồ mấy chị gái nghe, đẹp ghê đúng mấy chị nha. Đó. Đáng bẻ, đáng lẽ cái này là bán 95.000 mới có lờ nè. Rồi lấy chốt mọi người nghe mấy chị, sale luôn cho mọi người. Hồng. Hồng mấy chị gái nha. Đó, comment nhanh mấy chị ơi, đẹp quá nè. Hồng 79.000. Hồng 79.000, chiêu lấy chốt mã hồng 79. Chị nào lấy hai bộ lấy cho mấy chị nè. Một hồng một cam. Hai bộ một hồng một xanh, 79.000. Rồi mấy chị comment giá tiền em nha. Hồng 79 thì chị Mai Lê. Đó, em bán màu hồng trước nha. Hồng 79 thì chị Thu Trang. Thôi hồng đẹp quá mấy chị. Ghi giá tiền em mấy chị gái nghe, 79.000, đẹp quá. Đó. Rồi, chị Mai Lê khách mới mua trên 3 bộ cọc cạc 50.000, bên em mới đi hàng nha chị gái nha, Mai Lê. Rồi, ok, hồng 79 thì chị Thanh Thí. Rồi, chị Thu Trang 3 bộ cho chị Thu Trang 2 màu. Đó, chị Thu Trang lấy 3 bộ màu hồng hay là thêm màu khác. Cho chị màu cam màu vàng, chị Thu Trang 3 bộ chị bán, đẹp quá. Nhớ khách mới là mua nhiều cọc cạc mọi người nha. Không có cam nghe, hết cam. Đã nói có 1 bộ rồi. Vina bị theo gì cũng được hết trơn chị, cạc nào cũng được hết trơn. Nhắn tin qua Facebook cho em rồi chụp hình gửi qua nha. Nhận hàng, hàng xấu trả cạc lại cho chị. Rồi. Bộ đang mặc hả chị? Bộ đang mặc 50 đổ lên, 65 lại dượng hay chị gái nghe, ngố đẹp cực kỳ luôn, 115.000. Rồi lấy hồng, anh hồng. Hồng 79.000 mọi người nghe, siêu đẹp, đẹp cực kỳ. Đúng rồi chị, quẩy gửi vô cái trang fanpage em đăng like á. Rồi lấy hồng, chúc hồng mọi người nghe. Rồi đẹp lắm. Nó bán về lỗ rồi hết chưa? Ghê chưa?
bán giùm hay bán lỗ lắm đi bà nghe, siêu đẹp không dạ. Bà Trâm Quỳnh chắc quýnh bà văn chim bá qua quá, ta nói còn hồng không, bà cứ comment cam vàng vậy thi quýnh bà coi thi hồng cho chị Yến Nhiên bộ này, cục vàng nè đẹp lắm vàng ơi, đẹp cực kỳ luôn, 79.000 thôi bán nha, hồng 79 cho Ngọc Trần. Hồng này Mỹ Anh bạn được nghe, trà mi 41 kg rộng như cái mền, đừng mua. Mỹ Anh 63 kg lượm Mỹ Anh ơi, không ai bán bộ này với 79.000, cam đoan 100% ngồi luôn, lụa manh gồ đẹp xuất sắc rồi. Chị thì thu hả, không vừa rồi ok. Hồng Hồng Trâm Quỳnh còn máy xe thịt nghe sao chị Vanessa, đây máy xe thịt 175.000. Không, à, cái bộ đồ thì lộn. Tao thì không có, mà cái anh shipper của cái chỗ giao hàng của chị Vanessa này rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi xanh hết rồi nghe chị Hương Trần ơi. Rồi mà ngồi nghe cái bộ ngố nè, bà nào mua cái ngố này giờ hết nè. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp không? Cái bộ ngố cô tông hàng xịn mà nó nghe nó có mấy chị nghe nó đẹp, nó đẹp cực kỳ luôn. Tại em còn rớt em bán cho mọi người nghe, hình như nó có 3 bộ nè vàng. Chị nào mua được bộ này là vô mánh. Chị Hương Trần không có xanh nghe chị Hương Trần ơi, em hết luôn rồi chị, cái đó hết rồi. Rồi lên quần đuổi em cộng liền, để em lên liền. Ai lấy bộ này chút liền em mấy chị. 85.000. 50 đổ lên 65 lại vừa, 85.000. Bà nào cho em vàng 85.000. Vàng 85.000 lụm lẹ mấy chị ơi. Đó, mấy chị, quần nè. Yến Nhi liệm liền bộ Yến Nhi ơi. 50 đổ lên 65 lại vừa mọi người nghe, 85.000. Nó nhỏ thôi, nó lớn người ta chữ mình mấy chị. Tại mày bán bộ này hết trơn. Rồi chị Nhi Lan, mạng chị Nhi Lan quá chậm hết trơn luôn. Cây đó hết trơn rồi chị Nhi Lan ơi. Rồi em còn cơm cháy không hương mới về. Anh ơi mẫu cơm cháy đâu anh? Ok nè, Yến Nhi bộ nè, 85.000. Rồi chị nào lấy chó em mọi người nghe, 85.000 lụm liền, bảo đảm mọi người không có đâu có hết trơn. Mấy chị thịt mua cái nào, cái lớn này là bằng inox 220 miễn ship, 220 miễn ship nha, 90 cái gì vậy? Ừ rồi có thịt lớn 220 miễn ship đây mấy chị nghe, nó mua hoặc là bằng inox nha, bằng inox mọi người nghe đó, 220 miễn ship giùm em. Ai lấy giùm em mấy chị ơi. Ok chị Mai Lê. Rồi cục vàng lấy chốt mọi người nghe mấy chị, vàng 85.000 đẹp lắm mấy chị ơi, mạng nó bị chậm quá. Chị Hương Trần comment Mỹ ơn sao mới thấy ấy. Ok chị Mai Lê, ok nè đây mấy chị nghe, đây cơm cháy mới gan luôn, hộp lớn 80.000, hộp nhỏ 40.000. Cái này là em mới về luôn mọi người nghe, tại mấy dài á giao hàng nó hơi chậm chậm, em thật sự mọi người không bán cơm cháy luôn á. Ừ, bây giờ giao hàng nhanh nhanh em mới bán nè. Rồi lớn 80, nhỏ 40 mọi người nha. Ai lấy cho em cơm cháy, cơm cháy kèm. Trời ơi bộ vàng vậy mà ế buồn như vậy. Ồ còn cây nữa Thi ơi. Cái gì? Cây này còn cây gì nữa nè. Cái giấm vậy em đó hả? Còn cây nào nữa không? Cái kia là cây nào? Rồi mọi người nghe mấy chị này đẹp nè, lỗ manh gồ luôn. Rồi bộ này là sale 95.000 mấy chị yêu nha. Đây, ta cánh dơ, siêu đẹp. Yến Nhi ơi, cái giải đẹp xuất sắc. Yến Nhi ơi, có 95.000 lửng luôn, vô mánh biển Nhi. Cái quần đã cực kỳ luôn Yến Nhi ơi nè. Trời ơi. Rồi mấy chị 50 đổ lên, 62 lại vừa. Chị yêu lấy comment mấy chị sọc đỏ giùm em, 95.000 sọc đỏ. Sọc vàng. Sọc đỏ, sọc vàng, cơm cháy lớn cho chị Yến Nhi. Hai hũ cơm cháy lớn cho chị Dũng Phương. Sọc đỏ, sọc vàng, hồng. Hồng mọi người nghe, đỏ vàng hồng. Mango mấy chị ơi, mango nghe. Mango giùm em mấy chị nghe, xanh. Rồi cục vàng lấy comment màu giùm em, lụa mango. Mango quần lỡ mọi người nghe mấy chị nghe. Đó, cổ sơ mi mà tay cánh dơ nghe, mẫu mớ luôn mấy chị yêu nghe. 95.000. Cục vàng nào chốt comment giùm em màu, coi nào mấy chị coi. Thôi. Bạn thấy cưng lắm mọi người nghe. Rồi ok, vàng chị Mai Lê vàng nè. Rồi chị lấy comment màu mấy chị nghe. Đó, đỏ xanh.
em không điện thoại chốt quần đen hôm qua Thanh Yến Trần, điện thoại không được cái gì? Có bắt máy đâu, giờ bấm máy bận hoài luôn vậy đó. Chị Thanh Yến Trần ơi, coi chừng con chị nghe máy gì chị? À, hay là chị nhắn tin cho em đây, chị cũng khách quen nè. Đó, bên em điện cho chị bấm máy bận hoài luôn, vậy là mấy bà nhỏ rồi, mấy chị nhỏ coi điện thoại quá. Hai ba nhặt cào luôn mà bấm máy bận không nghe. Rồi vậy là con chị nó tắt máy gì vậy chị Thanh Yến Trần ơi. Chị ruột. À. Rồi chị em lấy chốt mọi người, cái gì đỏ xanh vàng. Ủa ế gì? Thi. Thi sao ế? Ế ngang xương vậy Thi? Tại Thi không à. Tao nói rồi tại Thi. Bạn Thi không chịu nghe. Rồi mọi người nghe một câu tông. Ôi ôi mấy chị, mấy bà chạy là chạy nước miếng, chạy miếng màu này nè. Rồi sáng nay là vừa mấy chị gái nghe quần dài. Trời ơi bộ này đẹp quá. 50 đổ lên. À điện giấc sáng cháu học online. Vậy điện buổi chiều cho chị đi, tại số 0. Chị số 0 là điện cuối cùng. Vậy là chiều nay điện cho chị trước nha. Tại vì mấy chị biết sao không? Bên em điện theo số điện thoại đó, nó từ số 9 nè. Tới số 8 nó điện số 9 trước. Bữa nay bây giờ bữa nay bắt điện số 0 trước đi cơ. Chiều điện số 0 trước đi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghe. Điện số điện thoại á. Bên em điện theo cái số thứ tự mọi người nghe. Ok, chị Hương Trần yêu dấu đó. Rồi bộ này lấy chốt ngồi nghe xem. 110.000 ngồi nghe, chắc cô tông xịn giùm em. 50 đổ lên, 62, 63 lại vừa mà ngồi nghe đẹp quá. Xanh giùm em mấy chị yêu nghe, xanh 110.000 xanh. Giờ điện thoại thiền hả? À, lấy quen quá à. Có địa chỉ gửi luôn nha. Hai cái quần không à. Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Lộn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Ok không chị? Ok, lên xe bông. Về nhà trọng luôn vậy cho nó mau nha. Khách quen quá à. Hai cái quần 50kg đúng không? Ok. Ủa về lên xe đi chị. Rồi cam. Trời ơi, cái bộ cam này có mọi người. Cam này xem 100.000. 63kg mới thì lên nè. Đây chị lửng nè. 95.000 là mỹ dinh. Trời ơi bà. Này 63kg lâu này vừa này cứng. Trời ơi, sống luôn á. Cục vàng 62, 63 lại vừa nè Mỹ Anh. Trịnh Thị Mỹ Anh yêu dấu. Đẹp cực kỳ em, 95.000. Trời ơi, bạn một cái là anh hàng xóm chạy nước miếng cho mấy chị. Rồi bao cam 50, 65 cái bằng vừa cam 100.000. 50 mấy chị nghe, 65 cái bằng vừa cam em 100.000 nè. Đẹp cực kỳ mọi người nghe, cam mùa dài. Cam 100.000. Đây là cam 100.000. Ok, hai cái quần 54kg. Rồi lên xe bông nghe chị. Khỏi gọi nghe. Ok không? Rồi mấy chị ơi, gắm tay dài. 55-65kg bằng dừa. Chứ em vàng 125.000. Ủa mấy chị đẹp không? 55-65kg bằng dừa mọi người nghe. Gắm 125.000 mãi gắm. Ai lấy gắm chút gắm giùm em. Rồi một áo sơ mi màu cam mấy chị ơi, đẹp không? 50-65kg bằng dừa. Chế mã sơ mi với chị, sơ mi 75.000. Đẹp quá. Cho chị coi bộ màu cam. Ok, bộ màu cam đẹp lắm. Rồi, chị Thanh Yến Trần lên xe bông luôn đi ơi. Đây. Được hết trơn. Còn tế bào chết không? Còn. Cái gì tế bào chết con bò? Trời, con bò về sao đâu im. Đương này chị. Trăm quỳnh con bò xài là nó không im bản này đó em ơi. Thiệt. Bà xài đi, tẩy tế bào chết quế hồi nha. Trong đây mọi người nghe có thành phần nè, cấp ẩm cho da mấy chị nè, có nghĩa là giúp da mấy chị này chống lão hóa da luôn. Nó tẩy đi mấy chị nghe những chất dơ, chất trì trên da mọi người nghe. Nó và giúp có da của mấy chị nè căng bóng lên luôn. Nha, bà xài đi 135.000. Im cực kỳ luôn, xài cả mặt cả body mấy chị nha. Xài mặt và cả body luôn. Cực kỳ im mấy chị nghe. Đó. Còn chị nào mấy chị gái nghe muốn da căng bóng mấy chị uống thuốc trắng da được không? Và trắng da mà xanh. Người thấy da của em nói chị nè, mấy chị coi nè. Ngồi thấy nó bóng không? Má mày nhìn đi Trang đổ mồ hôi mà ngồi nghe thật, chắc em không có đổ mồ hôi. Mà em cũng giết em lao với em quen mấy chị nha. Để mấy chị hiện tại là em có xài chống nắng mọi người nghe, mà chống nắng này nè. Nó không có kiểu như thấy cái gì hết trơn mấy chị. Đó. Mấy chị uống trắng da 100 gữ. Đó mọi người uống từ 2 đến 3 tháng mọi người nghe, da của mấy chị nè nó sẽ mở từ từ nghe mọi người nghe. Và giúp da mấy chị nè mờ nám bàn nhang rồi mồi mấy chị gái nghe, và giúp da mấy chị nè bóng lên từ từ luôn. Đó, da em hiện tại thật sự không có xài cái gì kem nghe mấy người nghe, có xài lớp chống nắng, mà chống nắng thì em thoa buổi sáng nha mọi người nghe. Đó, ở trong nhà chứ cũng thoa chống nắng mấy chị.
trăm gửi đó, em đổ vô cái game uống vậy đó mấy chị. Rồi mấy chị, 135 ngàn, xài này đi Trâm Quỳnh, im lắm nè. Ok Trâm Quỳnh, cái hũ này xài im lắm, bà xài đi, tại cái loại này em thấy nó im nè, bởi vậy em nhập cái này chứ. Rồi cam nè, nè chị, cam ta nói gì nè chị, bà chịu tay này nè chị, chị Lam Ngọc đây, ở Phú Mỹ Phú Tân 15 ngàn. Chị Thi Dương ơi, Phú Mỹ Phú Tân 15 ngàn, khách em đây dài xuống Phú Tân nhiều lắm thiệt đó. Bây giờ ai biết shop Kim Hương, người ta cũng mua em hết trơn á, nghe chị Thi Dương nha, mua cái gì cũng mua có Kim Hương hết trơn á. Rồi nè chị yêu nghe, cam 100 ngàn, cam tới hồi nó 95 ngàn, 85. Chị Hà Châu ơi, nếu mà chị cua của chị nó cua đồng phải không, cua đồng mà nó ấy nó cứng, nó cứng xương quá là chị xài qua cái bự rồi đi. Nè chị, bà xài này đi, tại vì em có khách á ở dưới chợ mới á, chị đó mới chiên ra là xay cua với xay thịt bán nha. Bà nói Hương ơi, bây giờ uống trắng ra bé bú uống không được, uống không được nha chị, mình ăn cho em bé bú là không nên dùng cái gì hết trơn nha chị ơi. Cái này nè, bốn dao này nè chị, xài mới nổi nè. Ok, hủ chị Diễn Mía, chị lựa khác đi chị, nữa gì bên em đổi lại cho chị nha. Chị lựa đồ khác đi, nữa nhân viên em điện chốt đơn nó sẽ hướng dẫn cho chị đổi đồ lại nghe chị Diễn Mía ơi. Hàng lỗi là bên em sẽ đổi lại cho chị với chị nha, và trừ tiền. Ví dụ như mấy chị chọn cái mẫu khác, hiểu không? Rồi, bộ đồ lỗi đó bao nhiêu tiền bên em sẽ trừ tiền lại và em lấy lại nha. Dạ hủ 135 này á, là tẩy tới bầu chết nha chị gái nha, quế hồi. Cái này mấy chị xài á, là cho cả da mặt và body nha mọi người nha. Có kem body không? Hiện tại em có kem body Livy. Anh đưa hũ kem của em đang xài cho anh. Rồi chị, bà xay cua là bà nên mua cái này đi chị. Em có chị khách chợ mới là bà mua này nè, bà xay cua, xay thịt nghe chị gái nha. Bán á, bà xay bán nha, là bà xay mỗi ngày luôn á. Rồi mấy chị, body là mấy chị xài hũ kem giống em Hương nè. Trời ơi nè, con tôi nó quăng nè, cha ơi coi nè. Cái đó 220 miễn ship nè chị yêu ơi, 220 miễn ship giùm em. Đó, tại bây giờ em sung sung em lên bán lên miễn ship chứ, bán miễn ship đến gà không có lờ luôn cha. Đây mấy chị, đó kem body của em nè. Đó mọi người nghe sức nha, không bớt bính kem, không lộ văn kem mọi người nghe. Mấy chị sức kem mà mấy chị bước ra đường người ta biết mấy chị sức kem em trả tiền lại, đúng không? Mọi người sức kem mà ra đường người ta nói trời ơi bà đó có sức kem gì đâu, mình mẩy bà quần quại này kia, em trả tiền lại cho mấy chị. Mấy xe thịt 220 miễn ship nha chị, thành công Nguyễn ơi. Đây mấy chị, đó mọi người sức lên đây mấy chị nghe, mà mấy chị người ta biết mấy chị sức kem em trả tiền lại cho mọi người coi nè. Mọi người nhìn không, rồi nó khô xong mọi người nghe, nó không dính vô quần áo nè mấy chị, đồ mình không có bị kiểu đồ ngủ mấy chị nghe, không bị hôi chua. Thơm mọi người nghe, đó cực kỳ thơm. Chị Hà Châu, đơn của chị đi rồi sao đổi được. Chị Hà Châu ơi, sao sáng chị không nói, chị bây giờ đơn đi rồi sao đổi được cục vàng. Phải đơn còn ở lại bên em đổi được nha. Mà cái kia nó cũng xây được mấy chị, hiểu không? Nhưng mà nó xây ít thôi. Không chị nghe, bên máy xây thịt này là dạng mình bán hàng online, đâu có bảo hành chị. Còn chị muốn bảo hành thì chị ra điện máy xanh mình mua nha. Thì ví dụ như em bán cái này mấy chị nghe 220, thì điện máy xanh nó sẽ bán cho mấy chị là 400-500, bán gấp đôi thôi chứ không có gì, hiểu không? Đó, nó bán gấp đôi thì nó bảo hành cho mấy chị. Còn mình mua rẻ thì mình phải chấp nhận mọi người nha. Mà cái máy này em thật sự mọi người nha, 220, mình xài có 2-3 năm bỏ được không mọi người? 3 năm mà chưa hư đâu, em bảo đảm mọi người luôn. Rồi nè, cái miếng này mấy chị gắn vô đây nha. Đó, cái này thì xay được 1 kg nha mấy chị nha. Còn cái máy kia này mình xay được nửa ký vậy đó, nửa ký thôi mấy chị gắn nha. Rồi tiếp tục lên đồ. Kem body 95 ngàn chị, này không lộ văn kem, không bết vướng kem mọi người nghe, một hộp về 250 gram đó mấy chị. Trời ơi mọi người nghe, sức im lắm, em bảo đảm mọi người luôn, mấy chị sức rồi mấy chị ghiền. 95 ngàn hộp. Dạ hai con gì rồi, bỏ tay dài mọi người nghe, 60 đó lại dừa. Rồi 60 kéo lại dừa mọi người nghe, vậy là mấy dài có sức huyết ở đây nè, chị thấy mũi vằn nhiều. Rồi mọi người nghe, tay dài đó, ai lấy chốt mọi người nghe, tay dài 60 lại vừa 125 ngàn. Ai lấy bộ này chứ, má hồng mọi người nghe, hồng tay dài mấy chị 125 ngàn hồng. Chàng lấy hồng, chút hồng giùm em. Ở quên, nó quên quần đuổi mọi người nghe, lên quần đuổi hồi thương các mấy chị ngố bầu đùi nè. 40 đổ lên 55 nó lại vừa, hồng đùi em 95 ngàn, hồng đùi 95 ngàn, mà hồng đùi
Chị Hà cho em nói chị nghe nè. Cái máy mà hồi sáng chị lấy phải không? Là nó vẫn xay cua được. Vậy đem về cho xay đi, em nói chị vẫn xay cua được. Có đề nó xay ít chị đúng không? Đây, nó. Nó vẫn xay cua được chứ không phải là xay không được mọi người nha. Cái này là xay cua bình thường. Cái gì em nói với chị nghe, em bán không phải là em nói để cho mấy chị mua đúng không? Tại vì á, cái này nó xay được nhưng mà nó xay ít thôi. Đây, cái này chị xay được nửa ký lô cua, cái kia chị xay 1 kg. Đó, cái này em ba mọi người, mấy chị cần nhắn đi nha. Nhắn xay nha, đừng có xay những cái nhắn hoài. Đừng nhắn hoài mọi người nha. Đây mấy chị nè, nhắn lên nè. Đó, nhắn vậy nha. Đừng có xay bộ lon con tán mọi người nghe, xay cua xay thịt bình thường. Nhưng có điều cái này là ta xay nhà ăn bình thường mọi người nghe, là xay ít vậy nè. Còn cái này là mấy chị xay bán. Cái này xay bán mọi người nghe, cái này 1 kg xay bán. Đó, còn cái này là xay nhà mình ăn, cái này mình xay nửa ký lô. Đó, mà em nghĩ mọi người nghe nó nửa ký chứ mấy chị xay có khoảng 350 g thôi, đúng không? Rồi, lụa mình gồ tay ngắn hả chị? Sao lụa mình gồ tay ngắn là cái nào đâu? Để em kêu con Thi. Ê Thi ơi, sao con đến này Thi? Trời ơi. Trời ơi, em xây nhuyễn lắm luôn á. Chị Hà Châu. Quần đuổi. Quần đuổi ở trên đó cưng. Ai nói? Ai nói bộ đuổi? Để nó quăng ly lộn lại chị biết nha. Trong cái thời điểm dịch này nè, em thu chị 20 ngàn, chứ thật chắc là em bù tiền ship á. Nếu mà gửi đi hoàng về là 50 ngàn, chị ok nữa vậy chị chịu 50 ngàn phí ship em gửi lại cho chị. Cái gì hả? Cái gì hả? Bộ này đẹp á hả? Con bạn đâu có vừa đâu. Gửi đi hoàng về là 50 ngàn đó chị. Trời ơi cục vàng ơi, bây giờ mấy chị không tin mấy chị tự gửi đi, mấy chị ra mấy chị biết nha. Đó, gửi đi hoàng về là 50 ngàn phí ship đó chị. Mọi người có gì nhầm vậy, nói là vô em là bơm hoài là lỗ, mà thật chắc có lỗ thiệt mọi người nghe, tại vì gửi đi hoàng về là phí ship đi ship về nữa nha. Xếp L ha, quần đuổi ống rộng hả? Trời ơi, nó đem lên bộ đuổi ống rộng này chị. Bộ đuổi ống rộng là mấy chị gái nha, đẹp không? Size 70 kg là vừa em nè. Đó, 70 kg là vừa mọi người nghe, giá 125 ngàn. Giờ này lấy chốt mọi người nghe mấy chị, 70 đó là vừa 125 ngàn. Ai lấy bộ này chứ mã đuổi mọi người nghe, đuổi ống rộng 125 ngàn, đuổi ống rộng. Chị xay sao á chứ anh Thiện đâu rồi, mà cái máy này là cái máy mới nè, cái em xay cái xay em bán nè, còn máy cũ của em nè, anh đưa cái, lấy cái máy cũ của mình vô xay cho chị coi coi, lấy cái gì để vô xay coi. Đây để em lấy cái máy của em xay cho mấy chị coi nè, lấy cái máy cũ nè đây. Rồi mấy chị nghe, quần đuổi ống rộng nè. Đây lấy cái đầu này đi anh, lấy cái đầu này nè, xay nè. Cho chị coi. Để chồng em lấy đồ rồi em xay cho chị coi nè. Đó, em lấy cái lưỡi của em, lưỡi cũ, đó. Bây giờ tại vì lấy rồi sao em bán được đúng không? Nó phải lấy cái cũ của em ra xay. Ừ. Mà tại vì cái cũ của em chị biết sao không? Cái này nè, nó cũng một hiệu của nó nè. Mà đợt cũ nó khác màu mấy chị gái nghe, đợt mới nó ra cái màu này nè. Cũ là cái màu này mọi người nghe, nó cũng y chì chất liệu như nhau mọi người thấy không? Đây cái đợt cũ mà cái màu này nè. Rồi đợt mới cái màu này mấy chị. Đó. Để em xay cho chị coi. Em xài cái máy này nó cũng khoảng mấy năm nay rồi đó chị. Rồi này mấy chị gái nghe, quần đuổi ống rộng nè. Coi lên giá nhiêu. Này. Nè chị gái nghe nè, em xay phai lan. Tàu ô phai lan xay ủ dữ trời. Đây là chị gái nghe em xay phai lan cho chị coi nè. Nè, chị coi cái cối của em mà nó cũ xì luôn rồi, mấy năm nay luôn á chị nha. Đây. Nghe chưa? Nghe rồi. Đây là chị gái nha. Đó. Em lấy cái đầu này em gắn vô vẫn bình thường mấy chị. Cái này nè. Ủa cái này nó khác cái này vậy anh ơi. Giờ là cái đầu này nó khác đầu này mấy chị ơi. Em phải lấy cái đầu này rồi gắn vô cái đầu này mới được. Đây em thay cho chị mấy chị coi nè. Một ạ. Đây vậy ha. Nhớ đừng có nhận hoài nha mọi người, nhận nè. Nhận cái buông ra. Nhận cái buông ra. Đó mấy chị nha. Đó mình nhận nha. Đó, nhận cái buông ra mấy chị gái nha. Đây. Chị đòi nhuyễn sao nữa chị, yêu. Đó mấy chị nhận nha nè. Đó. Đó. Em xay xả nè, xay thịt nè, xay cái gì em cũng xay hết trơn mọi người nha. Đó mấy chị có gì nhắn vậy nè. Nhắn buông ra. Đó. Đây. Cái máy này em xài mấy năm nay rồi chị. Đây. Chị muốn nhuyễn sao nữa cục vàng. Đó. Bà muốn nhuyễn sao nữa chị yêu. Cái này là khoai lang nè chị gái nghe, khoai lang này là khoai lang cứng cực kỳ luôn. Đó chị.
Em xay thịt em làm chả giò nè, rồi em xay thịt em làm cái gì nè, em làm chả lụa luôn á. Đây nè. Ghê chưa? Rồi mấy chị quần đuổi ống gọng nè. Quần này mấy chị gái nha, nhà em cũng có cái máy này, xài êm lắm. Tàu ô chị Phương Lê ơi, xây xây xả mà nhà em đâu phải xây ít đâu chị, xây dùm cho chùa người ta cũng như là làm số lượng nhiều. Mấy chị nghe xây xả là mấy chị biết chị Phương Lê biết sao không? Nấu ba cái đồ chay mà trên chùa đó chị, xây số lượng nhiều lắm, xây lận mấy cái lô lận, chứ không phải là xây có 500 ngàn đâu mà chị gái nha. Anh hai em không xây là đâu khoảng mấy tiếng hồ lận đó đó. Tàu ô chị ơi, nó nhuyễn nhừ luôn, bà xây đi em thài nè. Tàu ô cho con em đó chị. Tàu ơi, cái máy này nè, cái máy nhỏ xíu nè, yếu xìu nè, đưa thay cái máy này coi. Cái máy này mà xây còn nhuyễn nè, không chỉ là cái máy kia. Đây nè, cái máy này còn nhuyễn nè, giống như là máy kia mấy chị gái nha. Nó máy này xây bằng pin nè, lộn sạc điện nè, mà còn nhuyễn nè chị. Nhuyễn lắm, ăn thua chị xây thôi nè. Đây nè mấy chị nè. Đó. Nó cái máy này thì 115 ngàn mà nghe, mà cái này thì nó không mạnh bằng cái bằng điện thôi. Cái này mình sạc điện nha, đơn giản. Cái này thêm nghĩ mọi người xây tỏi với rau củ này kia được nha. Rồi quần 65 cái dừa chị nghe, đẹp quá nè. Quần đuổi với chị nghe 65 cái dừa nhiêu nhiêu vậy hả? Rồi mấy chị, quần này 65 ngàn, 65 ngàn nha, đuổi cao cấp luôn, đuổi hàng xịn luôn. Mọi người nghe mấy chị coi đuổi giùm em nè, chắc đuổi đẹp mọi người nghe, siêu đẹp giùm em luôn nè. Rồi mọi người nghe, cây mô đề nãy mới sức, mọi người nghe mấy chị coi nè, chà vô quần luôn nè. Quên mẹ cầm sao cái quần đây mọi người nghe, nó chà vô cái quần luôn mấy chị nghe, không hề dính kem luôn mấy chị gái nghe nè. Đen thui thù lùi luôn mấy chị nghe. Đó, thường thường mấy chị xức kem là mấy chị dính vô quần áo hết trơn luôn, thấy không? Rồi mấy chị, 65 lại vừa mấy chị gái nghe, 65 ngàn, màu đen. Ờ chị xây đi, em xây đã xây xả còn được mấy chị. Em bán cho chị kia ở bên Kiên Giang kìa, bà chuyên gia bà làm mà sa tế đó mấy chị. Đó. Rồi ok nè, cái quần này cho chị Lê Giang nè, 65 ngàn. Rồi mấy chị nghe, quần này xây nhỏ nha, quần này là 55-56 lại vừa nè, chứ mã sữa nè. Sữa mọi người nghe, đó. Ôi ôi mấy chị nghe, quần này có dây kéo ở đằng sau lưng thun nha. Màu đen không biết còn không Thi, cưng ôm hết chưa? Rồi ok, một kem body cho chị Thái Duy nè. Rồi mấy chị gái nghe, đẹp không? 55 lại vừa mấy chị nghe, chứ mã sữa nghe, sữa 65 ngàn. Cưng ôm hết xuống quần đó thôi. Quần đen hình như nó có một cái à chị Bích, Bích Phụng Nguyễn ơi, giờ chọn màu khác được không? Là chị ống nhỏ nè. Quần ống nhỏ mọi người nghe mấy chị nè, nhỏ 75 ngàn. Nhỏ 75 ngàn, 50-60 cái bằng dừa mọi người nghe mấy chị, 75 ngàn, à lấy cho mã vàng. Vàng 75 ngàn, vàng bò. Trời ơi mấy chị nghe, dễ thương chưa? Rồi, nó cái máy xe thịt em nói 220 là cái inox. Inox 220 miễn ship nha. Còn cái này thì có 175 ngàn, không có miễn ship mọi người nha. Cái này 175 ngàn, không có miễn ship nha. Cái gì? Tôi tin tưởng chị nên tôi mới mua, là tôi không mua đâu, làm sao? Làm sao chị? Thì chị đem về chị xài đi chị, nếu mà xe không nhuyễn trả lại em. Này bán hết rồi. Trời ơi bà nội ơi, đưa nữa. Rồi đó. Trời ơi em nói chị nghe nè, bởi vậy mới nói đó mấy chị, mua hàng á thì giá cả nó không quan trọng mấy chị, quan trọng là cái uy tín đúng không? Đó. Tại em đang xài, em xây trước mặt chị đó chị. Còn em về chị xây cái gì không biết, đừng nói mà để xương vô mà xây nha, để xương vô xây chết luôn. Rồi đừng có để xương cộng vô xây nghe mấy chị. Để thịt nạc vô xây á, còn cua thì mình xèo à. Có kem trắng da không? Rồi mấy chị nghe, 50-60 cái bằng dừa mấy chị nghe, vàng đuổi giùm em nè. Quần đuổi mọi người nghe, quần lửng như là 65 ngàn nè. Quần lửng 65 ngàn, quần dài 75 ngàn. Ủa cái này nó có cái này nè, màu sữa 65 kg ha, để em coi coi. Vậy hả? Em lấy cái máy xay thịt nhỏ, loại nhỏ ok cho Lê Giang. Thiệt lắm mấy chị ơi, thiệt. Kiểu, rồi 65 kg nè mấy chị.
65 kéo lại vừa mấy chị nghe chứ mà rút nha. Rút giùm em mấy chị nghe, lỗi 7 lượm anh gọi size XL là cái tay ngắn còn không có không Thi? Lỗi nào em không biết nha, đâu có lỗi nào mà biết đâu ta. Không phải lượm anh gọn nha chị nghe, nó có loại mà lỗ tơ á. Lỗ tơ nó chỉ có M là M với 2X. Cái đó không. Là tay dài mà. Cái đó nó không có 1X nha chị Như Phan ơi, nó có M1 là M, 2 là 2X là chị. À. Rồi nâu mấy chị ơi, 60 65 cái bằng dừa nâu mấy chị nghe, lấy nâu comment nâu em nè. 65 là dừa nâu mấy chị ơi, nâu. Màu ruốc màu nâu. Rồi màu ruốc màu nâu mấy chị gái nghe, màu trắng. Ok, ruốc 65.000 nè cho chị Bích Phụng Nguyễn nè. Ờ chị xài đi chị ơi, yên tâm. Nhà em xài mấy năm nay, em xài là cái cối củ xì luôn chị thấy không? Củ xì mà nó còn mạnh như con trâu nữa chị. Rồi cam mấy chị gái nghe, lấy cam bên cam nè. Nhà em xài là xài thường xuyên luôn á. Tại vì nhà em chuyên gia ăn thịt bằm nấu canh mấy chị. Ăn thịt bằm nấu canh 2X hả chị, 2X là 5562. Ok. Nâu cho chị Bút Phụng Nguyễn nâu nè. Đó, cái đó nó có hai size chị, M với XL chị. Đâu có size 1X, XL, M với size 2X nè. Rồi 60kg lại vừa ngồi ngay cho má trắng nè. 60 đó lại vừa mọi người nghe chấm trắng giùm em, ai lấy trắng giùm anh trắng. Trắng nè chị ơi, trắng trắng. Quần đẹp. Rồi mấy chị ơi màu gạch nha. 60 65 cái bằng đẹp mọi người gạch giùm em nè. Trời ơi gạch comment gạch mấy chị ơi, 65.000. Gạch giùm em mấy chị gái nghe, lấy gạch comment gạch giùm em. Ok chị Quý Hằng nè. Chị nào lấy gạch comment gạch nha. Mà thường thường mấy chị kêu giữ đơn với đa số, ngày sau hỏi ai mua hết trơn. Ngày sau không ai mua hết trơn, mấy chị nghe cái ngày sau nữa bà kêu nó để chưa chị vô mua. Cái hỏi mua nữa mấy chị. Cái xong cái xả đi cưng ơi, xả đi. Xả đi, không có không coi à, xả đi. Rồi. Vậy hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Phải đuổi nghe chị Hồng Phượng ơi. Nên mọi người nghe mấy chị kêu giữ đơn rồi dám cố gắng mua em nghe chị ơi. Ok chị. Mấy chị kia em giữ đơn mọi người dám cố gắng mua em nha. Không có nhỏ hả? Có. Đâu rồi mấy cái nhỏ để đâu rồi Thi? À nè mấy cái nhỏ nè mà chị AP giỏ ơi. Có nhỏ bà. Đây nè nhỏ nè. Nè nhỏ 55 nấu lại nè bà. Trắng nè. Dễ thương. Đó. Thế chứ em nói vậy mấy chị đừng buồn nha. Tại có sự thật nha mấy chị nha. Có thật em mới nói. Không có không có nói đâu. Tánh em là em làm biết nói chuyện nó vô nó ra đó mọi người nghe, nói chuyện này chuyện kia của người ta em cũng không nói nữa, thiệt. Chị muốn em cũng không nói nữa. Rồi vàng nè. Nè mấy cái này là xe nhỏ nghe chị, xe nhỏ ơi màu vàng nè bà. Rồi quần dài nè. Quần dài 75.000 nha. Đây nè. Xe nhỏ 45 nổ lên mọi người nghe. 45 nổ lên mấy chị, 55 56 lại vừa, vàng quần nhỏ nè. Rồi lấy vàng cảm anh vàng. Đẹp lắm mấy chị nha. Bởi vì nhiều khi mọi người nằm suy nghĩ thế thôi mấy chị nha. Như mấy chị làm sao đúng không? Nhưng mà mấy chị tưởng tượng đi mấy chị. Mà cái này là so sánh này nó hơi quá mọi người nha. Mọi người lại mấy chị mua một tô hủ tiếu. Mấy chị mấy chị kêu chị chủ quán cho tôi tô hủ tiếu. Cái người ta đang trụng hủ tiếu rồi mọi người nghe. Cái mình suy nghĩ lại thấy bà kia ăn phở cái bên. Cái mấy chị chảy nước miếng cái này nè. Thôi chị ơi tôi không ăn hủ tiếu nữa nha. Bán cho tôi tô phở. Thì mấy chị nghĩ cái chủ quán mấy chị nó có nhược cái vậy không? Vậy hả? Vậy chị Như Hoan ơi, để bữa nào vậy em lên từ từ đi mấy chị. Lên từ từ đi, cái nào chị gặp thì chị ưng chị mua ngay cục vàng ngay. Chứ giờ nói vậy chị em cũng biết em ngáo luôn rồi. Ừ, thì nó không biết đường lấy rồi. Rồi mấy chị nghe dài nè. Quần dài nghe mọi người nghe, dài là 75.000 giùm em mấy chị. Form đẹp lắm. Form đẹp cực kỳ. Rồi cục vàng ơi, lấy comment màu em nè. Lần sau là lưng thun mọi người nghe mấy chị, lần trước vậy nè, cái quần này 60kg quanh lại nghe mọi người nghe, ai lấy comment hồng. 60-62 cái bằng giường mọi người nghe mấy chị đẹp á. Cánh tiên chính mắt hả? Rồi để em dòm coi. Rồi mấy chị nghe cái này là hồng ruốc mọi người nghe, hồng ruốc giùm em. 62 là giờ mấy chị nghe hồng ruốc. Hồng ruốc quần dài mấy chị ơi, 75.000. Ừ, cái này là cái dài không nè. Rồi 65kg mọi người nghe, 65 nó lại giờ mấy chị nghe chứ mà gặp. Gạch mấy chị ơi, lấy gạch chút gạch giùm em mấy chị gái nghe, mã gạch giùm em. Đó, 65 này vừa gạch.
Rồi xong cái mọi người kêu bên em giữ đơn. Màu đen hả? Họ thấy đen rồi. Đó, giữ đơn xong cái mấy chị biết sao không? Cái lựa mấy chị lựa đồ mới, cái mấy chị kêu bỏ đồ cũ ra đi. Thì nó vui quá. Ôi vui quá xa là vui mấy chị ơi. Rồi mấy chị lấy vàng cho quay vàng nha mấy chị ơi, vàng 75 ngàn mã vàng. Đuổi đẹp cực kỳ mọi người nha, vàng mấy chị gái nha. Ôi ôi xuất sắc. Đó, chị nào lấy vàng chút vàng giùm em. Vàng cam. Xanh cổ dịch. Xanh cổ dịch mấy chị yêu nha. Trời ơi, bà nào ở sao lên bán ở cái này ế dữ ta. Rồi, mình lên bán cái gì nè, hương. Hương có bộ quần chín tắc cánh tiên. Là gì đây? Uống miếng nước cái này tính nữa mọi người nha. Mấy giờ rồi? Trời 4 giờ hả? 4 giờ rồi. Ừ. Thời gian mấy chị ơi, thời gian trôi quá mau mấy chị ha. Ừ. Rồi màu đen không có đen rồi. Rồi mấy chị nghe đùi con gấu nè. Đó. Rồi 62 lại dừa. Quần lửng lấy màu sáng nè. Cái này là lửng hay dài thôi? Cái này lửng hay dài thôi? Có mấy màu đó. Rồi mấy chị nghe 62 lại mấy chị bạn nệm nè. Rồi cái mã gấu vàng. Gấu vàng sale 60 ngàn. Gấu vàng sale 60 ngàn gấu vàng nha. Lấy gấu vàng chút gấu vàng mọi người nha. Gấu vàng 60 ngàn gấu vàng. Ống nhỏ hả? Xem quần lửng màu sáng. Quần lửng không có gì màu sáng hết trơn. Đưa ba màu vậy coi, đưa mấy màu lại cho bà cầm cho bà coi đi. Bộ mặt 115 ngàn. Ngố cô tông thái đẹp. 115 ngàn thôi chị ơi, siêu đẹp. Ta bán trầm giữ bán 115 ngàn chơi vậy đó. Rồi trắng. Sữa. Cam. À, chị Như Khanh ơi, bây giờ BMA mà chị kêu đừng cổ đừng có phối. Ông mà chứ có cổ không phối không Thi? Chị này có bốn mấy cái hai ấy sao được? Sao chị em mời chị chơi gọng ôm kìa. À chị có bốn mấy cái à. Ừ mà chị chơi mờ ôm. Chị hai ít như cái mền luôn rồi. Rồi nè, để đi lên cây này coi chị có được không. Rồi nha, quần nè các chị nha, quần lửng 65 ngàn, còn màu cam, màu sữa, màu trắng nha. Cam sữa trắng giùm em. Rồi bọn này mấy chị 55, 56 là vừa nè mấy chị nha. Quần chính tắc nè. Rồi cái mã đen 95 ngàn đen. 55, 56 là vừa mấy chị yêu ơi, chốt mã đen 95 ngàn. Rồi nè, em lên cây BMA nè, không BMA này chắc chị bận được rồi, hay em mời chị chơi ôm bận này được nè. Ừ. Nè chị, cái bộ này chị, 60 lý là vừa nè chị. Đó, chị bận còn rồi đi. Chị bận xe chung giống trăm quỳnh nè. Form này form chung. 50-60 cái bằng dừa chị yêu ngay 95 ngàn. Em còn màu hồng dâu nè. Hồng dâu. Hồng đậm. Chuột xanh. Gấu đỏ. Đùi 60 ngàn cho Mỹ Anh. Ok. Rồi. Vàng. Chính tắc mà cánh tiên. Chính tắc mà cánh tiên. Em không biết chính tắc cánh tiên là cái gì nè chị. Cánh tiên hả chị đuổi không? Ừ. Đâu có, em đâu có nói chị Hà Châu gì đâu chị. Hồng đậm chị Mai Lê đó, hồng đậm lấy cái gì ta? À hồng đậm pyjama phải không? Ok chị Mai Lê, hồng đậm pyjama nè. 95 ngàn. Rồi nè chị, xanh đậu nè, xanh cái này là xanh chuột nha, xanh đậu. Xanh chuột xanh đậu. Trời ơi mấy chị. Không chị, cái này là nó gì không à chị? Nó có gì không à? Còn hoa văn hả? Để em nhớ coi. À thay chứ còn cây bima mà loại hoa văn 105 ngàn thôi. Ok chị yêu nè. Rồi mấy chị nghe. Ủa thơm quá. Ok bộ đùi 60 ngàn cho bỏ nguyên bộ luôn. Còn mẹ. Cái bộ đùi 60 ngàn nó còn màu gì nữa đây nha. Thấy không? Ủa cái con gì nó cắn nè. Rồi, ok nè. Xanh gì? Ừ. Nói chung mà mấy chị ơi, em cũng chấp nhận hết trơn, hiểu không? Nhưng mà mấy chị ơi, ví dụ như mình thấy nó bán tội nghiệp thì mấy chị cũng như kiểu mình hạn chế á, mọi người hiểu không? Hạn chế xả tới xả lui tội nghiệp em. Nói chung em cũng dơ kỹ lắm, mọi người thấy không? Rồi, bà lấy xanh nào chị? Xanh này là xanh chuột nha. Xanh chuột với xanh đậu nó khác nhau nha, chị gái nghe, nó hai cái nè. Vậy mà lấy nào?
đầu ô, xức kem vô gọi nó mùa nghe, nó thơm thơm gì đâu thơm mọi người nghe đó. Cái này nó có hàng giả đó mọi người nghe, cái kem body này của em bán mọi người nghe, nó có loại hàng giả đó, có loại người ta bán có 50-60 ngàn nữa mấy bà ơi, thiệt có người tao bán có 50-60 ngàn nữa mấy chị gái nghe, mà mấy chị về mấy chị xức liền nó lỏng le lỏng lét à. Lấy xanh đậu, ok chị Mai lấy xanh đậu. Ừ à, còn cây hoa ở trước đó thì có đùi, có đùi gì còn không, có đùi gì còn không là cái gì vậy mỏng miệng. Cái này con lấy là cánh dơ hay là tao thường. Ừ. Dạ cái này là 60 viên, 60 viên chỉ uống trước khi ngủ 2 viên em nghe chị Lê Giang rồi, uống được tháng rồi nè chị, bộ loại mình gồ gồ nè chị nghe đó, loại này 115 ngàn đây chị yêu nha, phơm 6 mua lại dừa 56 mua lại dừa đây chị, không thích hình thú lụm này đi. Ừ, này 115 ngàn, màu xanh rêu, màu hồng, trắng, vàng, hột gà, đỏ. Rồi chị yêu lấy bộ này chút màu. Ừ. Ok, xanh 115 nè, cho chị Như Khanh. Kem đợt này thơm hơn đợt trước. Vì hả chị, sao em thấy đợt nào về là em cũng có xài hết trơn, em thấy nó cũng bình thường. Chứ hả chẳng, đợt nào về, tại vì em là em xài luôn mọi người nghe. Đây, về đợt nào là em cũng lấy ngủ ngủ cho mọi người nghe. Đó, về đợt nào em không lấy ngủ ngủ không xài hết trơn mấy chị. Đó, nè nè con em hồi tối nó quăng nè. Em đang sức nó quăng đó mấy chị nha, nó đổ từ lè từ vương của em chân. Mô phạt à, em nhỏ tuổi hơn chị, vậy hả? Cái đó hả chị, 150, bệnh 150. Ok, vàng chị Mai Lê vàng nè, 115 ngàn mấy chị ơi. Ừ, thơm thiệt. Rồi, chốt với chị gái nha. Đó, tại em về lần là mấy thùng mọi người nghe. Nó em vừa xài hết kem là ở đâu về đợt mới rồi đó. Hoa văn hả? Ờ, hoa văn như cánh dơ. Không, đâu có giống được. Nó giống nhau khác nha chơi. Cho em coi màu hồng đi, đây nè. Ê, còn cây lụa, cây lụa hoa nhất đó. Hả? Ừ. Rồi mấy chị Hồng nè. Ờ, có bộ đồ đùi hay lửng còn không? Con bò. À bò lửng ha, để em kiếm coi khi nó kiếm bò lửng nó nằm đâu nè chị. Bò lửng hả em nhớ còn không biết nằm đâu. Ok Mỹ Anh hủ cái body, xài được cưng im lắm. Thiệt. Em bảo đảm mọi người luôn, 95 ngàn mấy chị xài đi mấy chị, im lắm luôn, em xài. Em xài là thật sự mọi người, em xài là có khoảng 2 năm mấy nay đó. Hủ nhiêu em 95 ngàn rồi chị. Mặc gì vậy? Trời ơi lon ơi, ngố đẹp một cái lon ơi. Nhất nắp, nhất nắp, nhất cái nắp lon ơi. Trời ơi mấy chị nghe. Nó thơm mà xài nó đã cực kỳ mọi người nghe. Mà mấy chị xài đi mùng mền chú gói nó không có bị hơi chua. Hiểu không? Mà xài kem mấy chị ơi, người ta không có biết mình xài kem mấy chị sức cỡ nào nghe. Giờ em sức dày cho mấy chị coi thử nè. Đây. Em bây giờ em sức dày cho mọi người coi thử nha. Em sức thiệt là dày cho mọi người coi nè. Em chịu chơi hao nghe, chứ em thật thật mọi người nghe mấy chị nghe. Nam môi là Phật, em sức kem cũng hạ tiện lắm. Tì bán mọi người nghe, chứ sức kem cũng hạ tiện lắm mấy chị nghe. Biết sao không? Tại vì mình phải để dành tiền cho con mình nó ăn nữa mấy chị nghe. Đây, em sức dày. Cái gì? Còn cây đó mà tại cưng không kiếm được cái trên cậy á. Ở trên cậy bên góc bên kia á. Đây mấy chị nghe, em sức dày cho mấy chị coi nè. Nghe, em sức dày mọi người nghe, một hồi nó khô mấy chị coi nè. Không có kiểu lũ văn kem hay là bích bính kem nha. Nhiêu bộ 115 ngàn bạn ơi. Tôi lần đầu xài. Còn mê ship nhiêu 25 ngàn toàn quắc nha chị Thanh Thủy ơi. Ok kem 95 cho chị Trần Niệm nè. Chị Trần Niệm với xài của em mấy năm nay mọi người là mấy chị làm sức dày mọi người thấy không. Nó đây mấy chị nè. Mấy chị nhìn đi, nó không có liệu lộ văn kem hay là gì hết trơn mọi người thấy không. Nó sức 50 giây là nó cái gì ta. Sức 50 giây là bắt đầu nó khô liền. Rồi, xay tỏi bằng tay em hết rồi chị ơi, còn xay tỏi bằng pin. Rồi mọi người nghe mấy chị là nó khô rồi đó. Đây mấy chị nghe nó khô rồi nè. Đó mấy chị nghe, không có hề dính vô quần áo hay là gì hết trơn mọi người nghe mấy chị. 50 giây là nó khô liền. Đây mấy chị nghe. Đó. Rồi. À.
lấy cho em và trắng da. Rồi đặt một bộ rồi. Rồi ok. Ok mấy chị nè. Ok chị Bích Phụng Nguyễn. Rồi mấy chị ơi, 50-60 cái bạn vừa ngồi nghe chứ mã hồng nè. Ủa cái quần hồng ở đâu rồi? Rồi hồng mấy chị gái nghe mấy chị nè, có tay nè. Người thấy không? Đó, không có thấy kem bọng gì hết trơn mấy chị gái nha. Rồi lấy hồng chút hồng mọi người nghe. Đó, 115.000 hồng. Ồ mọi người thấy không? Đó mọi người nghe nè. Rồi bây giờ mọi người nghe nè, nó thấm vô hết trơn luôn nè. Nó thấm vô trong mình em hết trơn mọi người nghe mấy chị nè, để em kỳ cho mấy chị coi nè. Kỳ không ra luôn mấy chị gái nghe đây nè. Đây mấy chị nghe nè. Đó, mấy chị nghe, mấy chị ngồi nghe bật gió 50 giây nó khô nè, em ngồi nghe bật gió nó khô queo nè, mọi người thấy không? Đó mọi người nghe nè, kỳ không ra kem luôn mấy chị nghe, nó thấm vô mình hết trơn à. Kỳ ra, nó kỳ không ra kem luôn vậy đó. Ừ. Rồi bà lên u mì không kịp. Bà lên u mì không kịp. U mì gì? Em đâu có bộ u mì đâu, lên chị Quỳnh Phong ơi. Em đâu có bộ u mì đâu chị. Rồi mấy chị đỏ nè, hộp vàng nha. Vàng, trắng. Rồi cục vàng lấy bộ này chút mọi người nghe. Đó, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ u mì là bộ gì em không biết nè. Rồi mấy chị, nó cánh dơ là nó kiểu gì nè mấy chị, đẹp lắm. Ờ ơi mấy chị nghe, mấy chị xuất đi. Mấy bà đi đi đám cưới mấy chị xuất, người ta cũng không biết mấy chị xuất kem luôn nữa. Im lắm. Rồi cánh dơ mọi người nghe mấy chị, 65 này vừa nè. Bộ u mì em không biết bộ u mì là bộ gì nghe chị Quỳnh Phong, hình như em đâu có bán bộ u mì đâu trời. Em không có bán bộ mì ở trường Phong nha, khỏi đỡ nghe cục vàng ơi. Rồi mấy chị ơi, 65 này vừa mọi người nghe, chiếc mã hoa nè. Hoa 125.000 mã hoa, cánh dơ. 50-65 cái bằng dừa, hoa dùm em mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Bộ đang mặc có 115.000 à bạn Lon ơi, chưa lên hết đó nè. Ủa đang đi làm mà cũng ấy được hả? Rồi mấy chị mã thổ cẩm dùm em nè. Đẹp kê luôn. Đó. Ừ. 50-65 cái bằng dừa mọi người nghe, 115.000 mấy chị mã thổ cẩm dùm em. Ừ. Em xài mấy năm nay mấy chị nghe, em xài mấy năm luôn á. Mấy chị thấy em trong màn hình vậy chứ ngoài em trắng thao à. Ừ. Đó còn chị nào muốn nhanh trắng mọi người nghe mấy chị. Đó mình chịu khó để bầu chết hoặc là tắm trắng. Đâu rồi thi, có cái cục 45.000. Chị hỏi em mượn quần u mì. Trời ơi bà nói chữ u mì tôi tưởng mà mua quần đây nè. Quần u mì thì có nghe, em đâu có bộ u mì. Vậy hả? Nè, em bộ u mì không có mà có quần u mì nè. Bộ u mì bán hết lâu rồi. Quần u mì 95.000 cái nha, size từ 40 đổ lên mấy chị, 67 đổ lại vừa. Vậy hả? Trời ơi, đừng lo mày ơi. Nè, chị nào muốn nhân tránh với em Hương. Mỗi ngày mấy chị nghe tắm cục này cho em 45.000, mấy chị tắm xong. Mấy chị xức kem. Em đang tắm mọi người nghe, 45.000 cục. Coi chừng phúng máu cái giò đó nghe, bà Thi để xích vô giùm tao cái Thi ơi. Rồi mấy chị nghe, con đâu có chảy máu một, con chảy mừ lần đó. Coi chừng phúng giò đó, đi vô da con lụng đó. Nó kìa kìa, nó đi ra kìa. Rồi mấy chị yêu ơi, ai đấy chốt nghe. Ok, cục 45 chị Trà My, cục 45.000. Ê thôi, ê vô, con vô đây cho dì Lon coi bộ đồ con đang mặc đó, coi vô. Nè dì Lon ơi, coi vô nè dì Lon ơi. Đây mấy chị nghe bộ đồ con em đang mặc 45.000 mấy chị nghe, không đẹp cực kỳ. Mẹ chưa ở không, cắt tóc cho vô nữa nè, con hello dì Lon đi. Lấy bộ bầu trắng ok, trắng 125 chị Mai Lê. Dục ra. Đây nè. Đây trắng cho chị nè. Rồi con nói đi mấy cô ơi, đồ con bận 45.000. Trời ơi. Con giật cạp cạp. Thấy ưa quá. Ừ. À, ghét quá Mi Du ơi. Ờ bữa nay bận đồ thấy bận đồ bự bự không nè. Nè tính lấy cái này cho nó nè Lon. Này giải đẹp thấy ghê luôn nè Lon. Ôi ôi cưng mọi người nghe, bộ này có 60.000 à, ngố mấy chị nghe, ngố bé nha. 60.000 mấy chị gái nha. Đây, 25kg nó lại vừa mọi người nghe. Bé 4-5 tuổi. Đây là chị quần đen nè, quần đen này em có size nha chị Minh Thiên Nguyễn ơi. Quần đen này em có size mọi người nghe, chứ không phải một người bằng cái quần, lộn 3-4 người bằng cái quần mọi người nghe. Em có size từ 40-67kg bằng vừa. Giá đó là 95.000 quần này mấy chị nè.
bạn đi làm nè, bạn đi 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 chơi này kia cũng được mọi người nha. Đó, 95 ngàn quần giùm em. Rồi bọn này mấy chị 60 ngàn à, thun đẹp một cái dữ dằn luôn lon ơi coi nè. Thun mà dạ không đủ lông luôn á mấy chị. Rồi. Bọn này bé nhỏ nghe chị Trà My nè. Bọn này nè, bé 15 cho tới 25 kg bạn dừa. Bé mọi người nghe. 4 5 6 tuổi mọi người nghe. 4 5 6 tuổi giùm em mấy chị 60 ngàn. Rồi. Chị Trà My chịu nhớ mua cả cặp nghe chị Trà My ơi. 45k bao nhiêu ký? Nó có sai chị. Con chị mấy ký? Con chị mấy ký? À. Rồi chị nhớ mua cái cạc giùm em nha chị. Em nói chị khách mới chị không cảm cặp cạc giùm em nha. Lấy chọn lòng tin của mình cái đi chị, rồi xong mình á thử sao chữ chị. Gì vậy? Dính nè. Chết mẹ. Đó coi. Đẹp và vui vậy trời. Ồ mấy chị nè. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi mấy chị, rồi dính vô. Rồi dính vô, ai lấy lên giày giặt giùm em mấy chị gái nghe bộ này. Dính vô xe mà ngồi lỗ luôn, 85 ngàn. Dính vô 85 ngàn. Ủa này cái này em phải của em dính nè mọi người nghe. Này dính đâu rồi sẵn rồi nè. Trời ơi. Đã không để ý nha. Rồi dính vô 85, không thôi trả lại. Ok, Minh Thiên Nguyễn nè, lấy ba cái quần size 60kg. Nó lấy 36 chỉ đi cưng. Rồi mọi người nghe đẹp quá nè. 50-65 cái bằng giường mọi người nghe chứ mã hoa văn. Hoa văn mấy chị gái nghe hoa văn 125 nghìn mã hoa văn giùm em. Rồi ok dính vô chị Mai thấy em về giặt giùm em chị thấy ơi. Lấy nào ra. Bị giùm lấy không? Rồi mấy chị ơi. 65 nó lại giường mọi người nha. Đó, cẩu sang mọi người nha. 50-65 cái bằng dừa 125 ngàn. Chị nào lấy comment mã 04 giùm em nha. Mã 04 á chị, 04 em 125 ngàn 04. Rồi. Lấy bộ trắng giống kiểu vàng lúc em mặc nha. Là sao? Lấy bộ trắng kiểu vàng. À cái bộ 115 ngàn đó Thi. Ok chị Mai ơi. Rồi. Bộ tay dài mọi người nghe mấy chị đẹp ha. Form 62 là vừa em nè. Chị nói lấy bộ trắng 125. Ừ. Rồi mấy chị 60 là vừa nè tay dài. Bộ này sale 10-110 nha. À lấy bộ này vàng 110 giùm em mấy chị. Vàng 110 ngàn mã vàng. Vàng 110 mấy chị nha. Rồi tết chưa lo. Vậy cho em mặc vừa nhé. Ok yên tâm. Rồi tay dài 65 lại vừa mọi người nha. Rồi cho em 130. Lộ manh gồ. Đó. À lấy con đỏ mọi người nha. Đỏ 130 em. Đỏ 130 ngàn đỏ nè. Rồi mấy cục vàng nha. 60-65 cái bằng vừa. Xanh giùm em mấy chị ơi. Ồ mấy chị quần của tôi mịn thoái này nè mấy 100 ngàn. 60-65 cái bằng giường mà nghe chứ mã xanh 100 ngàn. Trời ơi sức nè. Ồ mấy chị thấy không? Ồ không có một kiểu như mà em sức là vậy đó. Hiện đang sức gầy luôn mọi người nghe chứ sức mỏng mỏng là nó còn mau khô nữa. Này là gì đây? Bộ này xe nhỏ mọi người nghe, hồng xe nhỏ. 40 đổ lên mọi người nghe, 55 nó đẹp giùm em nè. Hồng dâu nhỏ giùm em ha. Hồng dâu nhỏ nè. Ở ngoài này nó lộn quần nè Thi, chưa kiếm được nè. Áo con heo, còn quần con gì nè Thi. Nữa kiếm cho con Nguyên Cần nè. Có ngày hôm qua đó. Hà Phong. Hà Phong này xả gì Thi? Chỉ kêu xả hả? Rồi mấy chị ơi. 15-25 cái bằng vừa mọi người nghe mấy chị lụa bé 70 ngàn. 15-25 cái bằng vừa mọi người nghe. Đỏ 70 ngàn. Đỏ 70 ngàn em nha. Cái gì 55k chị? Đâu có mẫu gì 55 ngàn đâu chị Trà My ơi. Rồi mấy chị dễ thương quá nè. Xe hết 25 cái loại vừa. Quần dài. Đó chiều lấy chốt 70 ngàn. 15-25 cái bằng vừa mọi người nha. Đó bé 6 tuổi mấy chị nha.
Bé 6 tuổi giùm em mấy chị gái nha. Bé 6 tuổi giùm em 70 ngàn. Ok chà My. Chị chà My yêu dấu chiều nhớ mua cái cạc giùm em nha chị yêu. Rồi bé chị, 60-65 cái bằng giường ngồi nghe hồng sọc giùm em 100 ngàn nè. Hồng sọc 100 ngàn, lấy comment mã hồng sọc. 60 đổ lên, 65-67 là giường ngồi hồng sọc. Mấy giờ chị hết like, em chuẩn bị nghỉ nè chị. Rồi mấy chị áo phát sọc treo thứ ở trên. Ủa Lon ơi, cái phát sọc này đẹp ghê luôn, sao Lon không lấy luôn. Cái màu đẹp nhất trong đàn luôn á Lon. Cái màu đẹp nhất trong đàn luôn á bà. Rồi cái áo phát mọi người mấy chị 60 đổ lên, 65-67 là vừa không nón nha. 115 ngàn. Chiều lấy cái phát này của mình phát xanh 115 ngàn. Sọc 95 ngàn mấy chị. Sọc đẹp cực kỳ luôn mấy chị yêu ơi, 95 ngàn phát sọc. Em chuẩn bị nghỉ like đó chị. Rồi sao chị yêu. Rồi mọi người nghe cái khăn giùm em mấy chị, khăn lớn. Anh này dẹp mấy này đi anh ơi. Dẹp đi anh chuẩn bị nghỉ nè. Khăn 50 ngàn. Rồi ok cái sọc 95 như chị chà My luôn nè. Mấy giờ chị nghỉ like em chuẩn bị nghỉ. Rồi 50-60 cái bằng giường mọi người nghe. Trời ơi mấy chị. Rồi gấm bơm 100 ngàn mấy chị. 50-60 cái bằng giường mấy chị nghe, gấm bơm 100 ngàn. Thường thường hả chị, 11-12 giờ trưa em ra tới chiều. Đồ bộ sọc á em, đồ bộ sọc có size XL không em? Có. Hồng bơm 100 ngàn cho chị Mai Lê, ok. Rồi bé mấy chị nghe, cậu bé đẹp quá. Bé 25 cái là vừa mọi người nha. Siêu đẹp mọi người nghe, ủa cái này sao để nó không lấy hả thầy? Vậy đó ngày hôm qua comment cam với Hồng gì nào không lấy luôn hả? Vậy hả? Rồi bộ này 60 ngàn mấy chị ngố đẹp không? Kem tay 95 ngàn. Vậy hả? Kem tay 95 ngàn nha chị Minh Thiên Nguyễn ơi. Ok chị. Kem tay 95 ngàn chạy đi chị, im lắm. Kiếm 3D hả chị? Ngố 3D. Để ra chứ nữa em kiếm chị em kiếm. Rồi 50-60 cái bằng giường ngồi ngay dập ly. 125 ngàn, lấy bộ này chứ mã dập ly giùm em. Dập ly 125 ngàn, dập ly 115 ngàn, còn mấy màu, 115 ngàn là gì ta? 115 là cái gì ta? 115 ngàn là bộ anh gọi pyjama hay gì? Đâu có bộ nào 115 ngàn đâu. 115 là cái mẫu này nè. À vậy hả, không có xe 5 rồi, có xe 3. Rồi Hương có nhỏ bạn Úc cô Úc góc đơn chung với mình nhé Hương. Ok trời ơi, vậy là còn mừng nữa chị. Có người quen là còn mừng nữa. Rồi to anh hai bộ bé 50 ngàn nha chị nha. Hai bộ 50 ngàn, em còn xe 2, xe 3, không có xe 5 chị ơi. Vậy hả, bữa xe 3 là bạn nhỏ hả chị? Tại con em nè, nó 15kg, nó bận xe 2 này rộng thênh thang quá chị. 15kg mà bé 4 tuổi đó. Rồi mấy chị, hai bộ to 50 ngàn. Dập ly hả, chị Mai Lê bạn nhiêu ký? Mai Lê nãy nói nhiêu ký em không biết nè. 59kg mấy 55. Vừa. Vừa nghe chị nghe. 59kg mấy 55 là vừa đó. Rồi mấy chị gái nghe, cái áo nè. Áo 50-60 cái bằng giường ngồi nghe áo này chứ dễ thương không mấy chị. Ôi cân luôn. Rồi áo xe 70 ngàn. Áo xe 70 ngàn mọi người nha. Áo xe 70 ngàn. Ok chà My lấy bộ 50 ngàn nè. Hai bộ 50 ngàn nè. Có màu khác không dập ly hả? Trời ơi chị, giờ này em like hết nổi rồi. 50 ngàn là hai bộ to nè cân. Đây nè, hai bộ to nè cho chị nè. Chị Trung Nguyễn An lấy hai bộ to 50 ngàn. Áo phát 115 ngàn còn có một màu một. Dập ly hả? Trời ơi một đống luôn. Ok dừng anh hai bộ tôn bé 18kg. Dập chị dập ly còn nhiều lắm chị Mai, chị mà gì nè. Chị về chị biển bờ. Nhiều lắm. Áo phát 115 ngàn còn có cái này nè chị. Đưa chị cái này coi thi. Còn có cái là chị Minh Thiên Nguyễn lấy đi vậy đẹp lắm. Cái này hỏi em cũng bán 130 nè chị. Còn cái một xe 115. Anh đưa cái bộ xanh đen nó qua cho em coi. Bộ ngoài luôn anh, dập ly ngoài luôn. Đây nè.
đẹp lắm. Nè dập ly nè. Đó. Cái này là chị không nghe máy không mọi người nha. Đi đây còn bỏ nha. Ừ. Ok, gọi vậy là chị cô Út, Út cô chiều nay đưa cho chị chụp hình cho chị hạnh phúc nè cơ. Rồi mấy chị nè, dập ly mã 17 nè. Ờ ơi mấy chị, này điện thoại là không nghe máy nè. Rồi mấy chị em còn cái bình nước cuối cùng mà ngồi nghe mấy chị, bình nước này xài em đó. Bình nước này mấy lít nè. Bình nước này vậy, lít 8 lận. Lít 8 rồi mọi người nghe. Rồi lấy lên chốt mọi người nghe, cái bình này xem mọi người 65 ngàn. Ok nè, mã 17 nè, cho chị Mai Lê. Không nghe hết đen á, nãy có người ta mua đen hết rồi, còn màu gạch màu gì đó. Rồi, bình nước 65 ngàn cho My Quỳnh nè. Êm lắm nha My Quỳnh, cái này là làm bằng bằng nhựa lúa mạch nha mọi người nha. Cái này mấy chị xài tốt lắm, không có ảnh hưởng sức khỏe gì hết trơn. Không nghe chị, 62 cái ôm. Bé 18 cái mấy tuổi nghe vậy chung An Nguyễn. Rồi lấy bộ này chốt mọi người nghe dễ thương không mấy chị, mã 34. 60 đổ lại vừa mọi người nghe, 50 đổ lên mã 34. Đó mấy chị đẹp không, 125.000 dập ly mã 34. Mã 34 mấy chị gái nghe. À lấy 34 chứ 34 giùm em. Nè, dập ly nó nhiều lắm. Rồi cho em cái áo khoác 115. Ok, Thu Thủy cho số hỏi đi. Chị Thu Thủy cho em có số hỏi nha. Rồi mấy chị dập ly nè, trời ơi ai không nghe máy nè. 60 đó là đẹp giùm em mấy chị gái nha. Rồi chốt liền em mã 27 nữa mấy chị, 27 nè, quá đẹp luôn. Đó, 60 đó là vừa mọi người nghe, mã 27. Dập ly lụa đẹp lắm mấy chị ơi. 27 giùm em mấy chị gái nha. Rồi khăn một cái 25 ngàn. À, bóng tuổi 18 kg. Ok. Chị Trung Nguyễn Ngang bóng tuổi 18 kg rồi nè. Mấy chị, ban vệ sinh cây 115 ngàn. À, mấy chị, bột thực phẩm mọi người nghe, 30 ngàn. Khăn 25 ngàn. Đó, chị nào có đơn quăng vô, quăng vô. Quăng vô, quăng vô mấy chị. 18 kg, 7 tuổi. 7 tuổi là bạn đồ con nít qua người qua em bé bự nha chị. Rồi mấy chị ơi, 60 65 cái bạn vừa nè, xanh đen đùi. Xanh đen đùi 70.000. 60 đổ lên 65 67 là vừa mọi người nghe mấy chị, chứ mấy xanh đen đùi 70.000. Bọc thực phẩm cho chị Phương Anh, im đó mấy chị, xài đó im lắm. Đây mấy chị nha. Rồi bộ ton. Ton là 55 62 cái bạn vừa mọi người nha, ton quần dài. Xe bộ ton mấy chị 70.000. Ton 70.000 mấy chị ơi, 55-60 kg bằng dừa. Trời ơi. Ok, khăn 25.000 lấy 2 cái cho Trung Nguyễn Ngang. Khăn im đó mấy chị. Khăn im cực kỳ luôn. Rồi mọi người nghe, 50-60 kg bằng đẹp em nè. Ủa chút bơm mà cũng xả có xả lui nữa ta, buồn vậy. Rồi mấy chị cho mã đùi 65.000. 50-60 kg chứ. Đùi lụa màu 65.000, bộ này em thấy người ta like tới 150 cha. Ta bán bộ này 150 em bán 65.000. Rồi mấy chị gái nghe, đẹp ha. Đó, bộ đồ đó chị Mai Lê bạn ôm. Rồi mấy chị yêu ơi, 60 65 cái bạn vừa. Đùi 65 cho trăm thì. Rồi cảm ơn chị Hạnh Phúc. Rồi, áo khoác Thu Thủy cho xuống hỏi lên. Thu Thủy cho số điện thoại nè. Em thấy chị có số điện thoại mà không có địa chỉ là Thu Thủy nào á? 0966 701 148 gì đó đúng không? Rồi 60 65 cái bằng vừa mọi người nghe mấy chị. Đùi này sale 60.000 luôn nè. Lửng. Lửng 60.000 nghe. Lấy lửng ra bên lửng mọi người nghe. Lửng 60.000 mã lửng. Rồi mấy chị yêu nha. Chị nào nè, bị nắm da đầu nặng, ngứa da đầu, nắm da đầu mọi người nghe, bị gào nặng này kia mọi người nghe, xài này cho em, chai này 115.000, mình gọi thay sữa, thay xà bông hàng ngày mọi người nghe, 115.000. Chị nắm, chị ngứa. Rồi mấy chị sữa tắm dê 95.000. Tắm gội của bé luôn mọi người nghe 85.000. Lẫn 60.000. Ok chị Bích Phụng Nguyễn, lẫn nó đẹp lắm á chị, lụa đẹp lắm á. Em bị bơm hoài luôn chị Bích Phụng Nguyễn ơi, bà nhớ dặn cái đó giùm em nha, đừng để hoài.
Rồi mọi người nghe, xay tỏi bằng xay tỏi ớt mọi người nghe bằng điện 115 ngàn. Kem body là 95 ngàn. Rồi tẩy tế bào chết quế hồi mấy chị gái nha. Tẩy tế bào chết quế hồi mấy chị 135 ngàn. Cơm cháy khô gà hộp gì mấy chị nghe 40 ngàn. Hộp lớn 80 ngàn dùm em. Khăn này 25 ngàn mấy chị gái nghe, khăn im lắm. Rồi mấy chị, ok chưa Thu Hỷ, cho số điện thoại lại rồi thấy rồi. Dám chị có mua rồi mà điện chút lên không được. Thu Thủy áo khoác nghe thầy. Cây lau nhà mọi người nghe 115 ngàn. Cây lộn mô phạt 75 ngàn. Cây lau nhà tự dắt mọi người nghe 75 ngàn một cây. Ai lấy comment cây lau nhà, cây lau nhà cho em mấy chị gái ha. Rồi mọi người nghe, em up like mấy chị gái nghe, xuống like quần lót mấy chị đẹp không. Thời gian gì như nước chảy luôn, chảy gì mà chảy theo không kịp nó vậy chứ. Cơm giấy khô gà 40 chị Trâm Thùy. Ok chị yêu nè. Rồi mọi người nghe, 5 cái quần lót mọi người nghe 95 ngàn. Đó, kết thúc live stream là không tặng nữa mọi người nghe. Chị nào mua trong cái live stream nè, 5 cái quần lót 95 tặng cho chị thêm một quần là được 6 quần. Nhớ đòi mấy đứa nhân viên nha mọi người nghe. Cái chị chốt nhớ chốt đơn là đòi cái quần, nhớ tặng chị cái quần. Đó, 5 cái tặng cái mọi người nghe. Trời ơi, im quá ha. Đó, nhớ trong cái live stream này thôi mọi người nghe, bắt qua là nghỉ tặng rồi đó. Khăn là 25 ngàn cái khăn nè. Rồi em up là à quên đó mấy chị. Tải lòng nó giặt 25 ngàn. Chùi nồi mấy chị gái nghe, chùi nồi là cực kỳ im luôn. Quần lót im lắm nghe, tắt like là không có tặng nữa mọi người nghe. Đó, đây chị. Quần lót siêu im luôn, cái này là chắc cô tông mấy chị nghe, cô tông thông hơn. Form là từ 45kg lên mấy chị, 67-68kg lại mấy chị bằng vừa hết. Tại nó co giãn rất là im luôn. Đó, cực kỳ im mọi người nghe. Rồi quần 65-67kg lại là mấy chị bằng bao được luôn nghe chị Bích Phương Nguyễn ơi. Đẹp lắm. Im lắm chị nghe. Nói chung là nó co giãn đã lắm mọi người nghe. Em cũng đang bận trong người nè. Đó, tại vì cái này là chắc cô tâm co giãn giống người mọi người nha. Rồi tải lòng máy giặt 25 cho chị Trang thì. Đây mấy chị, đây chùi nồi mọi người nghe, ví dụ như nè cái chỗ đó mà cái nồi mình mấy chị nghe nó đóng kiểu như là nó đóng đen đóng này đóng kim nồi mọi người nghe, đặc biệt là nồi inox. Cái này đặc biệt là xài inox mọi người nghe, 30 này nhiêu quên thôi, 39 ngàn, 39 ngàn mọi người nha. Ok cho chị Chi Kim một combo quần, nhớ giùm em mọi người nghe, trong cái live stream hôm nay em Hương vui tặng thì tặng hết mọi người nghe. Nó ngày mai tắt like là nghỉ tặng nghe mấy chị nghe, tắt like mọi người có lấy thêm em không, có không tặng em nói trước, chị em mình tặng lần trước bắt lần sau nha. 5 cái quần tặng thêm một cái quần, 6 cái quần 95 ngàn. Em được về được có 3 quần thôi mọi người nghe, không có gì nhiều đó, tặng gì đó mấy chị đúng không. Rồi ở mấy chị tẩy trắng nồi thao này kia mọi người nha. Đó, quá trời đẹp mọi người nghe, bao nhiêu 39 ngàn, 39 ngàn mấy chị ơi. Áo bao nhiêu, áo bao nhiêu là gì chị yêu, chị Thu áo bao nhiêu là gì chị. Ok chị Bích Phụng Nguyễn mua đi chị rồi ghiền, tại vì á cái này em đã bán qua đợt rồi mọi người nghe, khách xài im, lâu lâu nó có sale em mới lụm mọi người nha. Ok Trâm Thì gửi luôn khỏi gọi, cảm ơn cục vàng. Đây là khăn này mấy chị, im lắm. Khăn im cực kỳ luôn mấy cục vàng nha, khăn 25 ngàn cái. Ồ mọi người nghe, nó thấm hút cực kỳ luôn mấy chị nha, đã lắm. Em bảo đảm mọi người luôn, tại em gọi đầu mấy chị nha, là em chùi bằng khăn này không nè. Mấy chị quấn là một cái là nó khô queo luôn á, im lắm. Éo đang mặc 19 ngàn mà hết lâu rồi chị. Áo này á chị, em bán có 19 ngàn em hết lâu rồi, hết trơn rồi chị. Em còn em chừa lại cái mấy cái ế em bận nè, để dành mình live stream với chị. Nó live stream là thử đồ cho nó dễ chứ gì hết trơn. Áo khoác hả? Áo khoác nào ta? Trời ơi mạng gì chậm với áo khoác nãy 115 ngàn chị. Rồi khăn 25 ngàn. Khăn 25 ngàn cái khăn nha mọi người nha. Chờ lấy khăn cầm bánh khăn giùm em. Mấy chị. Rồi mấy chị lụa bên gòn nè, bộ ngố nè. Đẹp cho mấy chị, 105 ngàn. 50 đổ lên mọi người nghe, 65 đổ lại dừa. À lấy chứ mấy chị nghe, lửng vàng.
Lửng vàng 105.000, kêu lấy công anh lửng vàng giùm em, lửng vàng 105.000. Ok, Yến Nhi gửi luôn, khỏi gọi. Mỹ Phú cho Phú An Giang có 20.000 ship ha. Đã ghê luôn vậy không? Thật sự luôn, không ai mà bán đồ như em thiệt. Đó, em ưu đãi cho mọi người có phí ship khủng khiếp không? Đó, tại vì em bù ship mọi người nghe chứ bên giao hàng nó đâu có thu em 20.000 không đâu mấy chị. Nó thu nhiều lắm. Ok, lửng vàng 105 chị Mai Lê, khăn lớn 50.000 cái khăn, mất thiệt đó kêu ta. Cái khăn lớn 50.000 chị. Thấy chưa? Người ta quắn người ta nhét vô được nè, tới mình nhét vô không biết qua không nữa. Ồ qua. Bây giờ tôi nói rồi, cái gì tôi làm cũng được hết trơn nha các bạn nha. Ồ qua. Ồ vẫn đẹp như ban đầu mà mọi người ơi, ghê ghê ghê. Tao ở khăn lớn rồi thấy mẹ cắt khăn lớn rồi thấy. Đây là vậy. Áo khoác đang treo 95.000 rồi chị ơi. Đây chị khăn 50.000. Đây là chị Khôi Quỷ Kiểu Quỳnh khăn 50.000 chị. Đây khăn 50.000 cái. 50.000 em có màu xám, nâu, hồng. Đi đâu à? Đi đâu à? Nó bụng quá ăn cơm anh ơi. Ăn cơm gì mà chín rồi đây. Rồi khăn 50.000 nghe, lấy khăn bánh khăn dọn dẹp anh ơi. Rồi các chị em còn có mấy cái máy rửa mặt mà ngồi nghe xe có 65.000 đó chị nè. Cái này người ta bán tới 130, 140, em bán có 65.000. Áo phát treo là 95.000. Rồi mấy chị nghe, tắm trắng, mà tắm trắng này mấy chị gái nha. Ôi, tắm trắng này mấy chị tắm được một lần. Tắm trắng 35.000. Mà tắm trắng này trái đào nha mọi người nghe, 35.000 tắm trắng. Rồi khăn, lấy khăn không chị, khăn 50.000. Bự lắm, yếm ghê luôn đó nha. Khăn đó chừng nào mình đi du lịch mình xài. Chừng nào dịch hết mình đi. Chừng nào hết dịch tới gà mình đi. Rồi khăn có màu xám chị, màu xám, màu hồng với lại màu màu sữa. Dẹp đi anh ơi. Dẹp nghỉ. Bữa nay lai lố giờ luôn, gần 5 giờ. Nay lại trễ chứ bộ. Đúng rồi, em thấy ấp Bình Hưng 2 nè. Xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang thì cũng 20.000. Thêm 10 cái bằng chải đánh răng, ok. 10 cái bằng chải đánh răng, ờ mấy chị em có bằng chải răng bé nè. Rồi mấy chị, bằng chải đánh răng bé nè, 1 năm 4 cái 30.000. Ai lấy chốt mọi người nghe mấy chị, bằng chải đánh răng bé 4 cái là 30.000. Rồi bàn chải người lớn mọi người nghe mấy chị nè, 10 cây 55.000. 10 cái 55.000 mọi người nghe. Rồi tới nữa hả mẹ? Đi hả? Nhỏ là làm đó, chị làm mỹ ly hả? Nhỏ làm bên quỹ tín dụng, đi đặt cái dụng. Em thi cho nó phải chịu ôn đâu mà không biết sao cũng chạy. Đầu cám cho hai người ép xong hết. Còn nhà nó xuống thăm anh ấy kinh nữa. Ngọ nó vậy. Rồi ok, hũ không cống chị Chi Kim. Rồi áo phát em lên rồi chị ơi, bà lấy màu gì? Rồi bye bye mọi người nha, chúc mấy chị một buổi chiều vui vẻ mọi người nha, hẹn mấy chị ngày mai nha, bye bye. I love you bạc bạc mấy chị, I love you bạc bạc, bye bye.